Đây là một series bài viết về một triết lý đầu tư mà người viết đã tổng hợp được sau một thời gian nghiên cứu và trải nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục đích của bài viết này là cung cấp cho người đọc một phương pháp luận, một mô hình tư duy đúng đắn khi suy nghĩ về đầu tư. Chuỗi bài viết này không cung cấp cho người đọc một công thức bí mật mà chỉ cần răm rắp áp dụng theo bạn sẽ trở nên giàu có trong nháy mắt. Người viết chưa bao giờ tin vào công thức thành công cả. Tất cả những người hứa hẹn trao cho bạn những công thức bí truyền có thể giúp bạn dễ dàng đánh bại thị trường đều là một lũ lừa đảo chuyên gia đi lùa gà. Vô số tiền tài của cải của bạn đã bị mất đi chỉ vì ham muốn giàu nhanh chóng. Nếu đó là điều bạn đọc đang tìm kiếm thì chuỗi bài viết này không dành cho bạn. Thành công không bao giờ có lối tắt. Chuỗi bài viết này sẽ được chia làm 12 bài đọc. Mỗi bài viết chỉ là một mảnh ghép quan trọng mà khi đã hoàn thành tổng cộng 12 bài viết, bạn đọc sẽ có một bức tranh tổng thể mang tính cơ bản về đầu tư. Đầu tư chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Mỗi nhà đầu tư cần chuẩn bị cho mình một phong cách đầu tư riêng, phù hợp với bản thân của chính mình. Và điều đó chỉ có thể đạt được nếu bạn có một phương pháp luận chính xác và đúng đắn. Một người phi công, khi được hỏi về công việc của anh ta như thế nào, đã đùa rằng: "Công việc của tôi bao gồm nhiều ngày buồn chán đan xen bởi một vài khoảnh khắc kinh hoàng." Nếu người phi công trên tham gia vào lĩnh vực đầu tư, người viết khá chắc chắn là anh ta sẽ nhận thấy thị trường cũng hoạt động tương tự như trong lĩnh vực hàng không. Một chuỗi thời gian dài buồn chán được kích thích bằng một vài sự kiện kinh hoàng đan xen. Tuy nhiên, khi chúng ta nói về thị trường, rốt cuộc chúng ta đang nói về cái gì? Thị trường về cơ bản là một tập hợp những người tham gia giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau. Cổ phiếu hiểu một cách đúng đắn nhất là một phần sở hữu hợp pháp của công ty. Những người tham gia với trình độ hiểu biết và góc nhìn khác nhau về triển vọng của từng công ty cùng nhau thiết lập mức giá chung cho thị trường tại từng thời điểm. Hiểu một cách trừu tượng, ý nghĩa của thị trường chính là ý nghĩa chung được tổng hợp và cân bằng bởi tất cả những người tham gia. Nếu ý chí chung là tích cực, thị trường sẽ chỉ đi lên. Nếu ý chí chung là tiêu cực, thị trường sẽ đi xuống. Benjamin Graham, người thầy đã định hình phong cách đầu tư của huyền thoại Warren Buffett, trong cuốn sách Nhà đầu tư thông minh đã giới thiệu khái niệm quý ông thị trường. Bằng việc nhân cách hóa thị trường, Benjamin Graham ngầm chỉ rằng thị trường về cơ bản chỉ tư duy và hành động cảm xúc như là một người bình thường. Những lúc cao hứng và lòng tham nổi lên, ông ta sẽ ra giá mua bán rất cao vì ông ta sợ người khác sẽ cướp mất đi cơ hội lợi nhuận của mình. Những lúc trầm cảm và sợ hãi, ông ta chẳng hề thấy gì ngoài tận thế sắp đến. Thế giới chuẩn bị diệt vong và việc ông ta cần làm lúc này là bán tháo tất cả càng sớm càng tốt và tìm chỗ ẩn nấp chuẩn bị cho cơn khủng hoảng sắp đến. Quý ông thị trường là một gã gàn dở, ông ta liên tục đưa ra những mức giá khác nhau cho cùng một doanh nghiệp. Ông ta cũng chẳng trách bạn nếu như bạn hoàn toàn phớt lờ ông ta. Việc của ông ta là ra giá, việc của nhà đầu tư là quyết định xem mức giá đó có đủ hấp dẫn để chấp nhận hay không. Quyền quyết định giao dịch nằm hoàn toàn ở nhà đầu tư. Quý ông thị trường chẳng thể bắt bạn làm theo yêu cầu nào mà hắn ta muốn, trừ khi bạn full margin. Nhưng đó là câu chuyện của phần 4. Nếu bạn không thích giá cả mua bán ngày hôm nay, không sao cả, hắn ta sẽ lại quay lại vào hôm sau với một mức giá khác và cứ thế tiếp tục như thế trong tương lai, cho đến khi bạn thấy mức giá đó phù hợp để quyết định trong giao dịch. Một điều cực kỳ quan trọng nhà đầu tư cần phải ghi nhớ, quý ông thị trường sinh ra là để phục vụ cho lợi ích của bạn, không phải để bảo bạn là phải làm gì trong từng trường hợp cụ thể. Nhà đầu tư có quyền hoàn toàn phớt lờ thị trường nếu như hắn ta đang lên cơn điên, hoặc là tận dụng triệt để nếu như hắn ta đang mắc sai lầm trong việc định giá. Nếu như nhà đầu tư nghĩ rằng mình không thể tự mình ra quyết định hoàn toàn độc lập so với thị trường, thì đơn giản bạn không nên tham gia vào đầu tư ngay từ đầu. Như trong một câu nói nổi tiếng trong poker, nếu bạn đã ngồi vào bàn chơi poker trong 30 phút mà vẫn không biết ai là thằng ngu, thì bạn chính là gã đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý ông thị trường lúc nào cũng điên loạn và ngớ ngẩn. Mặc dù trong ngắn hạn, dưới sự tác động mạnh mẽ của cảm xúc, hắn ta lại có thể đưa ra những mức giá vớ vẩn, tách rời hoàn toàn với thực tại. Tuy nhiên về lâu dài, khi lý trí dần dần thay thế cho cảm xúc, thì hắn ta lại định giá doanh nghiệp cực kỳ chính xác. Suy cho cùng, rất khó để bạn lên cơn điên loạn trong một khoảng thời gian dài. Điều đó sẽ rất tốn năng lượng và sẽ không ai ngu đến thế đâu. Lý trí rồi sẽ phục hồi và quý ông thị trường sẽ nhận ra mình đã sai lầm trong việc định giá và nhanh chóng khắc phục nó. Như Benjamin Graham đã nói, trong ngắn hạn, thị trường chỉ là một cỗ máy đếm phiếu, kiểm phiếu để xem công ty nào nổi tiếng hoặc là không phổ biến. Nhưng trong dài hạn, thị trường là một cỗ máy cân đo, đánh giá chính xác giá trị thực của một doanh nghiệp.
Điều này quay trở lại một ý đã được nhấn mạnh bởi người viết. Với tư cách là một nhà đầu tư tham gia vào thị trường, quyền quyết định mua bán luôn nằm ở bạn. Việc của thị trường là cung cấp giá, việc của bạn là cung cấp xem mức giá đó có lợi với bạn để thực hiện hay là không. Bạn không cần phải liên tục giao dịch với quý ông thị trường chỉ bởi vì hắn ta luôn cầu xin bạn làm việc đó. Đây là lợi thế cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng tham gia. Đây là lợi thế cơ bản mà bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia vào thị trường cũng đều có. Bạn có toàn quyền trong việc quyết định có nên mua bán theo giá cả mà thị trường đưa ra hay không. Nếu bạn không thích thì những gì mà hắn ta đang đưa ra, bạn có quyền không tham gia và hắn ta cũng chẳng quan tâm. Hắn sẽ lại chỉ xuất hiện vào ngày mai với một mức giá khác và cứ thế cho tới khi bạn quyết định đâu là mức giá mà bạn muốn. Bất kỳ nhà đầu tư nào để giá cả hàng ngày ảnh hưởng đến quyết định mua bán các khoản đầu tư của mình đang biến lợi thế cơ bản của mình thành nhược điểm chí mạng. Bạn từ người có toàn quyền quyết định trở thành người bị phụ thuộc và phải thực hiện các hành động theo ý muốn của thị trường bằng cách liên tục để tâm và lắng nghe những thông tin nhiễu hàng ngày của thị trường và đưa ra các quyết định dựa trên đó. Hãy giả sử rằng bạn là một người nghiện cà phê và thói quen của bạn là ra quán cà phê hàng ngày để nhâm nhi tách cà phê chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn hay là buồn hơn nếu giá cà phê giảm đi mỗi ngày? Nếu như bạn cảm thấy vui hơn khi mua cốc cà phê với giá thấp hơn ngày hôm trước, tại sao bạn lại cảm thấy chán nản khi giá mua doanh nghiệp đi xuống hoặc là phấn khích khi giá mua doanh nghiệp tăng cao? Nhiều nhà đầu tư cảm thấy phấn khích khi thị trường đi lên nhưng lại thất vọng khi thị trường đi xuống. Đây là một phản ứng vô lý. Nếu điều mà bạn mong muốn là mua cổ phần của các công ty trong tương lai, với tư cách là một nhà đầu tư, nhiệm vụ của bạn là tìm các doanh nghiệp chất lượng để rót tiền và phục vụ cho mục đích tăng trưởng của công ty. Và nhà đầu tư càng làm được việc này vì chi phí rẻ hơn, giá mua cổ phiếu thấp hơn, thì điều đó càng tốt cho triển vọng lợi nhuận. Phấn khích điên cuồng mua cổ phiếu khi thị trường đang đi lên hoặc là hoảng sợ bán tháo khi tất cả thị trường đi xuống là những sai lầm căn bản có thể dẫn đến thua lỗ tất cả trong nháy mắt. Tất cả những nhà đầu tư khi tham gia đều có hy vọng rằng có thể đạt được một tỷ suất lợi nhuận đủ tốt so với công sức và thời gian mình bỏ ra để nghiên cứu hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đủ tốt nghĩa là như thế nào? Tỷ suất lợi nhuận lớn hơn 10% hay là 20% hay đơn giản là không thua lỗ là đủ tốt rồi? Nếu thiếu đi một chuẩn mực so sánh, ta không thể nào thực sự biết được hiệu quả đầu tư của mình đang thực sự tốt hay là tệ. Nếu như bạn nghĩ chỉ cần tài khoản xanh là tốt rồi thì bạn đang phạm một sai lầm cơ bản của những người mới tham gia đầu tư. Nếu như thị trường đi lên 10% trong khi tài khoản của bạn chỉ đi lên 3% thì hiệu suất đầu tư của bạn thua cả một người chẳng cần làm gì mà chỉ cần đầu tư vào một quỹ số mô phỏng theo thị trường và quên đi tài khoản của mình sau đó. Bạn bỏ rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra những khoản đầu tư mà bạn cho rằng tiềm năng nhất, nhưng tỷ suất lợi nhuận của bạn chỉ có 3%, trong khi một người khác không tốn chút công sức nghiên cứu nào mà chỉ đơn giản là đầu tư một quỹ chỉ số mô phỏng VN30 và đạt được 10%. VN30 là 30 công ty vốn hóa giá trị lớn nhất Việt Nam. Giá trị vốn hóa của 30 công ty này đủ lớn gần bằng quy mô toàn thị trường nên quỹ mô phỏng VN30 sẽ có tỷ suất lợi nhuận gần như tương đồng so với tỷ suất lợi nhuận của toàn thị trường. Thị trường chính là tiêu chuẩn để bạn so sánh kết quả đầu tư của mình. Nếu như bạn không thể đánh bại thị trường thì bạn không có lý do gì để đầu tư chủ động cả. Tất cả những gì bạn cần làm là mua theo một quỹ chỉ số mô phỏng thị trường và bạn sẽ có được tỷ suất lợi nhuận chung của thị trường. Đây là phương thức đầu tư thụ động mà đa phần những người không có thời gian theo dõi thị trường đang thực hiện. Tuy nhiên, để có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn thị trường thì liệu có thực sự dễ dàng hay không? Eugene Farmer, một nhà kinh tế học nổi tiếng, thậm chí cho rằng việc này không thể. Ông ta cho rằng cố đánh bại thị trường là một việc ngu ngốc vì chỉ có những kẻ ngốc mới cố gắng làm những việc bất khả thi. Ông ta thậm chí còn có một học thuyết nổi tiếng để chứng minh việc đó. Lý thuyết thị trường hiệu quả. Năm 1959, Eugene Farmer đã nhận một công việc làm thêm cho một giáo sư chuyên cung cấp dịch vụ dự báo về thị trường tài chính cho các bên có nhu cầu. Ông bị thị trường ám ảnh. Ông liên tục nghiên cứu về các mô hình giá trong quá khứ cũng như là tổng hợp xác suất thống kê để tìm ra các mẫu mang tính dự đoán về xu hướng trong tương lai. Ông ta luôn cố gắng tìm ra những dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cho nhà đầu tư thông qua việc cố gắng dự đoán tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Ông ta luôn thất bại trong việc này. Những thông tin mà ông ta tìm được không đủ bền vững để trở thành một dạng lợi thế đáng tin cậy. Với trải nghiệm về thị trường khá đau thương này, ông học theo chương trình PhD tại Đại học Chicago và viết một bài luận văn về một trong những thuyết nổi tiếng nhất trong kinh tế học hiện đại ngày nay. Ông chính là cha đẻ của thuyết thị trường hiệu quả. Nền tảng của lý thuyết này cho rằng biến động giá của doanh nghiệp trên thị trường là hoàn toàn ngẫu nhiên không thể dự đoán.
Do đó, việc có thể tạo ra một cái nhìn chính xác hơn thị trường về giá trị doanh nghiệp là ảo tưởng, vì tất cả những thông tin có thể ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp đều đã được phản ánh trong giá cả trên thị trường. Dĩ nhiên, sẽ có một số nhà đầu tư có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn thị trường trong vài ba năm, nhưng điều đó chỉ đơn thuần là chó ngáp phải ruồi, không ai có thể liên tục đánh bại thị trường trong nhiều năm để chứng minh rằng kỹ năng đầu tư thực sự tồn tại. Tất cả những người đã đánh bại thị trường đều là những gã ngốc may mắn và họ thậm chí còn không biết điều đó. Eugene Fama đưa ra các ví dụ về con khỉ đột búng đồng xu để đáp trả những ai nêu ra ví dụ của những nhà đầu tư liên tục đánh bại thị trường như là Warren Buffett. Hãy tưởng tượng rằng có một cuộc thi búng đồng xu dành cho tất cả con khỉ đột tham gia, xuất sắc búng được 10 lần mặt ngửa liên tiếp là rất hiếm. Nhưng trung bình thì cứ có 1024 con khỉ đột tham gia, sẽ có một con may mắn búng được mặt ngửa 10 lần liên tiếp. Nếu một việc dù xác suất xảy ra có nhỏ cỡ nào, chỉ cần số lượng tham gia đủ lớn, thì việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Eugene chỉ đơn giản nghĩ là những người như Warren Buffett cũng giống như con khỉ đột đã búng ra được 10 lần mặt ngửa liên tiếp, ông ta đã ăn may liên tục trong suốt quá trình đầu tư của mình. Lý thuyết thị trường hiệu quả có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Nó không cung cấp một bức tranh hoàn hảo về thị trường, nhưng những lý luận phân tích lại khá vững vàng, được hỗ trợ bởi những thống kê về tỷ suất lợi nhuận của các công ty quỹ đầu tư trong quá khứ. Rất nhiều thống kê đã chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận của các cá nhân tham gia, bao gồm các nhà đầu tư và quỹ đầu tư, đều không thể thắng được thị trường trong dài hạn. Kết luận này đã được kiểm tra lại qua nhiều lần, qua nhiều giai đoạn khác nhau và kết quả vẫn không hề thay đổi. Những quỹ đầu tư vốn được thành lập với những nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp cũng không thực sự mang lại nhiều khác biệt trong cái việc đánh bại thị trường. Những thống kê trên được thực hiện tại thị trường chứng khoán của Mỹ, một thị trường cực kỳ hiệu quả do yếu tố cạnh tranh khốc liệt giữa những con người thông minh bậc nhất trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Hầu hết những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới đều tham gia đầu tư tại thị trường chứng khoán nước Mỹ. Thị trường Việt Nam là một thị trường mới nổi, do đó không thể so sánh với các thị trường phát triển của phương Tây về độ hiệu quả trong việc định giá cổ phiếu. Tuy nhiên, cho dù xét thêm yếu tố phát triển của thị trường Việt Nam, việc đánh bại thị trường vẫn là một điều cực kỳ gian khó, thậm chí là đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với những thống kê hết sức chặt chẽ về mặt hiệu suất, hầu như lúc nào cũng thua kém so với thị trường của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư huyền thoại John C. Bogle đã cho ra khái niệm đầu tư thụ động thông qua quỹ chỉ số. Nếu như ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp liên tiếp chủ động thực hiện các khoản đầu tư mà họ cho là ý tưởng tốt của mình còn không thể thắng nổi thị trường, tại sao lại phải trả phí cho họ để làm điều đó? Không có lý do gì để trả phí cho sự ngu dốt cả. Nếu các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp không thể đánh bại được thị trường, họ không có tư cách thu phí quản lý từ nhà đầu tư. Nhận ra các vấn đề này, John C. Bogle đã quyết định rằng nếu hầu hết các cá nhân tham gia đều không thể thắng được thị trường, vậy thì có được tỷ suất lợi nhuận của thị trường là đủ tốt rồi. Ông cho ra đời quỹ số đầu tiên trên thế giới, một danh mục bao gồm 500 cổ phiếu được mô phỏng theo thị trường S&P 500 của Mỹ. Khái niệm đầu tư thụ động theo quỹ chỉ số ngày càng nhận được sự quan tâm đông đảo trên toàn thế giới. Ngay đến Warren cũng phải công nhận rằng John Bogle đã giúp đỡ cho tầng lớp nhà đầu tư nước Mỹ nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào mà tôi biết. Một khái niệm tưởng chừng như đơn giản thời điểm mà nó ra đời lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong thị trường vốn trên thế giới ngày nay. Nếu như một nhà quản lý chuyên nghiệp còn không thể đánh bại được một thị trường trong chính trò chơi mà anh ta vốn dĩ phải giỏi nhất, việc tốt nhất mà một nhà đầu tư bình thường có thể làm là đầu tư vào một quỹ chỉ số thị trường và quên đi tài khoản của anh ta sẽ không phải nhọc công nghiên cứu về tình hình doanh nghiệp cũng như ngày ngày lướt nhìn bảng điện, bất lắng nghe những điều nhảm nhí từ môi giới mà lại có tỷ suất lợi nhuận khá là tốt. Với những bằng chứng trên, liệu ta đã có thể kết luận rằng Eugene Fama đã đúng? Việc đánh bại thị trường là bất khả thi. Liệu kỹ năng đầu tư thực sự tồn tại hay tất cả chỉ đơn thuần là sự may mắn ngẫu nhiên? Phải chăng Warren Buffett hay Ray Dalio, Howard Marks, Charlie Munger, những nhà đầu tư kiệt xuất trên thế giới đều là những con khỉ đột gặp may mắn liên tiếp trong việc búng đồng xu? Như người viết đã nhấn mạnh, lý thuyết thị trường hiệu quả có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Ưu điểm là gì? Nó khá đúng về việc miêu tả sự hiệu quả của thị trường trong việc đánh giá doanh nghiệp. Còn nhược điểm là gì? Nó khá đúng cho tới khi nó sai. Đánh bại thị trường không phải là bất khả thi, nhưng nó gần như là như thế. Chúng ta cùng quay lại một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Benjamin Graham. Trong ngắn hạn, thị trường là một cỗ máy đếm phiếu kiểm phiếu, đếm xem công ty nào nổi tiếng hoặc là không phổ biến. Nhưng trong dài hạn, thị trường là một cỗ máy cân đo, đánh giá chính xác giá trị thực của một doanh nghiệp. Trong khi Eugene Fama lại nói rằng thị trường luôn đúng,
ta có thể thấy rằng Benjamin Graham và Eugene Farmer đều đồng ý về triển vọng hiệu quả trong dài hạn của thị trường. Điều duy nhất họ không đồng ý với nhau là quan điểm đối lập về ngắn hạn. Trong ngắn hạn, thị trường hoàn toàn có thể trở nên phi lý tới mức khó tin. Thị trường là nơi mà vô số những nhà đầu tư với kinh nghiệm và sở trường riêng của mình cùng nhau thu thập những thông tin về tình hình hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của doanh nghiệp để đưa ra quyết định mua bán cho bản thân. Sự cạnh tranh gay gắt trong việc tìm kiếm lợi nhuận sẽ xóa bỏ đi bất kỳ món hời nào vừa xuất hiện trên thị trường. Xét một cách thực tế, khá là hợp lý để kết luận rằng giá cả trên thị trường không quá tách rời so với giá trị nội tại của công ty. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng công nghệ 2001-2002, khủng hoảng tài chính năm 2008-2009, cuộc khủng hoảng COVID năm 2020-2021 đều cùng chứng minh rằng giá cả có thể trở nên hoàn toàn phi lý so với giá trị nội tại của công ty. Nhà đầu tư chuyên nghiệp sống với những giây phút này, những khoảnh khắc hiếm hoi thị trường trở nên điên loạn. Bất kỳ nhà đầu tư nào đủ bản lĩnh để đầu tư vào thị trường sau những cú sập lịch sử trên đều có những tỷ suất lợi nhuận không tưởng trong khoảng thời gian rất ngắn. Một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng, dám rót tiền vào thị trường khi cả thiên hạ đều đang tranh nhau bán tháo để chạy thoát thân là hành động đúng đắn nhất trong đầu tư, nhưng điều này đòi hỏi một sức mạnh tâm lý phi thường từ nhà đầu tư. Suy cho cùng, đầu tư là trò chơi của tâm lý nhiều hơn là trò chơi của tư duy. Không phải là khả năng tư duy phân tích không quan trọng, nó rất quan trọng, nhưng một người thông minh hoàn toàn có thể vứt não của mình đi và bán tháo cùng với đám đông trong cơn hoảng loạn, chỉ bởi vì tất cả mọi người đều đang làm như thế. Suy cho cùng, rất khó để bạn có thể đứng yên trên sàn nhảy khi tất cả mọi người xung quanh đều đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc điên loạn của thị trường. Tuy nhiên, những cơ hội hiển nhiên như thế chỉ thường xuất hiện trung bình 10 năm một lần. Những cơn khủng hoảng kinh hoàng có tác động sâu đến đời sống kinh tế xã hội của người dân. Những món hời rõ ràng chỉ xuất hiện sau khi những cú sập thị trường mang tính lịch sử. Trong phần lớn thời gian, thị trường khá hợp lý trong việc định giá. Như những người phi công đã từng nói, chuỗi ngày dài buồn chán đan xen với một vài khoảnh khắc kinh hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà Warren Buffett nhận xét John C. Bogle là người đã giúp đỡ cho tầng lớp đầu tư nước Mỹ nhiều hơn bất kỳ cá nhân nào mà ông biết. Ý tưởng đầu tư quỹ chỉ số thực sự là một cách mạng trong đầu tư. Đánh bại thị trường là một việc cực kỳ khó, vì quả thật trong hầu hết thời gian nó làm rất tốt công việc định giá. Vì thế, cứ đầu tư theo thị trường là đủ tốt rồi. Bạn không phải nhọc công suy nghĩ mệt não, bất nhìn bảng điện gây trầm cảm, không phải nghe những lời nhảm nhí từ các trưởng phòng môi giới mà lại có một tỷ suất lợi nhuận khá là tốt. Do đó, sẽ tốt hơn cho một nhà đầu tư bình thường nếu như họ đầu tư theo quỹ chỉ số thay vì tự nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư riêng của mình. Ngay đến Warren Buffett cũng đưa ra hướng dẫn rằng sau khi ông mất, hãy dùng 90% số tiền của ông để lại cho gia đình và đầu tư quỹ chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ. Ông cũng hiểu rằng cá nhân ông là một ngoại lệ hiếm hoi trong giới đầu tư. Tuy nhiên, bất khả thi khác với rất khó. Đánh giá thị trường không phải là bất khả thi, nó chỉ đơn giản là rất khó. Do đó, đầu tư chủ động không phải là việc dành cho hầu hết tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những nhà đầu tư kiệt xuất trên thế giới đều là những con khỉ đột may mắn, như là Eugene Farmer đã nói. Thành tích đầu tư của họ đều đáng ngưỡng mộ và đủ lâu dài trong quá khứ để thành dữ liệu đáng tin cậy. Tổng kết lại, người viết muốn một khái niệm đầu tư luật để tóm gọn bài viết. Bị cáo sẽ luôn được cho rằng là vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội. Bị cáo không có nghĩa vụ phải chứng minh sự vô tội của mình vì đây là sự mặc định. Người khởi tố mới là người chịu trách nhiệm phải chứng minh sự có tội của bị cáo. Điều này cũng đúng so với đa số nhà đầu tư. Họ đều sẽ bị xem là không có khả năng đánh bại thị trường cho tới khi có bằng chứng thuyết phục chứng minh điều ngược lại. Thị trường trong phần lớn thời gian hoạt động sẽ khá là hiệu quả trong việc định giá doanh nghiệp, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Chỉ có một số nhà đầu tư hiếm hoi đủ khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Đây là một sự thật mà các nhà đầu tư cần phải ghi nhớ khi tham gia đầu tư trên thị trường. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện được các bong bóng tài chính nếu như chúng ta cho rằng thị trường luôn đúng và từ đó bỏ qua các cơ hội chỉ đến một vài lần trong cuộc đời. Đôi lúc thị trường sẽ sai một cách điên rồ và đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ sống vì những giây phút này. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là đầu tư cơ bản phần 2, các phương pháp đầu tư. Bài viết được viết bởi tác giả Gerard Đỗ. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trước khi đi sâu vào bài viết, có một khái niệm người viết muốn phân biệt rõ ngay từ đầu bài, đó là sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ.
Hiện nay rất nhiều người dùng từ đầu tư một cách đại trà mà không thật sự hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hoặc có thể họ hiểu nhưng cố tình ém nhẹm đi sự khác biệt này. Một phần có lẽ là vì nhà đầu tư nghe có vẻ sang chảnh hơn là đầu cơ hoặc là trader. Một lý do khác phổ biến hơn là những người này nghĩ đơn giản chỉ cần tham gia vào thị trường chứng khoán thì mình đã là nhà đầu tư rồi. Bạn có thể thấy rõ sự loạn ngôn này ở khắp mọi nơi, các trưởng phòng môi giới với phong cách phím hàng mang đậm chất đầu cơ nhưng lại luôn gọi khách hàng của mình là nhà đầu tư. Các bài báo cáo chứng khoán định hướng dư luận, sự thiếu hiểu biết của người tham gia, tất cả đều tạo thành một vòng lặp nguy hiểm duy trì ảo tưởng này. Đầu cơ là một hoạt động rủi ro với rất nhiều biến số bất định có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả. Nhưng điều rủi ro và nguy hiểm nhất đối với một người tham gia trên thị trường chứng khoán là ảo tưởng họ đang đầu tư nhưng thực chất việc họ làm chính là đầu cơ. Nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham đã từng nhận định: sự khác biệt thực tế giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ nằm ở phản ứng của họ đối với biến động của thị trường. Mối bận tâm chính của nhà đầu cơ nằm ở việc dự đoán và kiếm lợi nhuận từ biến động của thị trường. Nhưng công việc chính của nhà đầu tư nằm ở việc mua và nắm giữ cổ phần của các công ty với mức giá phù hợp. Yếu tố quyết định kết quả của nhà đầu cơ nằm ở khả năng dự đoán thị trường. Yếu tố quyết định kết quả của nhà đầu tư nằm ở khả năng phân tích doanh nghiệp. Nhà đầu cơ thực hiện các giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư mua và nắm giữ trong dài hạn. Nhà đầu cơ tin rằng mình có thể dự đoán và kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường trong ngắn hạn. Nhà đầu tư tin rằng cho dù thị trường trong ngắn hạn có diễn ra như thế nào thì triển vọng dài hạn của danh mục đầu tư vẫn rất tốt. Các phương pháp người viết chuẩn bị giới thiệu dưới đây đều mang thiên hướng đầu tư. Do đó, nếu bạn đọc đang tìm kiếm các kỹ thuật giao dịch đầu cơ ngắn hạn thì rất tiếc bài này không dành cho bạn. Người viết chưa bao giờ tin rằng mình có khả năng dự đoán thị trường đủ tốt để biến nó thành một lợi thế cạnh tranh thực sự. Hiện nay có 3 trường phái đầu tư phổ biến trên thế giới bao gồm: 1. Đầu tư theo quỹ chỉ số. 2. Đầu tư giá trị. 3. Đầu tư tăng trưởng. Cả 3 trường phái đều có ưu điểm và nhược điểm của riêng nó. Không có trường phái nào là tốt nhất mà chỉ có trường phái phù hợp với thiên hướng và tính cách của nhà đầu tư. Do các trường phái này đều mang triết lý đầu tư, do đó một quy tắc rất quan trọng cần phải tuân thủ là các khoản đầu tư đều cần phải được nắm giữ đủ lâu để các phương pháp này phát huy tác dụng. Thời gian nắm giữ càng lâu thì tính ưu việt của đầu tư càng được tối đa. Khung thời gian đầu tư thường được tính bằng năm và biến động thị trường trong ngắn hạn thường là thông tin nhiễu không cần được quan tâm. Đầu tư thụ động. Đầu tư thụ động hay còn gọi là đầu tư theo quỹ chỉ số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường vốn ngày nay do tính chất đơn giản và dễ dàng tiếp cận dành cho đại đa số nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi muốn hưởng lợi nhuận tốt hơn đi gửi tiết kiệm ngân hàng. Quỹ chỉ số là các quỹ tín thác được tạo ra bằng cách mô phỏng theo một thị trường nhất định. Do đó, tỷ suất lợi nhuận của quỹ này cũng gần như tương đương với tỷ suất lợi nhuận trên toàn thị trường. Quỹ chỉ số đầu tư trên thế giới Vanguard 500 Index Fund mô phỏng chỉ số S&P 500 chứng khoán Mỹ bằng cách mua tất cả 500 công ty được theo dõi trên S&P 500. Dĩ nhiên là với tỷ trọng phân bổ của từng cổ phiếu cũng sẽ tương ứng với tỷ trọng vốn hóa của công ty đó trên thị trường. Hiện Việt Nam đã có quỹ mô phỏng theo VN30, 30 công ty vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán. Do vốn hóa của 30 doanh nghiệp này gần như tương đương với vốn hóa của toàn thị trường nên tỷ suất lợi nhuận của VN30 và VN Index sẽ không khác biệt đáng kể trong dài hạn. Nhà đầu tư bỏ tiền vào quỹ mô phỏng VN30, họ đang đơn giản là mua một danh mục đầu tư bao gồm 30 công ty vốn hóa lớn nhất Việt Nam. Mặc dù đầu tư thụ động đang ngày càng được ưa chuộng tại các thị trường phát triển như là phương Tây, khá đáng tiếc là ở đây lại không phải là hình thức đầu tư phổ biến tại Việt Nam. Đại đa số nhà đầu tư Việt Nam vẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các hình thức chủ động khác nhau. Đây là một sai lầm, vì như người viết đã nói ở phần 1, với tư cách là một nhóm tham gia trên thị trường, đại đa số nhà đầu tư không có khả năng đánh bại thị trường. Lý do mà đầu tư thụ động ngày càng trở thành một kênh thay thế phổ biến cho tiết kiệm ngân hàng tại các nước phát triển là vì tính ưu việt của nó so với đầu tư chủ động đã được thừa nhận một cách rất rộng rãi. Khi các nhà đầu tư quyết định đầu tư thụ động, họ có 3 lợi thế quan trọng so với đầu tư chủ động. 1. Tiết kiệm về chi phí và thuế.
Điều này khá dễ hiểu, bạn càng đưa ra nhiều quyết định giao dịch và hoán đổi danh mục, lợi nhuận của bạn càng bị bào mòn bởi phí giao dịch và tiền thuế khi bán, mà vẫn chưa chắc các quyết định đó có thực sự hiệu quả hay không. Các khoản phí và thuế này tuy nhìn có vẻ nhỏ trong ngắn hạn, nhưng sẽ tích tụ lại kép qua thời gian và sẽ ăn mòn một phần không nhỏ trong tổng lợi nhuận của nhà đầu tư. Lãi kép là một con dao quyền năng hai lưỡi, người viết sẽ đi sâu vào khái niệm này ở trong phần 8. 2. Giảm thiểu tối đa các hình thức sai lầm khác nhau trong đầu tư. Nhà đầu tư càng đưa ra nhiều quyết định mua bán, cơ hội để bạn mắc sai lầm càng cao. Đầu tư chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, quá trình nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các công ty tiềm năng luôn đòi hỏi rất nhiều từ nhà đầu tư. Bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm nếu như chuyên môn của bạn không đủ sâu sắc hoặc là bỏ qua những chi tiết quan trọng mà bạn cần phải biết. Nếu như tìm kiếm những công ty tốt nhất để đưa vào danh mục đầu tư là mục đích tối thượng của các nhà đầu tư chủ động, người viết cũng rất tự tin khi nói rằng việc này không khác gì mò kim trong đống rơm. Bạn có thể may mắn tìm được cây kim vô giá, nhưng xác suất khá cao là tất cả những gì bạn tìm thấy là một đống rơm vô giá trị. John Bogle, cha đẻ của quỹ đầu tư chỉ số, đã từng khuyên rằng thay vì mò kim trong đống rơm, cứ mua cả đống rơm là được. Câu nói này thể hiện sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của ông. Bạn không cần biết công ty nào trong hàng ngàn doanh nghiệp ngoài kia sẽ trở thành siêu sao trong tương lai. Cứ mua cả thị trường là được. 3. Không tốn nhiều thời gian và công sức. Như người viết đã nói ở phần 1, nhà đầu tư không cần phải tốn nhiều công suy nghĩ mệt não, cũng như ngày ngày lướt nhìn các bảng điện tử gây trầm cảm, bất lắng nghe những điều nhảm nhí từ các trưởng phòng môi giới mà tỷ suất lợi nhuận lại khá tốt. Nhìn vào bảng ở bên trên, ta sẽ thấy rằng có thời điểm VN30 có hiệu suất lớn hơn là VN Index, nhưng cũng sẽ có thời điểm VN Index sẽ có hiệu suất lớn hơn VN30. Do đó, sự khác biệt về dài hạn là không thật sự đáng kể. Quỹ mô phỏng của chỉ số VN30 đủ tốt để cho ta được lợi nhuận chung của toàn thị trường trong dài hạn. Trong những lý do trên, sẽ tốt hơn nếu như một nhà đầu tư bình thường không có nhiều thời gian hoặc là nếu họ định đầu tư thụ động thông qua quỹ chỉ số. Bằng cách sở hữu gần như toàn bộ thị trường, nhà đầu tư có thể yên tâm hưởng tỷ suất lợi nhuận gần như luôn đảm bảo cao hơn tiền gửi ngân hàng mà không cần phải nhọc tâm, lo lắng nhiều điều về danh mục đầu tư của mình. Một trong những chiến lược đầu tư thụ động phổ biến nhất là đầu tư định kỳ và liên tục vào thị trường bất kể thị trường đang uptrend hay là downtrend. Hàng tháng nhà đầu tư trích một khoản tiền nhỏ từ lương và đầu tư định kỳ vào quỹ chỉ số. Nếu như thị trường đi lên, nhà đầu tư mua vào để không bỏ lỡ đà tăng. Nếu như thị trường đi xuống, nhà đầu tư đã mua với giá rẻ hơn. Điều quan trọng nhất để chiến lược phát huy tác dụng là tính kỷ luật và thời gian. Cho dù thị trường có diễn biến như thế nào thì nhà đầu tư cũng cần phải đầu tư định kỳ vào thị trường và sẵn sàng nắm giữ một thời gian dài, thường là trên một năm. Chiến lược sẽ càng hiệu quả khi thời gian nắm giữ càng lâu. Thông qua sự tích lũy lãi kép, đây đang là chiến lược đầu tư phổ biến nhất dành cho đại đa số nhà đầu tư thụ động trên toàn thế giới. Đầu tư chủ động. Đầu tư chủ động là khi nhà đầu tư tự mình nghiên cứu và thiết kế danh mục đầu tư cho riêng mình. Như người viết đã nhiều lần nhấn mạnh, chỉ có một số nhà đầu tư hiếm hoi đủ khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Và chỉ những người này mới nên tham gia vào thị trường dưới hình thức đầu tư chủ động. Do đó, nếu bạn đó không có nhiều thời gian để thực hiện các hoạt động nghiên cứu doanh nghiệp chuyên sâu hoặc là đủ khiêm tốn để tin rằng mình không thể đánh bại thị trường, và thực sự là phần lớn không có khả năng này, phần này không dành cho bạn, bạn chỉ cần đầu tư thụ động và quỹ chỉ số là đủ rồi. Nếu như bạn đọc tiếp, người viết tin rằng bạn nghĩ mình là một trong những nhà đầu tư thiểu số đủ tư cách để tham gia đầu tư chủ động. Nếu bạn thực sự tin tưởng vào khả năng của bản thân, người viết cũng không có lý do gì để nghi ngờ điều đó. Bạn có thể thật sự là một trong những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi của thị trường. Có thể không? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Đầu tư chủ động có hai trường phái nổi tiếng bao gồm: 1. Đầu tư giá trị. 2. Đầu tư tăng trưởng. Giải thích một cách đơn giản nhất, các nhà đầu tư giá trị tìm mua các công ty đang được giao bán trên thị trường với mức giá thấp hơn so với giá trị nội tại của doanh nghiệp, trong khi các nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm các công ty mà giá trị nội tại sẽ tăng trưởng một cách nhanh chóng ở trong tương lai. Phương pháp đầu tư giá trị được ra đời bởi nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham và sau này được hoàn thiện bởi Warren Buffett. Warren Buffett đã sử dụng phương pháp này trong những ngày đầu ông tham gia vào thị trường và đã có được thành tích đáng kinh ngạc khi ông còn điều hành quỹ Partnership trước khi trở thành ông chủ của Berkshire Hathaway. Với một nhà đầu tư giá trị,
cổ phiếu không phải là một tờ vé số mà nhà đầu tư điên cuồng mua bán đổi trác trên thị trường. Cổ phiếu là một phần sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp, là một vật hữu hình có giá trị nội tại riêng của nó. Và nếu như nhà đầu tư có thể mua vật này dưới giá trị nội tại của nó thì hành động đầu tư khôn ngoan. Dĩ nhiên, kỹ năng ước lượng giá trị nội tại của công ty càng chính xác thì lợi thế cạnh tranh của nhà đầu tư càng lớn và giá mua càng thấp so với giá trị nội tại thì điểm mua đó càng an toàn. Điều này đặt ra câu hỏi là điều gì tạo nên giá trị nội tại của một công ty? Khi cân nhắc câu hỏi trên, có rất nhiều yếu tố làm cho một công ty trở nên có giá trị trong mắt nhà đầu tư. Các câu hỏi trả lời điển hình có thể bao gồm giá trị tài sản, thương hiệu, sức khỏe và tài chính, tiềm năng tăng trưởng, ban lãnh đạo trung thực và có năng lực, vân vân. Xem một cách thực tế, tất cả những yếu tố trên đều đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra dòng tiền tương lai của doanh nghiệp. Thu thập và dòng tiền kinh doanh là những yếu tố tiên quyết khẳng định giá trị nội tại của một doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư. Đầu tư giá trị nhấn mạnh tầm quan trọng của tài sản hữu hình và các yếu tố khách quan có thể định hướng được trong việc xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp. Những yếu tố vô hình như là thương hiệu, văn hóa công ty, nhân tài, tiềm năng tăng trưởng dài hạn không đóng một vai trò thiết yếu trong công việc định giá. Đối với những nhà đầu tư giá trị, việc định giá trong doanh nghiệp sẽ an toàn hơn nếu như họ chỉ tập trung vào những nhân tố có thể định lượng một cách chính xác như là tài sản hữu hình, dòng tiền, cổ tức, nhà máy, đất đai, vân vân, thay vì những yếu tố vô hình không thể được ước tính một cách khách quan. Mục đích tối thượng của đầu tư giá trị là mua công ty với mức giá bèo bọt so với giá trị nội tại. Nếu họ gặp một doanh nghiệp đang được giao bán với mức giá discount 30-50% trên thị trường, họ sẽ thêm những công ty này vào danh sách mua tiềm năng và sẽ xuống tiền ngay lập tức khi thời điểm hợp lý. Đối với nhà đầu tư giá trị, mua rẻ cũng là đầu tư khôn ngoan. Khác với đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng hướng về tương lai của doanh nghiệp, phương pháp đầu tư tăng trưởng được giới thiệu lần đầu tiên qua cuốn sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher, một nhà đầu tư mà Warren Buffett cũng rất là ngưỡng mộ. Với triết lý đầu tư của riêng mình, ông đã gây tiếng vang lớn trong giới đầu tư thời bấy giờ và có một tầm ảnh hưởng nhất định đối với phố Wall thông qua thành tích đầu tư thừa của mình. Trong cuốn sách của mình, Philip Fisher đã từng nhận xét: "Tôi không muốn dành cả đời để theo đuổi vô số các khoản lợi nhuận còn con không đáng kể. Tôi muốn những khoản lợi nhuận khổng lồ mà tôi đã sẵn sàng chờ đợi để có được nó." Những khoản lợi nhuận khổng lồ mà Philip đã nói đến luôn đến từ những công ty có tiềm năng phát triển phi thường trên thị trường. Nhà đầu tư tăng trưởng mua cổ phiếu của một công ty khi họ tin rằng giá trị nội tại trong tương lai sẽ đủ nhanh để tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể. Nhà đầu tư tăng trưởng sẵn sàng mua cổ phiếu với giá cao, thậm chí là cao hơn so với giá trị nội tại của công ty tại thời điểm mua, nếu như họ tin rằng tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp đủ lớn trong tương lai. Nếu như nhà đầu tư giá trị thích đi shopping flash sale và mua những món hời trên thị trường, thì nhà đầu tư tăng trưởng lại tập trung vào những siêu sao, hoa hậu và những diva của giới đầu tư. Tiềm năng phát triển càng lớn thì mức độ chịu chi càng cao. Lý do mà họ sẵn sàng chi lớn cho những thương vụ đầu tư này là vì họ tin rằng mức giá hiện tại vẫn chấp nhận được so với tiềm năng của công ty trong tương lai. Cái tên đã gợi ý, điều mà các nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm chưa bao giờ là giá trị mà là sự tăng trưởng. Đầu tư mạo hiểm, Venture Capital, là trường hợp thú vị nhất của đầu tư tăng trưởng. Có bao giờ bạn đọc tự hỏi là sao các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng rót tiền cho những startup đang thua lỗ triền miên hay là không? Vào năm 2013, khi Twitter lên sàn chứng khoán và trở thành công ty đại chúng, giá trị vốn hóa của công ty là 24 tỷ đô la, trong khi giá trị vốn hóa của một trong những đại thụ trong ngành báo chí là New York Times chỉ có 2 tỷ đô. Tuy nhiên, Twitter thời điểm đó đang thua lỗ triền miên, trong khi lợi nhuận năm 2012 của tờ New York Times là 133 triệu đô la Mỹ. Tại sao một chuyện tưởng chừng phi lý như thế lại có thể xuất hiện được? Câu trả lời thật ra là rất đơn giản. Dòng tiền mặt tương lai, future cash flow. Không phải là Twitter đang thua lỗ sấp mặt trong khi New York Times đang có lợi nhuận hay sao? Dòng tiền gì ở đây? Điều này nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng logic lại khá là đơn giản. Chất lượng của một doanh nghiệp được xác định bằng khả năng tạo ra dòng tiền kinh doanh trong tương lai. Nhà đầu tư tin rằng giá trị của Twitter không nằm ở hiện tại mà nằm ở trong tương lai. Khi công ty phát triển tới một tầm vóc đủ lớn mà khả năng tạo ra dòng tiền kinh doanh của Twitter sẽ dễ dàng làm cho ban lãnh đạo New York Times phải ghen tị như những cô nàng 16 tuổi mới biết điều. Nói một cách đơn giản, nhà đầu tư giá trị tìm kiếm những công ty đang bị giao bán với mức giá thấp so với giá trị nội tại của công ty.
và sẽ bán kiếm lời khi mức giá chiết khấu hồi quy về mức giá trị nội tại. Thị trường không sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng khắc phục nó. Khác với đầu tư giá trị, nhà đầu tư tăng trưởng tìm kiếm cơ hội ở những công ty có khả năng tăng trưởng giá trị nội tại một cách nhanh chóng để tạo ra một mức lợi nhuận đầu tư đáng kể trong tương lai. Với những thông tin trên, rất nhiều chuyên gia phân tích đã kết luận rằng đầu tư giá trị chỉ tập trung vào hiện tại, trong khi đầu tư tăng trưởng chỉ quan tâm tới tương lai. Một bên chỉ quan tâm tới giá trị nội tại ngay tại thời điểm bây giờ, một bên lại chỉ suy nghĩ đến giá trị nội tại trong tương lai. Tuy nhiên, liệu sự khác biệt trên có thực sự là chính xác? Liệu sự tách bạch giữa đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng có thật sự quan trọng như nhiều người vẫn nghĩ? Sự tiến hóa trong phong cách đầu tư của Warren Buffett. Trường phái đầu tư giá trị được nhiều người biết đến cũng là lúc tên tuổi của Warren Buffett ngày càng trở nên nổi tiếng trong giới đầu tư. Vào những ngày đầu khi ông còn quản lý quỹ Buffett Partnership, ông vốn là học trò của Benjamin Graham, ông thấm nhuần những nguyên tắc quan trọng của đầu tư giá trị. Trong giai đoạn mà Internet còn chưa ra đời, thông tin về công ty đại chúng không dễ dàng tiếp cận được như hiện nay. Warren Buffett đã ngồi đọc quyển Moody's Manual dài hàng ngàn trang để tìm kiếm thông tin tài chính về các công ty khác nhau. Ông đã mua rất nhiều doanh nghiệp có giá trị thị trường thấp hơn rất nhiều so với giá trị thanh lý doanh nghiệp. Số tiền mà công ty còn lại sau khi bán tất cả tài sản cũng như thanh toán tất cả nợ tồn đọng, ông có thể mua rẻ như thế, đơn giản là vì tại thời điểm đó, không ai đang chú ý đến những doanh nghiệp như thế này. Ông đã rất thành công với chiến lược này, lục tìm những món hời được chôn vùi trong những quyển sách Moody Manual, dày hàng ngàn trang không ai muốn đọc. Ông hài hước miêu tả phương pháp đầu tư này là mua $1 với giá 50 cent. Với thành tích vượt trội khi điều hành Buffett Partnership, không khó hiểu khi ông đã rất tự tin về chiến lược đầu tư giá trị cho tới khi ông điều hành Berkshire Hathaway cùng với Charlie Munger. Nếu người viết phải đưa ra nhận định cá nhân về nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp đầu tư của Warren Buffett, thì đó sẽ không phải là Benjamin Graham mà là Charlie Munger. Ông là người đã thành công thuyết phục Warren Buffett từ người chuyên đi săn các món hời trên thị trường trở thành ông chủ của các công ty tuyệt vời. Bạn có nhớ câu nói nổi tiếng của Warren Buffett: mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý tốt hơn nhiều so với mua một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời hay là không? Đầu tư giá trị đã giúp Warren Buffett kiếm được rất nhiều tiền khi ông còn điều hành Buffett Partnership. Nhưng với quỹ vốn đầu tư khổng lồ khi điều hành Berkshire Hathaway, ông đã bắt đầu đầu tư vào những công ty tăng trưởng tuyệt vời như là Coca-Cola, American Express hay mới đây nhất là Apple. Có rất nhiều lý do giải thích về những thay đổi trong phong cách đầu tư của Warren Buffett. Nhưng đối với người viết, lý do quan trọng nhất chỉ có một: ông hiểu về sức mạnh của lãi kép và muốn tận dụng triệt để quyền năng này. Ông không thể làm điều này với phương pháp đầu tư của Benjamin Graham. Đối với Warren Buffett, miễn là công ty mà ông nắm giữ vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, ông sẽ không bao giờ bán danh mục đầu tư của mình, bất kể thị trường có trả giá ra sao. Đây là một sự khác biệt quan trọng với phương pháp mà ông đã từng sử dụng. Khi còn điều hành Buffett Partnership, ông sẽ mua những doanh nghiệp bị định giá thấp so với giá trị nội tại và sẽ bán kiếm lời khi mức giá thị trường hồi quy về mức giá nội tại. Với sự trợ giúp từ Charlie Munger, ông bắt đầu tìm kiếm những công ty thực sự chất lượng với tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Ông sẵn sàng mua những ngôi sao này với mức giá có thể làm cho người thầy của ông, Benjamin Graham, phải gốc thét vì sót tiền. Và sau đó, ông đơn giản là nắm giữ danh mục đầu tư của mình bất chấp biến động của thị trường. Einstein đã từng nói, lãi kép là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Thực ra, không có bất kỳ ghi chép lịch sử nào xác nhận Einstein đã từng nói câu nói trên. Nhưng điều này lại một lần nữa khẳng định quyền năng của lãi kép. Mặc dù đã qua đời rất lâu, Einstein vẫn liên tiếp nhận được tiền lãi bằng cách trở thành tác giả bất đắc dĩ cho những câu châm ngôn nổi tiếng mà ông chưa bao giờ nói. Có lẽ chúng ta không nên quá ngạc nhiên với những người am hiểu về sự phân bổ lãi kép, quy luật 80-20 hoặc là quy tắc Pareto. Một số nhỏ những nhân vật lạc lõng khác như Einstein hay là Mark Twain sẽ luôn nhận được phần lớn công lao cho những câu nói hay nhất trên thế giới, cho dù họ có thực sự đã từng nói điều trên hay không. Có lẽ Einstein chưa bao giờ nói câu trên, nhưng lãi kép đích thị là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Với quyền năng của lãi kép, Warren Buffett đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Hơn 80% giá trị tài sản ròng của Warren Buffett có được là khi ông đã bước qua tuổi 60. Để có được thành công như hiện tại, sự kiên nhẫn trong việc nắm giữ chính là chìa khóa quan trọng nhất
trong chiến lược đầu tư của ông. Miễn là công ty vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, ông sẽ không bao giờ suy nghĩ đến việc thanh lý. Ông hiểu rằng, chừng nào ông không còn nắm giữ danh mục đầu tư, chừng đó lãi kép vẫn còn phục vụ cho lợi ích của mình thông qua sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại, ông vẫn còn nắm giữ 400 triệu cổ phiếu Coca-Cola. Ông bắt đầu mua từ năm 1988 với giá tổng cộng là 1,3 tỷ đô. Giá trị của khoản đầu tư này được ghi nhận là 20,7 tỷ đô trong năm 2019, với mức lợi nhuận sổ sách là 19,4 tỷ đô. Và khoản lợi nhuận này còn chưa tính tới cổ tức mà Coca-Cola chi trả hàng năm. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lãi kép. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Warren Buffett là một nhà đầu tư giá trị vì đây là trường phái đã làm nên tên tuổi của ông. Điều đó có thể đúng khi ông còn điều hành Buffett Partnership. Nhưng hiện tại phong cách đầu tư của Warren Buffett đã tiến hóa lên một tầm vóc mới cao hơn những gì mà người thầy của ông Benjamin Graham có thể tưởng tượng. Ông không hề dẹp bỏ hoàn toàn triết lý đầu tư giá trị. Thực tế, ông vẫn còn áp dụng rất nhiều quy tắc cũ khi cân nhắc đến một khoản đầu tư mới. Ông chỉ đơn giản là phát triển một phong cách đầu tư phù hợp hơn với bản thân mình, một phương pháp đầu tư ưu việt hơn khi ông phải quản lý quỹ vốn khổng lồ của Berkshire Hathaway. Nếu như Warren Buffett phân biệt rạch ròi giữa đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng, ông sẽ không bao giờ có được thành công to lớn như ngày hôm nay. Ông vốn là người từng không am hiểu về công nghệ và không thích đầu tư vào những công ty công nghệ tăng trưởng nhanh. Nếu ông vẫn tư duy theo lối mòn này, ông sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm và quyết định phân bổ một nguồn vốn khổng lồ của Berkshire Hathaway và Apple. Không ngạc nhiên lắm, mặc dù chỉ được đầu tư trong một khoảng thời gian rất là ngắn, lại là một trong những khoản đầu tư lợi nhuận nhất của tập đoàn. Đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng cũng chỉ nên hiểu đơn giản là đầu tư. Bất kỳ phương thức nào có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan hơn thì không có lý do gì để ta không tiếp nhận điều đó cả. Như một câu nói nổi tiếng trong giới kinh doanh, nếu bạn chỉ có duy nhất một cây búa trong một hộp đồ nghề, mọi vấn đề đều trông giống như là cây đinh. Để tư duy hiệu quả hơn, nhà đầu tư cần phải đa dạng hóa hộp nghề tư duy của chính mình, đừng bao giờ suy nghĩ theo lối mòn và phát triển triết lý đầu tư riêng phù hợp với tính cách và năng lực của bản thân. Và hôm nay, để tiếp tục series đầu tư cơ bản, chúng ta hãy cùng đến với bài viết đầu tư cơ bản phần 3, rủi ro, biến động và beta của tác giả Gerard Đỗ. Bài viết được viết và đăng trên website spyroom.com và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Hoạt động đầu tư luôn đi kèm với rủi ro như hai mặt của tiền xu. Mỗi khi cân nhắc về một khoản đầu tư nhất định, không sớm thì muộn ta cũng phải nghĩ về cái rủi ro đi kèm với nó. Nhà đầu tư thiết kế danh mục đầu tư của riêng mình và hy vọng nhận định cá nhân mình về chất lượng doanh nghiệp sẽ được thị trường công nhận trong tương lai. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta lại sở hữu khả năng biết trước được tương lai một cách chính xác. Tương lai là hoàn toàn bất định, nhưng hoạt động đầu tư lại gắn liền với tương lai như hình với bóng. Học cách đương đầu với sự bất định của tương lai cũng chính là học cách kiểm soát rủi ro trong đầu tư để trở thành một nhà đầu tư thông minh. Kiểm soát rủi ro là kỹ năng bắt buộc phải có. Trong giai đoạn uptrend, bất kỳ gã ngốc may mắn nào cũng trông giống như một thiên tài. Thật khó để mà phân biệt được kỹ năng với ngu ngốc bẩm sinh khi thị trường bay cao trên lưng một con bò tót đang hưng phấn. Khi thị trường đi lên, đặt tiền vào đâu cũng chỉ thể lãi, cách dễ nhất để tăng thêm lợi nhuận dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của lòng tham là chấp nhận thêm nhiều rủi ro. Gia tăng tỷ lệ đòn bẩy nợ margin trở thành phong cách mặc định của hầu hết những nhà đầu tư non nớt. Vay mượn số tiền bạn không thể chi trả trong tương lai để đặt cược tất cả vào thị trường. Suy cho cùng, thật khó để đứng yên và không làm gì khi thằng khác đang giàu lên nhanh chóng với chế độ full margin. Nhưng khi nào sóng xuống thì ta mới biết ai đang bơi mà không mặc quần. Warren Buffett vẫn thường đùa khi nói về sự hưng phấn điên loạn của thị trường. Tiếc rằng đa phần nhà đầu tư, khi lòng tham được tiếp lửa liên tục trong giai đoạn uptrend, vẫn phải học đi học lại các bài học đau đớn rằng sập thị trường cộng full margin bằng cháy tài khoản. Rủi ro luôn là một phần thiết yếu của thị trường. Bất kỳ quyết định nào của nhà đầu tư đưa ra sẽ luôn có rủi ro tiềm ẩn đi kèm. Bạn sẽ không bao giờ có thể thành công dài hạn trên thị trường nếu không biết cách kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư. Thị trường vốn vẫn rất tàn nhẫn.
đừng trở thành những người mà khi sóng xuống bạn không có gì để che thân cả. Ảo tưởng của giới học thuật. Nếu các bạn đã từng học qua tài chính kinh tế, rủi ro được định nghĩa bằng chỉ số beta, một cách gọi sang chảnh cho mức độ biến động của một cổ phiếu nhất định so với biến động chung của thị trường. Rủi ro được đo lường bằng biến động giá của cổ phiếu đó trong quá khứ khi so sánh với thị trường. Với logic này, khi giá của một cổ phiếu rất thê thảm sau một đợt suy thoái sẽ được cho là rủi ro hơn nếu như mức giá vẫn giữ ở quanh mốc cũ. Mua một cổ phiếu rớt giá sau một đợt biến động mạnh sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn cho nhà đầu tư khi so sánh với việc vẫn mua cổ phiếu đó với mốc giá cũ. Phải, các bạn không đọc nhầm đâu. Logic của giới học thuật về chỉ số beta nói rằng mua rẻ rủi ro hơn khi mà mua đắt đấy. Đây là thứ nhảm nhí nhất mà các trường kinh tế tài chính vẫn dạy cho học sinh của mình hàng năm. Toàn bộ lý thuyết về xây dựng danh mục đầu tư cũng như phương thức phân bổ vốn tối ưu đều được xây dựng dựa trên nền tảng beta, chỉ số biến động giá cổ phiếu trong quá khứ. Các sinh viên kinh tế, tài chính bỏ ra một số tiền không nhỏ để chỉ có thể học được những cái thứ vớ vẩn, tách rời hoàn toàn khỏi thực tại, và các giáo sư thì vẫn luôn giao giảng những điều này như thể nó là chân lý. Không biết bao nhiêu lần các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới công kích về khái niệm beta của giới hàn lâm là hoàn toàn phi thực tế. Đối với họ, rủi ro mà nhà đầu tư thực sự đối mặt chưa bao giờ là biến động trong giá cả của cổ phiếu. Do đó, hầu hết những gì các giáo sư dạy tại các trường đại học đều không có tính áp dụng thực tiễn trong đầu tư. Tuy nhiên, mặc kệ cá có bơi nhanh cỡ nào, thỏ vẫn luôn đòi dạy cá cách bơi. Để hiểu tại sao sự ảo tưởng này lại tồn tại lâu đến thế, có lẽ chúng ta nên quay lại về nguồn gốc thủy tổ của lĩnh vực kinh tế học hiện đại, người đàn ông có tên Adam Smith. Trong quyển sách Wealth of Nations nổi tiếng của mình, những suy nghĩ sâu sắc của Adam Smith đã đặt nền móng vững chắc mà từ đó những người đến sau ông đã từ từ xây dựng lên ngôi nhà kinh tế học đồ sộ ngày nay. Sự ảnh hưởng sâu rộng của mình, rất nhiều người lầm tưởng ông là một nhà kinh tế học. Tuy nhiên, Adam Smith chưa bao giờ thực sự xem mình là một nhà kinh tế học thuần túy. Từ trước đến giờ, ông vẫn luôn tự hào khi giới thiệu mình là một triết gia. Nếu bạn nào đã từng đọc qua cuốn Wealth of Nations, thì bạn sẽ không bao giờ thấy bất kỳ một công thức toán học hay là biểu đồ kinh tế nào được viết ra bởi Adam Smith, một thực tại hoàn toàn trái ngược so với sách giáo khoa kinh tế cơ bản ngày nay. Trong quyển sách được cho là khởi nguồn của kinh tế học, tất cả những gì bạn cảm nhận được là những lý luận sâu sắc mang đậm tính triết học về cách nền kinh tế xã hội vận hành. Đối với ông, kinh tế học là một bộ môn xã hội chính trị, một nhánh nhỏ giao thoa giữa xã hội học và chính trị học. Kinh tế học của Adam Smith nhìn nhận sự tương tác giữa các cá nhân với nhau đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế thị trường. Cho tới khi hậu bối của ông xuất hiện và có những ý tưởng đã làm thay đổi lĩnh vực kinh tế học mãi mãi. Sự phát triển tự nhiên của toán học cùng với sự thành công tột bậc của vật lý học cổ điển, đặc biệt là vị thế khổng lồ của Isaac Newton, sau khi xuất bản quyển sách Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, giới thiệu ba định luật Newton nổi tiếng, đã gây ra tiếng vang to lớn trong cộng đồng trí thức thời bấy giờ. Không hề phóng đại khi nói rằng vào thời điểm chớm nở của bộ môn kinh tế học, vật lý học đã trở thành ông vua của các bộ môn khoa học. Và Newton chính là người đã ngồi trên ngai vàng đầy quyền lực. Các thế hệ hậu bối của Adam Smith đã mơ về một ngày mà lúc đó kinh tế học cũng sẽ được thừa nhận như là một bộ môn khoa học chính thống. Và nếu đủ may mắn, một ngày nào đó một nhà kinh tế sẽ tiếp quản ngai vàng mà Newton để lại. Một giấc mộng hão huyền nhưng vẫn đẹp biết bao. Và thế là cuộc chạy đua khoa học hóa lĩnh vực kinh tế bắt đầu. Sự thành công vĩ đại của vật lý đến từ khả năng dự đoán chính xác tuyệt đối của mô hình lý thuyết mô tả về các quy luật tự nhiên quản trị vũ trụ. Sự thành công phi thường này sẽ không thể đạt được nếu như không có sự hỗ trợ đắc lực của toán học. Sự chính xác tuyệt đối về mặt toán học trong khả năng dự đoán của các mô hình lý thuyết chính là vũ khí tối thượng đã làm cho vật lý cổ điển của Newton trở thành ông vua của các bộ môn khoa học. Với vị thế đỉnh cao trọng vọng, không khó hiểu khi vật lý học đã tạo ra một hào quang có thể làm mờ mắt tất cả những người khao khát được vị thế của nó. Với mong muốn biến kinh tế học trở thành một bộ môn khoa học chính thống, các hậu bối của Adam Smith buộc phải toán học hóa bộ môn của mình. Họ khao khát sự chính xác tuyệt đối của toán học, các mô hình lý thuyết mang dáng dấp khoa học cũng như là danh tiếng mà một nhà giáo sư khoa học có thể có được. Trong cơn say mù quáng, họ quên mất một điều cơ bản rằng kinh tế học là một bộ môn chính trị xã hội vì nó tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến con người trong thị trường kinh tế. Và con người thì luôn có cảm xúc.
trong sách giáo khoa kinh tế tài chính cơ bản ngày nay, không khó để ta bắt gặp các chương trình toán học cao cấp, mô hình lý thuyết với những giả định phi thực tế, đồ thị xác suất, v.v. Tất cả những công cụ toán học này đều được thêm vào qua thời gian với mục đích biến kinh tế học trở thành một bộ môn khoa học chính thống. Các nhà kinh tế học sau thời Adam Smith đã luôn mong muốn lĩnh vực của mình có một vị thế ngang hàng với vật lý học hay là sinh học hiện đại, những bộ môn khoa học chính thống. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, kinh tế học cũng không bao giờ là một bộ môn khoa học. Khả năng dự đoán của mô hình kinh tế sẽ không bao giờ đáng tin cậy, đơn giản vì con người sẽ luôn là động vật hành xử theo cảm xúc. Chỉ số beta thực tế cũng chỉ là một trong những nỗ lực khác nhau của các nhà kinh tế học trong việc mô hình hóa sự tương tác đầy cảm xúc giữa người và người với nhau. Sự biến động được định nghĩa là rủi ro trong bộ môn kinh tế tài chính vì sự biến động có thể được đo lường một cách chính xác và do đó có thể được sử dụng trong tính toán cũng như các mô hình lý thuyết tài chính hiện đại. Một mô hình lý thuyết không nhất thiết phải có tính áp dụng thực tiễn, chừng nào nó thỏa mãn đầy đủ các yếu tố khắt khe của khoa học. Không ngạc nhiên khi khả năng vận dụng lý thuyết trong thực tế đã phải nhường chỗ cho sự đẹp đẽ về mặt toán học cũng như tính sang trọng về mặt khoa học. Không một nhà đầu tư nổi tiếng nào trên thế giới công nhận tính hợp lý của chỉ số beta trong việc xác định rủi ro đầu tư. Sự ảo tưởng này tồn tại quá lâu trong giới học thuật vì họ cố gắng mô hình hóa một thứ không thể nào mô hình hóa một cách khoa học, hành vi của con người. Như nhà vật lý đại tài Richard Feynman đã từng nhận định, hãy tưởng tượng vật lý sẽ khó thế nào nếu như các electron có cảm xúc. Nếu quả thật một ngày nào đó các electron bỗng nhiên vô cớ có cảm xúc, vật lý sẽ không còn là bộ môn khoa học nữa, nó sẽ trở thành xã hội học. Trong tư duy hợp lý về rủi ro, điều chúng ta muốn tìm hiểu là những tình huống làm cho nhà đầu tư lo lắng đến mất ngủ, những điều không may có thể xảy ra khiến cho nhà đầu tư phải trằn trọc hàng đêm. Đa phần là nhà đầu tư không lo lắng về sự biến động của thị trường, điều mà họ thực sự sợ hãi là khả năng không thể thu hồi vốn, đây mới chính là rủi ro mà nhà đầu tư quan tâm. Rủi ro nên được hiểu như thế nào? Khả năng không thể thu hồi vốn khác biệt hoàn toàn so với biến động thị trường. Một đợt rớt giá mạnh của thị trường sẽ không phải là vấn đề lớn với nhà đầu tư nếu như họ tin tưởng vào phân tích ban đầu của mình và nắm giữ cho tới khi thị trường phục hồi. Trong một đợt suy giảm mạnh, khả năng thua lỗ có thể xảy ra bởi hai lý do sau đây. 1. Nhà đầu tư không thể giữ bình tĩnh trong đợt thị trường điều chỉnh và đưa ra quyết định bán cắt lỗ. 2. Nhà đầu tư không thể phục hồi vì những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Dĩ nhiên việc xác định rủi ro là khả năng không thể thu hồi vốn được có nhược điểm của nó. Ta không thể đo lường nó một cách chính xác như biến động thị trường. Và nếu như nó không được đo lường một cách khoa học, nó không có gì cho các mô hình lý thuyết được đưa ra trong bộ môn kinh tế tài chính. Tuy nhiên, Warren Buffett đã từng nhận xét rằng tha đúng một cách tương đối còn hơn sai một cách chính xác. Có những thứ trên thế giới này đơn giản là không thể mô hình hóa một cách khoa học và ta phải học cách chấp nhận sự thật này khi phải đương đầu với rủi ro. Sự chính xác mà toán học cung cấp không có nghĩa lý gì nếu như ngay từ ban đầu các mô hình này đã được xây dựng trên một nền tảng phi thực tế. Bạn có thể xây một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng nếu phần nền móng của nó không được vững chắc thì công trình của bạn sẽ không khác gì một tòa lâu đài cát. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ sụp đổ. Hãy giả sử bạn đầu tư 100 đô năm nay và năm sau bạn có được 200 đô, liệu khoản đầu tư này có chứa nhiều rủi ro? Những nhà đầu tư nghiệp dư sẽ trả lời là không, vì đối với họ đầu tư sinh lãi không bao giờ là đầu tư sai. Các vị giáo sư kinh tế, tài chính thì sẽ trả lời là có, vì cách duy nhất để có được 100% tỷ suất lợi nhuận trong một năm là đưa ra quyết định đầu tư đầy rủi ro. Tuy nhiên, một nhà đầu tư thông minh sẽ không vội đưa ra câu trả lời. Đối với họ, phi vụ này vừa có thể là một khoản đầu tư an toàn nhưng không hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời. Đầu tư sau các vụ nổ bong bóng tài chính nhưng cũng có thể là một khoản đầu tư ngu ngốc đầy rủi ro nhưng gặp may, rót tiền mua đuổi vào các công ty đang liên tiếp lập đỉnh mới và may mắn không bị úp bô. Điều quan trọng nhà đầu tư cần phải ghi nhớ là thậm chí cho dù khoản đầu tư đã sinh lời và được chốt lãi, không có cách nào để chúng ta thực sự biết rằng đó có phải là một quyết định đầu tư thông minh hay không, vì rủi ro luôn ẩn giấu trong toàn bộ quá trình. Một khoản đầu tư sinh lời không có nghĩa là nó sẽ là một quyết định đầu tư khôn ngoan, và ngược lại. Tất cả phụ thuộc vào câu hỏi, nhà đầu tư đã chấp nhận bao nhiêu rủi ro để có được mức lợi nhuận như thế nào? Trong đầu tư, mọi quyết định đều có rủi ro tiềm ẩn đi kèm. Những người viết đã giải thích, rủi ro trong đầu tư nên được hiểu là khả năng không thể thu hồi vốn. Do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào, cho dù lập luận ủng hộ quyết định đó có vững chắc đến đâu, cũng đều phải đối mặt với nguy cơ bị thua lỗ.
Điều khác biệt giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và dân nghiệp dư là nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn nhận thức được rủi ro này và biết cách giảm thiểu nó tới mức tối đa, trong khi dân nghiệp dư lại luôn có tư tưởng chỉ cần đầu tư có lãi là mình đã đúng. Một khái niệm quan trọng người viết muốn nhấn mạnh ở đây chính là kết quả của một khoản đầu tư không phải là thước đo chính xác cho kỹ năng đầu tư. Một khoản đầu tư sinh lãi vẫn có thể là một quyết định ngu ngốc và một khoản đầu tư thua lỗ vẫn có thể là một quyết định chính xác. Tất cả đều phụ thuộc vào sự tương quan giữa tỷ suất lợi nhuận, tiềm năng khi so sánh với mức độ rủi ro tương ứng đi kèm cho mỗi quyết định rót tiền mà nhà đầu tư phải đưa ra. Trong đầu tư, may mắn đóng một vai trò quyết định kết quả cuối cùng nhưng chưa bao giờ là yếu tố quan trọng nhất. Bạn có thể đưa ra quyết định chính xác nhưng vận may lại không mỉm cười, dẫn đến việc khoản đầu tư không có được kết quả như mong đợi. Đối với một người thiếu chuyên môn, quyết định đó trông như là có vẻ ngu xuẩn vì nó không sinh lời, nhất là trong ngắn hạn. Tương tự như thế, gã ngốc may mắn gặp thời đều trông giống như là Warren Buffett của Việt Nam. Cái hắn thốt ra cũng đều nghe như là chân lý, ít nhất là đối với những người thiếu hiểu biết. Chấp nhận thêm nhiều rủi ro để gia tăng mức độ lợi nhuận chưa bao giờ là hành động đầu tư khôn ngoan. Bất kỳ thằng ngốc nào cũng có thể làm điều đó. Tất cả những gì bạn cần là bật full margin và cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp. Kỹ năng đầu tư yêu cầu nhiều hơn thế. Tác giả Nassim Taleb trong quyển sách Fool by Randomness đã mô tả gã ngốc may mắn trong thị trường như sau. Những thị trường đang đi lên, kết quả tốt nhất thì thường đến từ những đám chấp nhận nhiều rủi ro nhất. Liệu họ có thực sự thông minh khi đã đoán trước được thị trường sẽ uptrend và quyết định gia tăng chỉ số đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận, hay đơn giản đây chỉ là những gã chuyên đầu cơ liều lĩnh như con bạc và đã may mắn gặp trúng thời điểm thị trường sôi động. Trong ngắn hạn, đặc biệt là khi thị trường đang đi lên, rất khó để phân biệt những nhà đầu tư có kỹ năng với những gã ngốc may mắn gặp thời, đơn giản là vì ai cũng đang đầu tư sinh lãi. Hầu hết mọi người đều đang mải mê tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp mà quên đi mất một nguyên do cơ bản rằng không có thứ gì trên đời này kéo dài mãi mãi. Mọi buổi tiệc đều phải tàn, mọi cơn sóng trên thị trường đều cần phải tới hồi kết thúc. Và như Warren Buffett vẫn thường xuyên cảnh báo, chỉ khi nào sóng xuống thì ta mới biết được ai đang bơi mà không mặc quần. Nếu như rủi ro là khả năng không thể thu hồi vốn, vậy điều gì trong thị trường làm cho khả năng này xuất hiện? Một yếu tố phổ biến luôn gắn kèm với rủi ro chính là mức giá. Thị trường đang giao dịch ở trên nền giá cao luôn đi kèm với rủi ro cao và ngược lại. Nhà đầu tư càng điên cuồng giao dịch và càng mua đuổi cổ phiếu trên nền giá cao của thị trường, khả năng không thể thu hồi vốn càng gia tăng. Như người viết đã giải thích ở phần trên, biến động thị trường sẽ không phải là vấn đề lớn nếu như nhà đầu tư có thể nắm giữ cho tới khi thị trường phục hồi được. Dĩ nhiên là với điều kiện bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng tiềm năng công ty và giá mua của bạn hợp lý so với giá trị nội tại. Có hai lý do chủ yếu gây ra khả năng mất vốn khi biến động thị trường xảy ra. 1. Nhà đầu tư quyết định bán đi danh mục đầu tư của mình khi không thể giữ vững tâm lý và do đó bỏ lỡ mất đà phục hồi của thị trường. 2. Thị trường hồi phục nhưng danh mục của bạn thì không, vì các yếu tố cơ bản. Nhà đầu tư đơn giản là đã mua với giá quá cao so với giá trị nội tại của doanh nghiệp, hành động mà chúng ta vẫn được gọi là đu đỉnh. Vì thế, ta có thể kết luận rằng giá cao chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên rủi ro trong thị trường. Nhà đầu tư tham gia vào thị trường với nền giá cao thì khả năng thua lỗ càng lớn. Thị trường càng hưng phấn thì điều đó càng nguy hiểm cho vốn của nhà đầu tư và ngược lại. Không biết bao nhiêu người đã chứng kiến cảnh tượng một nhà đầu tư mới non trẻ thiếu kinh nghiệm hào hứng tham gia vào thị trường ở đợt sóng cuối và chứng kiến tài khoản của mình bốc hơi một cách nhanh chóng. Sự hưng phấn trước đó nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi tột độ cùng với những lời oán trách vu vơ như kiểu chứng khoán chẳng khác gì trò cờ bạc. Thị trường phản ánh ý chí của người tham gia một cách tuyệt đối. Nó sẽ giống như một sòng casino hợp pháp nếu như bạn hành động như một con bạc. Và nó sẽ giống như một nơi để xây dựng tài sản tuyệt vời nếu như bạn hành động như một nhà đầu tư thông minh, tham gia vào thị trường nhưng lại thiếu kiến thức cơ bản, không biết mình đang làm gì thì khác gì đánh đề đánh lô, sóc đĩa, nhờ. Alexander Pope từng chiêm nghiệm rằng những gã ngốc hăng hái xông vào trong khi thiên thần lại sợ hãi tiến bước. Mặc dù thị trường chứng khoán vẫn chưa được phát minh vào thời đại của Alexander Pope, nhưng cái nhìn sâu sắc của ông về tính tham lam của những gã ngốc và bản năng cẩn thận của những thiên thần sẽ luôn trường tồn với thời gian. Hành động tham gia thị trường đợt sóng cuối là do nỗi sợ FOMO sẽ luôn là lý do muôn thuở khiến nhà đầu tư lỗ. Thật khó để mà kiểm soát bản thân khi tất cả những người xung quanh bạn đều đang giàu lên một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, vô số tài sản của bạn lại bị mất đi chỉ vì ham muốn làm giàu nhanh chóng. Một cách thực tế nhất, quyết định đầu tư càng mang tính cảm xúc bao nhiêu thì rủi ro không thể thu hồi vốn càng lớn bấy nhiêu. Đầu tư thành công trong dài hạn không có chỗ cho cảm xúc. Hầu hết những nhà đầu tư tham gia thị trường đều kỳ vọng tương lai sẽ giống như là quá khứ và qua đó đánh giá thấp khả năng thị trường sẽ thay đổi hành vi một cách bất ngờ. Nếu thị trường đang bay cao, họ kỳ vọng điều này sẽ tiếp diễn và không hồi kết. Nếu thị trường đang rơi tự do, họ cho rằng không có điểm rơi nào là quá thấp để họ cảm thấy thoải mái để đầu tư trở lại. Kiểm soát rủi ro dường như là vô nghĩa trong khi quá khứ bạn liên tục kiếm lời với hàng loạt quyết định đầu tư quyết liệt và liều lĩnh. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro cũng giống như là bảo hiểm cho việc bị cháy nhà. Nó giống như là một quyết định ngu xuẩn khi mọi việc diễn ra bình thường và bạn đang ngồi trong phòng khách xem TV với gia đình một cách rất thoải mái. Tại sao lại phải phí tiền mua bảo hiểm cho ngôi nhà trong khi mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp? Câu trả lời là chỉ khi bạn đứng trước ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt của bạn thì bạn mới nhận ra và thấm thía giá trị của bảo hiểm. Bảo hiểm chỉ thể hiện giá trị rõ nhất khi những việc tồi tệ xảy ra, và những điều tồi tệ thì luôn xảy ra trên thị trường như cơm bữa. Kiểm soát rủi ro. Khi nhận xét yếu tố thành công dài hạn trong thị trường, nhà đầu tư nổi tiếng Howard Mark đã kết luận rằng công việc chính của một nhà đầu tư là chấp nhận rủi ro một cách thông minh trong công cuộc tìm kiếm lợi nhuận. Làm tốt công việc này là điều phân biệt giữa những người đầu tư giỏi với phần còn lại của giới đầu tư. Khái niệm High Risk, High Return là một ý tưởng phổ biến trong đầu cộng đồng đầu tư. Điều này thoạt đầu nghe có vẻ như là chân lý, nhưng lại là việc các nhà đầu tư giỏi không bao giờ theo đuổi. Thứ mà họ thực sự săn lùng là Low Risk, High Return. Thậm chí là trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, Venture Capital đầy rủi ro, kim chỉ nam hoạt động của các VC chưa bao giờ là High Risk, High Return, mà thực tế là High Risk, To the Moon Return. Chấp nhận thêm rủi ro để gia tăng lợi nhuận là một việc quá dễ dàng, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể làm được điều đó. Tất cả những gì bạn cần là gia tăng tỷ lệ đòn bẩy và hy vọng thần may mắn chiếu cố. Nhưng như người viết đã nhấn mạnh ở phần trên, những chuyện kinh khủng luôn xảy ra trên thị trường như cơm bữa. Đòn bẫy nợ margin luôn là một con dao hai lưỡi, nó chỉ đơn thuần là phóng đại kết quả mà bạn đang đạt được. Nếu như bạn đang có lợi nhuận, nó phóng đại kết quả đó. Nếu như bạn đang thua lỗ, nó gia tăng mức độ thua lỗ tương ứng. Nói một cách đơn giản, nhà đầu tư đạt được tỷ suất lợi nhuận cao với mức độ rủi ro cao tương ứng không hề thể hiện kỹ năng của mình trong quá trình tham gia thị trường. Nhà đầu tư thông minh là người chỉ chấp nhận rủi ro một cách khôn ngoan trong công cuộc tìm kiếm lợi nhuận cho chính mình. Với một mức độ rủi ro nhất định, họ luôn yêu cầu tỷ suất lợi nhuận tiềm năng phải thỏa mãn tiêu chí khắt khe của mình trước khi đưa ra quyết định xuống tiền. Nếu tiêu chí này không được thỏa mãn, họ đơn giản là sẽ từ chối tham gia trò chơi. Những nhà đầu tư thông minh là những người luôn hiểu rõ rằng thị trường là một nơi rất tàn nhẫn, không sớm thì muộn, những chuyện kinh khủng nhất sẽ xảy ra. Để tồn tại lâu dài trong một thị trường khắc nghiệt, kiểm soát rủi ro là điều bắt buộc. Tuy nhiên, kiểm soát rủi ro lại là một trong những yếu tố bị bỏ qua nhiều nhất trong đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường đi lên. Lý do là vì rủi ro và khả năng không thể thu hồi vốn sẽ không xảy ra chừng nào thị trường còn diễn biến tốt đẹp. Thua lỗ và mất đi khả năng thu hồi vốn chỉ xảy ra khi rủi ro được cụ thể hóa thông qua diễn biến tiêu cực của thị trường. Một điều quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý là danh mục đầu tư của bạn sinh lời trong quá khứ không có nghĩa là rủi ro không tồn tại trong suốt khoảng thời gian đó. Chỉ vì thị trường đã diễn biến tích cực trong quá khứ không có nghĩa là kiểm soát rủi ro là một hành động vô nghĩa. Nó chỉ đơn giản là không có đất dụng võ tại thời điểm đó. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc là nó sẽ không bao giờ cần thiết trong tương lai. Chỉ cần một lần cháy nhà là bạn sẽ đủ thấm thía giá trị của toàn bộ số tiền phí hàng năm mà bạn đóng cho bảo hiểm. Đầu tư cũng tương tự như thế, chỉ cần một lần thị trường có biến lớn là đủ để bạn thấm nhuần ý nghĩa của việc kiểm soát rủi ro trong toàn bộ quá trình đầu tư của mình. Tất cả những ai coi thường việc này đều đã bị thị trường loại bỏ một cách không thương tiếc. Thị trường vẫn luôn tàn nhẫn. Mặc dù đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đầu tư, kiểm soát rủi ro lại là kỹ năng không được chú trọng đúng mức. Lý do vì trong suốt quá trình thị trường tồn tại, khoảng thời gian tốt đẹp lúc nào cũng nhiều hơn những năm tháng đen tối. Khi quãng thời gian tươi đẹp kéo dài đủ lâu, đa phần mọi người sẽ quên đi mất khoảnh khắc kinh hoàng mà họ đã từng trải qua trên thị trường và đinh ninh rằng nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Khi thị trường đang uptrend, rất khó để nhà đầu tư kiểm soát bản thân và từ chối gia tăng tỷ lệ đòn bẩy cũng như là mua cổ phiếu để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. Nỗi sợ FOMO là quá lớn để kháng cự.
Một lần nữa, đầu tư rủi ro sẽ luôn là hai mặt của đồng tiền xu. Bạn không thể hoàn toàn né tránh rủi ro khi đã quyết định tham gia đầu tư. Rủi ro luôn là một phần thiết yếu của cuộc chơi. Nhưng bạn sẽ luôn có thể làm tốt hơn người khác bằng việc chỉ chấp nhận tham gia khi tỷ suất lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro tương ứng đi kèm thỏa mãn tiêu chí khắt khe do mình đặt ra. Đầu tư sinh lãi trong giai đoạn thị trường tốt đẹp là một việc cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể nhắm mắt và phóng phi tiêu, nhưng vẫn trúng hỏng tâm. Một cách thực tế nhất, lợi nhuận không cho ta biết nhiều về kỹ năng đầu tư cá nhân. Trong giai đoạn thị trường đi lên, chỉ có những nhà đầu tư lão luyện mới có khả năng nhìn vào một danh mục đầu tư đang sinh lời và biết rằng danh mục đó chứa nhiều rủi ro hay không. Hãy luôn nhớ rằng, chỉ bởi vì danh mục bạn không phát nổ như bom nguyên tử trong quá khứ không có nghĩa là bạn đang đưa ra những quyết định đúng đắn. Rủi ro có thể đã luôn ẩn giấu trong những danh mục của nhà đầu tư và chưa có cơ hội để cụ thể hóa thành thua lỗ thông qua diễn biến tiêu cực của thị trường. Thị trường sẽ luôn trải qua những khoảnh khắc sụp đổ kinh hoàng, khoảng thời gian tươi đẹp sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi. Chính trong những giai đoạn đen tối nhất của thị trường thì kiểm soát rủi ro mới được phát huy tác dụng một cách rõ rệt nhất. Do đó, con đường đi đến thành công dài hạn trong đầu tư sẽ không thể đạt được nếu không thông qua một quá trình kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt. Kỹ năng kiểm soát rủi ro đỉnh cao là nguyên liệu thiết yếu làm nên một nhà đầu tư huyền thoại. Một lần nữa, người viết muốn mượn những lời thông thái của Howard Mark để kết thúc bài viết. Công việc chính của một nhà đầu tư là chấp nhận rủi ro một cách thông minh trong công cuộc tìm kiếm lợi nhuận. Làm tốt công việc này là điều phân biệt giữa những người giỏi nhất với phần còn lại của giới đầu tư. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là phần 4 của series đầu tư cơ bản, những điều cần biết về đầu tư bằng đòn bẩy nợ margin. Bài viết được viết và đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Gerardo, và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Không một nhà đầu tư nào trên thế giới có khả năng truyền tải những khái niệm đầu tư cơ bản một cách sâu sắc như là Warren Buffett. Mỗi khi người viết bắt đầu phần mới trong chuỗi series về đầu tư, những lá thư mà Warren Buffett gửi tới cổ đông Berkshire Hathaway hàng năm luôn là tài liệu người viết tìm tới đầu tiên. Khi thảo luận về chủ đề nợ đòn bẩy margin trong đầu tư, đó sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến câu nói nổi tiếng của ông: "Thủy triều lên thì thuyền nào cũng lên, chỉ khi nào sóng xuống, ta mới biết ai đang bơi mà không mặc quần." Những người bơi mà không mang áo phao không khác gì những nhà đầu tư hưng phấn liên tục gia tăng tỷ lệ đòn bẩy margin trong giai đoạn thị trường đang uptrend. Khi sóng ngày càng lên cao, gia tăng margin sẽ làm cho nhà đầu tư có cảm giác trên đỉnh của ngọn sóng. Việc gì họ làm cũng chính xác và chỗ nào họ đặt tiền cũng sinh lợi nhuận. Thật khó để mà không cảm thấy vĩ đại khi bạn liên tục ăn tiền trong giai đoạn thị trường đi lên thông qua việc sử dụng margin tới mức tối đa. Cảm tưởng như vạn vật trong vũ trụ đều diễn ra theo ý muốn của bạn, chắc chắn đó là một cảm giác cực kỳ tuyệt vời, cho tới khi quả bom hẹn giờ phát nổ. Đối với những người sử dụng đòn bẩy nợ margin một cách điên cuồng để tối đa hóa lợi nhuận, sập thị trường là cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Số tiền lãi họ kiếm được trong giai đoạn uptrend bỗng nhiên bốc hơi trong nháy mắt. Sự hưng phấn trước đó nhanh chóng biến thành một nỗi sợ hãi tột độ. Công cụ mà họ tự tin sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận trong quá khứ bỗng nhiên phản tác dụng một cách rõ rệt. Như một câu đùa huyền thoại trong chứng khoán, nhà đầu tư F0 trở thành F1 khi họ sống sót thành công qua đợt sập thị trường đầu tiên. Những nhà đầu tư bơi mà không có đồ bảo hộ đơn giản đều đã chết đuối cả rồi. Con dao quyền năng hai lưỡi. Đa phần các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đã có cách hiểu không chính xác về margin. Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến vẫn luôn tồn đọng lâu nay chính là ảo tưởng margin là công cụ tài chính được dùng để tối đa hóa lợi nhuận. Giả sử bạn có 100 đô la Mỹ, nếu chỉ đầu tư số tiền này với tỷ suất lợi nhuận 20% thì bạn chỉ có 20 đô lợi nhuận. Nhưng nếu bạn vay thêm 200 đô để đầu tư cùng với tỷ suất lợi nhuận lúc này thì số tiền lợi nhuận sẽ lên là 60 đô la Mỹ. Không cần học đến hết toán lớp 3 thì bạn cũng hiểu ra rằng lựa chọn có lợi nhuận 60 đô sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Và đây cũng chính là luận điểm mồi chài mà các trưởng phòng môi giới vẫn thường dùng để khuyến khích các nhà đầu tư non nớt gia tăng tỷ lệ margin trong danh mục đầu tư của chính mình. Tiền thì ai mà chẳng muốn kiếm thêm, suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là con người. Lòng tham luôn dễ dàng lấn át được lý trí. Hiểu một cách chính xác nhất, margin không phải là công cụ dùng để tối đa hóa lợi nhuận. Nó chỉ đơn thuần là phóng đại kết quả mà nhà đầu tư đang có được. Nếu bạn đang sinh lời, nó phóng đại số tiền lợi nhuận. Nếu bạn đang thua lỗ, nó phóng đại mức độ thua lỗ tương ứng. Trong các sòng bạc Las Vegas hóa lệ, các con bạc vẫn luôn truyền miệng với nhau rằng bạn đặt cược càng lớn,
bạn càng kiếm nhiều tiền khi bạn thắng. Đã đi cá độ thì đương nhiên là không ai nghĩ rằng là mình sẽ thua. Nhưng người viết vẫn luôn tự hỏi, tại sao không hoàn thiện nốt câu nói trên với ý sau đây? Bạn cũng sẽ mất nhiều tiền hơn khi mà bạn thua. Một cách thực tế, đòn bẩy nợ margin chỉ đơn thuần là công cụ để nhà đầu tư đặt thêm tiền vào thị trường. Và điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ là số tiền đó không thuộc về bạn. Bạn đang vay một số tiền không thể thanh toán trong tương lai nếu như mọi việc không diễn ra như dự tính. Và đối với những nhà đầu tư kỳ cựu, bất ngờ trên thị trường luôn là một hàng số không bao giờ thay đổi. Vay mượn một số tiền mà bạn không thể chi trả trong tương lai chỉ để kiếm thêm lợi nhuận mà bạn không thực sự cần trong cuộc sống là hành động thiếu khôn ngoan nhất trong đầu tư. Cho dù danh mục đầu tư chưa chịu ảnh hưởng tức thì từ biến động thị trường, nhưng người viết chắc chắn một điều rằng các khoản vay margin sẽ luôn là nỗi ám ảnh bất tận trong cuộc sống của bạn. Bạn nhìn bảng điện hàng ngày một cách mệt mỏi với mục đích chạy khỏi thị trường càng sớm càng tốt nếu biến động xảy ra, vì bạn biết rằng bạn đang full margin. Mỗi tối đi ngủ, bạn lại trằn trọc không yên, lo sợ thị trường sẽ sụp đổ vào ngày mai, và bạn thì lại đang full margin. Bạn đang đi hẹn hò với người yêu, nhưng tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới là danh mục đang full margin của mình. Người yêu giận, bỏ bạn vì vô tâm, dẫn đến cãi nhau, thế là chia tay. Bạn không quan tâm lắm vì lúc này danh mục của bạn đang full margin và ngày mai thì vẫn còn chưa tới. Điều duy nhất tồi tệ hơn một cơn ác mộng là một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Một cách thực tế, tâm trí của những người đang có vị thế đòn bẩy margin cao sẽ không bao giờ có được sự bình yên, cho dù danh mục đầu tư của họ vẫn chưa chịu ảnh hưởng tức thì từ những biến động ngắn hạn trong thị trường. Nhưng sự lo lắng khôn nguôi sẽ luôn thường trực trong tâm trí như một cơn ác mộng không có hồi kết. Một bộ não đầy sự sợ hãi sẽ không bao giờ có thể đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt. Khi quyết định tham gia đầu tư, tất cả mọi người đều mong muốn có được một vị thế tài chính vững mạnh hơn trong tương lai. Một vị thế tài chính ổn định sẽ giúp cho ta có được sự bình yên trong tâm trí khi phải suy nghĩ về một tương lai đầy bất định. Tài chính càng vững mạnh thì ta càng dễ đối phó với những bất ngờ không mong muốn mà tương lai có thể đem đến. Do đó, việc sử dụng margin về cơ bản là trái ngược với mục đích cơ bản trong đầu tư. Bạn mong muốn đạt được sự bình yên trong tâm trí, nhưng cái bạn có được lại luôn là nỗi sợ hãi tột độ. Cho dù danh mục có đang sinh lời, nhưng bạn thì vẫn đang không hề cảm thấy thoải mái vì tâm trí của bạn đang bị bao vây bởi vô số những nỗi lo về diễn biến tiêu cực có thể xảy ra trên thị trường trong tương lai. Lấy một ví dụ đơn giản để hiểu về sự nguy hiểm khi đầu tư với tỷ lệ đòn bẩy cao. Giả sử bạn có 100 triệu tiền mặt. Bạn vay mượn 400 triệu và đầu tư tổng cộng 500 triệu vào thị trường. Tổng tài sản của bạn là 500 triệu, bao gồm 400 triệu tiền vay và 100 triệu tiền vốn. Thị trường trải qua một đợt suy giảm mạnh, tài khoản của bạn rớt 30%. Bây giờ, tiền vốn của bạn bị mất sạch và thậm chí còn âm thêm 50 triệu. Tổng tài sản của bạn lúc này là 350 triệu, bao gồm 300 triệu tiền vay và 50 triệu tiền vốn. Bạn nhận ra rằng, tiền vốn thuộc sở hữu của bạn đã bốc hơi trong nháy mắt và tất cả tài sản mà bạn đang có được đều đến từ tiền đi vay mượn. Và không sớm thì muộn, bạn cũng phải thanh toán tất cả một cách song phẳng cho chủ nợ. Lòng tham vẫn luôn là một trong những bản năng cơ bản của con người. Học cách kiểm soát lòng tham sẽ luôn là một trong những công việc khó khăn nhất dành cho nhà đầu tư, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Người viết biết rằng đã có rất nhiều người trở nên giàu có bằng cách đi đầu tư với số tiền vay mượn khổng lồ, nhưng đó cũng là con đường nhanh nhất dẫn đến thảm họa tài chính cho rất nhiều nhà đầu tư khác. Không ai muốn giàu một cách chậm rãi cả. Do đó, gia tăng tỷ trọng margin là một trong những phong cách mặc định của những người tham gia vào thị trường chứng khoán với ham muốn làm giàu nhanh chóng. Đối với những người này, thị trường chứng khoán sẽ được nhìn như là một dòng casino hợp pháp và lý do mà họ đến đó là để được cá cược. Thị trường phản ánh tư duy của người tham gia một cách tuyệt đối. Giây phút mà người tham gia bắt đầu hành xử như một con bạc thì cũng sẽ là lúc mà họ bắt đầu giao nộp số tiền vốn mà mình cực khổ kiếm được cho nhà cái trên thị trường. Nếu như đã xem thị trường như một sòng bạc thì bạn cũng phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng trong cờ bạc, nhà cái luôn là người thắng. Đòn bẩy nợ có thể đã đưa ra một số nhà đầu tư lên tận mây cao trên thiên đường, nhưng cũng chính đòn bẩy nợ đã đạp vô số nhà đầu tư xuống vực thẳm tăm tối mà không có lối thoát. Sập thị trường cộng full margin bằng cháy tài khoản. Gia tăng đòn bẩy nợ margin để tối ưu hóa lợi nhuận chưa bao giờ là một quyết định thể hiện kỹ năng đầu tư. Margin chỉ đơn thuần là một công cụ để nhà đầu tư đặt thêm tiền vào bàn chơi, qua đó phóng đại kết quả mà bạn sẽ thu được. Nó không hề thay đổi về bản chất cơ bản của quyết định đầu tư. Sử dụng margin không biến một quyết định ngu ngốc thành đúng đắn và ngược lại.
Do đó, một số quan điểm sai lầm phổ biến trong giới đầu tư là số tiền lợi nhuận bạn kiếm được từ margin đã thể hiện kỹ năng đầu tư cá nhân. Hiểu một cách chính xác, kỹ năng đầu tư chỉ thể hiện thông qua các quy trình đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Sử dụng margin chỉ đơn thuần là phương thức để bạn phóng đại lợi nhuận nếu như đó là quyết định đúng đắn, và dĩ nhiên là cả thua lỗ nếu như đó là một quyết định ngu ngốc. Nhưng bản thân nó không cung cấp thêm giá trị gì trong suốt quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Với kinh nghiệm cá nhân, những người sử dụng margin thường bị đứt tay một cách đau đớn nhiều hơn là sử dụng nó như một món vũ khí chinh phục thị trường. Bên cạnh việc phóng đại lợi nhuận cũng như thua lỗ trong đầu tư, đòn bẩy nợ còn mang thêm một rủi ro cực kỳ nguy hiểm khác mà không có bất kỳ triển vọng lợi nhuận nào có thể bù đắp: rủi ro của việc cháy tài khoản. Trong quyển sách Thiên Nga Đen nổi tiếng của mình, tác giả Nassim Taleb đã từng nhận định rằng nếu như xác suất của thảm họa tài chính là lớn hơn không, mọi phân tích về lợi ích và chi phí (cost-benefit analysis) đều vô nghĩa. Nói một cách khác, rủi ro của việc bị đánh bay khỏi thị trường là quá lớn để chấp nhận, cho dù triển vọng lợi nhuận có thể có tiềm năng như thế nào đi nữa. Đây là một bài học quan trọng mà nhà đầu tư cần phải ghi nhớ để tồn tại lâu dài trên thị trường. Khi những nhà đầu tư non nớt sử dụng tỷ lệ đòn bẩy nợ cao, rủi ro của việc bị cháy tài khoản thông qua margin call sẽ luôn là thường trực trong suốt quá trình đầu tư. Một khi biến động mạnh xảy ra, mọi lợi nhuận tích lũy trước đó đều có thể bị bay hơi trong nháy mắt. Đòn bẩy nợ từ một công cụ hữu dụng giúp tối đa hóa lợi nhuận bỗng nhiên thành một món vũ khí tự hủy đáng sợ. Và lúc này, sự khôn ngoan của Warren Buffett lại một lần nữa được thể hiện qua câu nói: để chiến thắng trong trò chơi đầu tư, trước tiên bạn cần phải sống sót trước đã. Hãy luôn chắc chắn rằng danh mục đầu tư của bạn có thể sống sót trong mọi tình huống, thậm chí là cả cơn bão tồi tệ nhất mà bạn tưởng tượng có thể xảy ra. Khi một nhà đầu tư bắt đầu sử dụng đòn bẩy nợ margin trong đầu tư, người đó sẽ dần quen với cảm giác kích thích, hưng phấn mà margin có thể mang lại. Và như một bản năng đã được thấm nhuần qua bao lần thực hành, họ sẽ luôn tiến hành bật margin lên mỗi khi tiến hành một giao dịch mới. Sử dụng margin trong đầu tư là một hành động gây nghiện, một trong những thói quen nguy hiểm nhất trong đầu tư. Xét theo khung thời gian dài hạn, những đợt suy thoái nghiêm trọng xảy ra không thường xuyên so với những tháng ngày tốt đẹp trên thị trường. Giai đoạn bình yên càng kéo dài, ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư tin rằng quãng thời gian tăm tối sẽ không bao giờ quay trở lại. Do đó, điều sáng suốt nhất mà họ nên làm là gia tăng tỷ lệ đòn bẩy nợ để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này sẽ tiếp diễn cho tới khi thị trường thay đổi hành vi đột ngột và gây ra các trải nghiệm kinh hoàng cho các nhà đầu tư non nớt sẵn sàng vứt bỏ quy trình kiểm soát rủi ro cần thiết để tồn tại lâu dài trên thị trường. Tác giả Nassim Taleb đã mô tả hoàn hảo quá trình này trong quyển sách Fooled by Randomness. Thực tế kinh khủng hơn nhiều so với trò cò quay Nga. Trước tiên, viên đạn kết liễu sẽ không được bắn ra một cách thường xuyên, giống như một khẩu súng lục có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lỗ đạn thay vì chỉ có 6 viên đạn. Sau một vài lần thử, nhà đầu tư bắt đầu quên mất về sự tồn tại của viên đạn, một cảm giác an toàn giả tạo. Khi viên đạn đã được bắn ra bởi thị trường, những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy nợ cao sẽ luôn là những nạn nhân đầu tiên. Đa phần những người này sẽ bị margin call và những người không thể nạp thêm tiền vào tài khoản sẽ bị công ty môi giới ép bán các vị thế đầu tư mặc dù giá thị trường lúc này đang cực kỳ bất lợi. Mua cao bán thấp chưa bao giờ là công thức thành công trên thị trường. Tuy nhiên, mỗi khi margin call xảy ra thì các công ty chứng khoán sẽ luôn ưu tiên việc thu hồi các khoản vay cho margin càng sớm càng tốt hơn là cảm xúc cá nhân của nhà đầu tư. Điều này tạo nên một vòng lặp cực kỳ nguy hiểm. Khi một số đợt margin call đầu tiên sẽ kích hoạt các đợt margin call tiếp theo, tạo nên một chuỗi phản ứng dây chuyền trong giai đoạn khủng hoảng. Để đầu tư thành công lâu dài trên thị trường, tất cả những nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới này đều hiểu rằng kỹ năng sinh tồn luôn quan trọng hơn khả năng tối đa lợi nhuận. Miễn là bạn vẫn tiếp tục tham gia trò chơi, cơ hội mới sẽ luôn xuất hiện. Mỗi khi bạn bị đá văng khỏi thị trường, chẳng có cơ hội nào được đem đến cho bạn cả. Bạn đã chính thức rời khỏi cuộc chơi rồi. Margin chỉ là công cụ, vấn đề luôn nằm ở chúng ta. Hiểu một cách đúng đắn, bản thân margin không có gì xấu cả. Nó chỉ đơn thuần là một công cụ trong đầu tư tài chính. Vấn đề luôn nằm ở người sử dụng. Chúng ta đơn giản là một loài động vật quá cảm xúc để có thể sử dụng margin một cách khôn ngoan. Vụ nổ bong bóng tài chính năm 2018-2019 là một minh chứng rõ ràng cho tác hại kinh hoàng của việc sử dụng đòn bẩy nợ một cách ngu xuẩn. Dư chấn mà nó để lại vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay, khi các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn phải liên tục in tiền hàng năm để hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế thế giới.
Sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch Covid là một đòn tấn công chí mạng vào nền kinh tế toàn cầu, vốn đã rất mong manh sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Như Nassim đã cảnh báo trong quyển sách của ông, không ai quý trọng mạng sống của mình lại chấp nhận tham gia trò chơi cỏ quay Nga, cho dù phần thưởng có hấp dẫn ra sao. Tương tự như thế, nhà đầu tư với tỷ lệ đòn bẩy nợ cao hoàn toàn có thể đang tham gia trò cỏ quay Nga của thị trường mà không hề hay biết. Thay vì ổ đạn bình thường chỉ có 6 lỗ, ổ đạn của thị trường có thể lên tới hàng ngàn lỗ và qua đó tạo ra cảm giác an toàn giả tạo cho người tham gia sau một vài lần thử may mắn sống sót. Chỉ vì bạn đã may mắn sống sót trong quá khứ, không có nghĩa là điều này sẽ tiếp tục tiếp diễn trong tương lai. Sử dụng margin một cách quyết liệt trong giai đoạn thị trường sôi động và nghĩ rằng đó là một phương thức tuyệt vời để sinh lời, chẳng khác nào bạn đã may mắn sống sót trong lần thử đầu tiên khi chơi trò cỏ quay Nga và nghĩ rằng đây là một ý tưởng thông minh để tiếp tục kiếm tiền trong tương lai. Một suy nghĩ đầy thiển cận. Sự tồn tại của viên đạn là một điều mà nhà đầu tư không bao giờ được phép quên. Khả năng sinh tồn của bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó. Tuy nhiên, quãng thời gian tươi đẹp kéo dài trên thị trường lại luôn làm cho đại đa số nhà đầu tư quên đi mất một sự tồn tại nguy hiểm của viên đạn. Hầu hết các nhà đầu tư luôn nghĩ rằng có thể an toàn sử dụng margin bằng cách thoát hàng ngay lập tức vào trước thời điểm thị trường trải qua suy thoái. Đây là một suy nghĩ cực kỳ ngây thơ khi mà nhà đầu tư nghĩ rằng mình có thể bán các vị thế đầu tư với tỷ lệ đòn bẩy nợ cao một cách an toàn. Bạn nghĩ có bao nhiêu người có cùng suy nghĩ này với bạn? Câu trả lời gần như là tất cả những người đang sử dụng margin. Ai cũng tự nhủ với bản thân rằng cần thị trường có một vài dấu hiệu xấu là họ sẽ thực thi ngay các lệnh bán toàn danh mục. Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tranh nhau bán tháo để chạy thoát thân, phản ứng tiêu cực sẽ tạo ra một vòng lặp nguy hiểm để củng cố thêm cho sự hoảng loạn trên thị trường. Đây cũng chính là lý do vì sao trên thị trường uptrend thì lại có đường cong đi lên, nhưng đã downtrend thì lại chĩa thẳng xuống mặt đất mà rơi tự do. Tất cả những nhà đầu tư sử dụng margin cao đều cho rằng mình có thể thoát thân một cách an toàn mà không nghĩ rằng đó không phải là suy nghĩ ngoại lệ của riêng họ. Điều này cũng giống như là khi bạn đi xem phim và hoảng loạn xảy ra, nhưng khi cửa thoát hiểm chỉ có một, không khó hiểu khi tất cả đều chen chúc nhau lao ra cánh cửa hẹp đó để chạy thoát thân. Để bong bóng phình to thì có thể tốn một khoảng thời gian khá lâu, nhưng để nó xì hơi thì không khó chút nào. Tổng kết lại, để có thể sử dụng đòn bẩy một cách thông minh là việc ngay đến cả dân chuyên nghiệp cũng không thể nào dễ dàng thực hiện. Tài khoản full margin sẽ luôn mang đến một cảm giác sợ hãi cho nhà đầu tư và qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đưa ra quyết định. Do đó, lời khuyên của người viết đối với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm là hãy tránh xa đầu tư bằng tiền vay margin nếu như bạn không biết mình đang làm gì. Cháy tài khoản không phải là trò đùa. Và người viết không muốn bạn đọc phải trực tiếp trải nghiệm cảm giác kinh hoàng này như bao nhà đầu tư non nớt khác. Học phí này đơn giản là nó quá đắt. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Spider Room. Để tiếp tục với series đầu tư cơ bản, chúng ta hãy cùng đến với bài viết thứ 5 của series này. Bài viết của tác giả Gerard Đỗ với tiêu đề Đầu tư cơ bản phần 5, bản chất chu kỳ của thị trường. Trong đầu tư, có rất ít những điều mà nhà đầu tư có thể chắc chắn về tương lai. Sự bất định về tương lai của thị trường sẽ luôn là một hằng số không bao giờ thay đổi. Sự tự tin có thể là một phẩm chất tốt trong các lĩnh vực, nhưng tiếc nó lại là một chôn sống cho vô số nhà đầu tư non nớt và quá tự tin vào bản thân. Đối với những nhà đầu tư kỳ cựu, sự tự tin tới mức điên rồ của các F0 luôn làm cho họ cảm thấy thú vị. Nó gợi nhớ về thời kỳ ban đầu mà họ cũng vừa chập chững tham gia vào thị trường chứng khoán. Họ cũng đã từng có những cảm giác phiêu lưu như thế cho tới khi thị trường, như một bà cô hiệu trưởng khó tính, đưa ra những bài kiểm tra khắc nghiệt. Trong đầu tư, cũng như là trong cuộc sống, có rất ít những điều mà ta có thể hoàn toàn chắc chắn. Thành công không bao giờ có lối tắt, đánh bại thị trường không hề có công thức, không gì có thể kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, nếu người viết phải nêu ra một biến số của thị trường mà ta có thể tự tin chắc chắn về tính bất biến của nó, đó sẽ là bản chất chu kỳ của thị trường. Như nhà đầu tư nổi tiếng Howard Mark đã từng nhận xét trong quyển sách Điều Quan Trọng Nhất, tôi càng dành nhiều thời gian trong thế giới đầu tư, tôi càng trân trọng giá trị của chu kỳ trên thị trường. Thị trường lên quá cao sẽ buộc phải có lúc rơi xuống, thị trường xuống quá thấp sẽ buộc phải có điểm phục hồi. Nói một cách khác, thị trường di chuyển như một quả lắc đồng hồ. Khi quả lắc di chuyển về một hướng đủ lâu, sẽ tạo ra một nội động lực đủ lớn cho sự đảo chiều. Hai thái cực đối lập. Sự tồn tại của chu kỳ trên thị trường cơ bản là do sự xuất hiện của cảm xúc trong đầu tư.
trong những lĩnh vực mà cảm xúc không hề tồn tại, sự tự tin về tính chắc chắn của tương lai là hoàn toàn có cơ sở. Ví dụ như những cỗ máy cơ khí luôn vận hành một cách dễ đoán nếu ta hiểu về quy luật hoạt động của nó. Nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào mà con người đóng vai trò là một nhân tố quan trọng, kết quả lúc nào cũng đa dạng và mang tính chu kỳ. Hay nói một cách khác, nó không thể dự đoán. Chúng ta chưa bao giờ là những sinh vật lý trí, mà kinh tế học thì vẫn luôn là giả định. Thị trường về cơ bản là một cái chợ, là tập hợp của người bán và người mua thực hiện các giao dịch với nhau. Có thể nói sự dao động của thị trường từ đỉnh xuống đáy được chi phối bởi hai cảm xúc hoàn toàn đối lập, tham lam và sợ hãi. Tham lam và sợ hãi thay đổi rất nhanh, phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng của nhà đầu tư về tương lai. Một kỳ vọng về tương lai tươi sáng sẽ là chất xúc tác hoàn hảo cho bản tính tham lam. Và viễn cảnh về một tương lai tăm tối sẽ là nơi hoàn hảo cho nỗi sợ hãi ngự trị. Cũng giống như là một cái chợ, một cổ phiếu công ty sẽ tăng giá khi nhu cầu tăng cao hơn nguồn cung. Số lượng người mua sẽ ngày càng tăng cao khi ngày càng nhiều người tin vào viễn cảnh tương lai tươi sáng của doanh nghiệp. Điều này sẽ tiếp diễn cho tới khi kỳ vọng không còn khớp với thực tế và bong bóng luôn xuất hiện khi kỳ vọng và thực tế xuất hiện khoảng trống. Bong bóng sẽ ngày càng phình to và khi ngày càng nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn giữa ảo tưởng và thực tại, điều gì đến thì cũng sẽ phải đến, khi một quả bom hẹn giờ phát nổ. Thị trường rơi tự do với kỳ vọng chung về một tương lai tăm tối đầy thảm họa. Dĩ nhiên, lời giải thích này đã lược bỏ rất nhiều chi tiết cụ thể quan trọng, nhưng nhìn chung nó khắc họa đầy đủ những luận điểm chính cho quá trình dao động mang tính chu kỳ của thị trường. Nói một cách khác, thị trường di chuyển như một quả lắc đồng hồ với sự di chuyển về điểm cực sẽ cung cấp một động năng cho việc quay ngược trở lại. Sự đi lên về hướng đỉnh sẽ tạo một động lực ngày càng lớn cho việc thị trường sụp đổ. Và sự đi xuống về hướng đáy cũng sẽ tạo một động lực ngày càng lớn cho thị trường phục hồi. Bản chất chu kỳ của thị trường là bất biến, lịch sử đã luôn chứng minh điều đó. Xét một cách thực tế, bản năng tham lam khi thị trường tốt đẹp và sợ hãi khi thị trường khủng hoảng đều là những phản xạ mang tính tiến hóa của mỗi con người. Điều này đã giúp cho tổ tiên chúng ta tồn tại trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Trong thời đại nguyên thủy, khi mỗi ngày đều là một cuộc chiến với tử thần, tham lam tích trữ tài nguyên khi điều kiện cho phép cũng như hoảng sợ tột độ mỗi khi có dấu hiệu của sự nguy hiểm đều là những bản năng cần thiết cho sự tồn vong của giống loài. Tuy nhiên, những bản năng vốn rất hữu dụng cho tổ tiên chúng ta vào thời cổ đại như đều trở nên lạc hậu trong thời đại công nghệ ngày nay, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán. Hoảng loạn bán tháo tất cả khi thị trường có biến lớn hay là điên cuồng mua đuổi cổ phiếu khi thị trường sôi động đều là những hành động mang tính bản năng đầy nguy hiểm, đi ngược với những suy nghĩ mang tính trực giác luôn đòi hỏi một tinh thần cực kỳ mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư. Những quyết định không mang tính cảm xúc luôn là những quyết định khó khăn nhất. Tuy nhiên, để thành công lâu dài trên thị trường, đây là điều kiện bắt buộc, chứ ai nói đầu tư là một việc dễ dàng. Nhà đầu tư cần phải học cách chấp nhận sự thật rằng những bản năng đã giúp tổ tiên chúng ta sinh tồn trong môi trường nguyên thủy khắc nghiệt ngày xưa sẽ giết chết chúng ta trong quá trình đầu tư ngày nay. Tham lam và sợ hãi với đám đông là công thức dẫn đến sự thất bại trong đầu tư. Không có gì kéo dài mãi mãi. Trong series nổi tiếng đình đám Game of Thrones, có một phân cảnh Jon Snow và Daenerys Targaryen đang đi cùng nhau tại Winterfell, trong khi phía trên tường thành, Davos, Varys và Tyrion lại đang có một đoạn hội thoại khá thú vị về vị nữ hoàng quyền lực của mình. Họ là một cặp đẹp đôi đấy chứ? Anh đánh giá quá cao ảnh hưởng của chúng ta rồi. Jon và Daenerys không muốn nghe những lời khuyên từ mấy ông già đâu. Tôi đâu có già đến thế. Hơn nữa, nữ hoàng của chúng ta cũng rất tôn trọng sự thông thái mà tuổi tác có thể mang lại. Dĩ nhiên rồi, sự tôn trọng là cách mà những người trẻ tuổi giữ khoảng cách với chúng ta. Vì thế mà ta không muốn nhắc cho họ biết về một sự thật cay đắng. Sự thật đó là gì? Nothing lasts. Varys hiểu rằng không có gì chắc chắn tình cảm của Jon và Daenerys dành cho nhau sẽ luôn trường tồn với thời gian. Do đó, một quy luật chung của cuộc sống là không có gì có thể kéo dài mãi mãi và xu hướng vận động trên thị trường chứng khoán cũng không phải là một ngoại lệ. Công ty làm ăn khá giả trong giai đoạn nền kinh tế tốt đẹp sẽ quyết định đầu tư mạnh tay và năng lực sản xuất để đón đầu xu hướng phát triển. Những khoản đầu tư này sẽ trở thành gánh nặng chi phí kìm hãm doanh nghiệp khi nền kinh tế đi xuống. Các ngân hàng sẽ mở rộng tần suất cho vay với lãi suất hấp dẫn, thậm chí là chấp nhận cho vay với những khách hàng có điểm tín dụng không đáng tin cậy khi nền kinh tế đang phát triển. Và sau đó thì lại trở nên cực kỳ cẩn trọng với các khoản vay khi nền kinh tế xấu đi. Nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường hưng phấn sẽ luôn định giá doanh nghiệp quá cao,
trong khi nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường khủng hoảng lại luôn định giá doanh nghiệp quá thấp. Một vòng lặp bất tận của chu kỳ kinh tế. Trên thị trường, không có thứ gì phát triển ổn định như một đường thẳng trong đồ thị toán học. Mọi thứ phát triển ổn định trong một thời gian rồi sẽ sụp đổ. Sau đó, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa trong nháy mắt. Thảm họa kéo dài đủ lâu sẽ khiến hầu hết mọi người quên đi rằng cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn bão. Một tờ báo kinh tế từng viết một bài báo nổi tiếng với tiêu đề rằng những khoản vay tệ hại nhất luôn đến trong thời kỳ kinh tế tốt đẹp nhất. Tương tự như thế, khoản đầu tư rủi ro nhất luôn đến trong giai đoạn thị trường hưng phấn nhất. Kinh tế sẽ luôn phình to và co lại một cách đan xen khi người dùng thay đổi hành vi mua sắm được chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc. Do đó, không một xu hướng kinh tế nào có thể kéo dài mãi mãi liên tục mà không có điểm kết thúc. Như một câu nói nổi tiếng trong kinh tế học, những việc không thể kéo dài mãi mãi sẽ đến thời điểm phải dừng lại. Tuy nhiên, với mỗi thập kỷ trôi qua, một số nhà đầu tư thế hệ mới đều cùng nhau quyết định rằng tính chất chu kỳ của thị trường là một khái niệm đã lỗi thời. Họ cho rằng viễn cảnh tương lai tươi sáng sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc thảm cảnh tương lai tăm tối sẽ không có điểm dừng. Khi một xu hướng kéo dài đủ lâu, nó sẽ tạo nên ảo giác rằng xu hướng này sẽ kéo dài mãi mà không có hồi kết. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng thị trường luôn phát nổ khi thời điểm tốt đẹp kéo dài đủ lâu. Nổ bong bóng công nghệ vào năm 2001 và bong bóng tài chính vào năm 2008. Nhà đầu tư sẽ có thể tự tin dự đoán rằng khi thị trường đi lên quá lâu, sẽ tới thời điểm phải rơi xuống, ác mộng diễn ra đủ dài thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Nhưng thời điểm đảo chiều cũng như cường độ tác động là thứ không thể dự đoán. Những nhà đầu tư lão luyện am hiểu về lịch sử tài chính luôn biết rằng chu kỳ sẽ xảy ra. Và họ cũng biết rằng cơ hội đầu tư sẽ ngày càng hấp dẫn khi ngày càng nhiều người bỏ qua khái niệm quan trọng này. Nhưng họ cũng đủ khôn ngoan để hiểu ra rằng canh thời điểm thị trường sẽ luôn là bài toán học búa nhất. Một canh bạc đầy nguy hiểm nhưng sẽ mang lại cảm giác vui sướng khó tả khi được thực hiện một cách chính xác. Thành công luôn mang theo hạt giống của sự thất bại. Sự phát triển của một xu hướng sẽ tạo ra một động lực cho sự đảo chiều của xu hướng đó. Mọi bữa tiệc đều sẽ đến hồi kết thúc, sau mọi cơn bão thì cầu vồng sẽ luôn xuất hiện. Như nhà đầu tư nổi tiếng Howard Marks đã từng nhận xét, thành công luôn mang theo hạt giống của sự thất bại. Và dĩ nhiên, thất bại cũng luôn mang theo hạt giống của một khởi đầu mới đầy hy vọng. Nếu như chu kỳ được chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc, vậy điều gì là nguyên nhân đằng sau cho sự thay đổi trong hành vi đầu tư từ tham lam sang sợ hãi? Tại sao hưng phấn và ảm đạm lại liên tục thay đổi vị trí cho nhau ở trên thị trường? Câu trả lời là cách mà nhà đầu tư cảm nhận về rủi ro trên thị trường. Khi tham lam đang càn quét thị trường, đa phần nhà đầu tư sẽ cảm thấy rằng rủi ro không hề tồn tại. Họ nghĩ rằng không thể thua lỗ cho dù mình có đặt tiền vào đâu đi chăng nữa. Và đúng thật, điều này sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian cố định. Điều này sẽ ngày càng củng cố tâm lý tham lam của nhà đầu tư. Họ sẽ ngày càng đưa ra nhiều quyết định rủi ro hơn trong công cuộc tìm kiếm lợi nhuận, và đây là cách mà họ đã kiếm khá nhiều tiền trong quá khứ. Thị trường càng hưng phấn thì rủi ro ngày càng tích tụ, cho tới khi thị trường không thể duy trì được hưng phấn này nữa và bắt đầu quá trình đảo ngược. Lúc này, những nhà đầu tư có doanh mục đầu tư rủi ro cao nhất luôn là những người hứng chịu sự sụt giảm giá trị tài khoản lớn nhất. Và do đó, luôn là những đối tượng sẵn sàng chấp nhận bán tháo tất cả tài sản và bất chấp giá cả mà thị trường đưa ra. Tốc độ bán tháo ngày một mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư sẽ tạo ra một vòng lặp mang tính dây chuyền củng cố sự hoảng loạn đang tràn lan trên khắp thị trường. Thay vì cảm nhận là rủi ro không hề tồn tại như trong giai đoạn thị trường hưng phấn, lúc này, nhà đầu tư nhìn đâu cũng thấy rủi ro. Họ cho rằng rủi ro là quá lớn để họ có thể đầu tư sinh lời và do đó quyết định không bao giờ xuống tiền, cho dù mức giá thị trường có đang hấp dẫn ra sao. Do đó, đa phần nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng cách tốt nhất là nên đứng ngoài chờ đợi cho đến khi tình hình trở nên ổn định. Tuy nhiên, thời điểm mà các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái để có thể đầu tư trở lại thì cũng là lúc những món hời tốt nhất đã biến mất. Tuy nhiên, nhìn chung thì sự tổng quát đó vẫn diễn tả đầy đủ những điểm quan trọng mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Hãy luôn nhớ rằng kiến thức sẽ không bao giờ có thể phát huy tối đa khả năng nếu như không có sự trợ giúp từ kinh nghiệm. Để thành công trên thị trường, khả năng phân tích chu kỳ là một kỹ năng không thể bỏ qua trong hộp đồ nghề tư duy của nhà đầu tư thông minh. Nhận biết mình đang ở giai đoạn nào trong thị trường sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Và qua đó sẵn sàng nắm bắt những cơ hội đầu tư hấp dẫn nếu như thị trường trải qua cơn điên loạn phi lý. Cuốn theo cảm xúc của đám đông chưa bao giờ là công thức thành công trong đầu tư. Đây là lý do đằng sau cho câu nói nổi tiếng của Warren Buffett: hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Điên cuồng mua đuổi cổ phiếu và gia tăng tỷ trọng margin khi thị trường đang hưng phấn hay hoảng loạn bán tháo tất cả khi thị trường sụp đổ là con đường nhanh nhất dẫn đến thất bại trong đầu tư. Do đó,
Nếu nhà đầu tư không có khả năng hành động một cách độc lập so với thị trường, thì tốt nhất là bạn nên đầu tư thụ động vào quỹ chỉ số. Nhưng nếu nhà đầu tư đã chọn con đường đầu tư chủ động, thì khả năng tách biệt khỏi đám đông là điều kiện tiên quyết để có được thành công bền vững. Thị trường càng hưng phấn, nhà đầu tư thông minh càng phải cẩn trọng trong quyết định đầu tư. Thị trường càng hoảng loạn, nhà đầu tư thông minh càng phải liều lĩnh đưa ra những quyết định táo bạo để bắt lấy những món hời hấp dẫn trước khi chúng biến mất. Tuy nhiên, hiểu được những điều phải làm này là một chuyện, có khả năng làm được những việc này hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một cách thực tế nhất, đầu tư là trò chơi của tâm lý nhiều hơn là của tư duy. Mặc dù khả năng phân tích đóng một vai trò quan trọng trong đầu tư, nhưng những người thông minh suy cho cùng cũng chỉ là con người. Họ cũng có thể dễ dàng bị cảm xúc thao túng như bao nhiêu người khác. Nếu như đầu tư chỉ cần chỉ số IQ, thì các nhà bác học nhận giải Nobel đã trở thành tỷ phú cả rồi. Ngay đến nhà vật lý học Isaac Newton cũng bị cuốn theo đám đông và tham gia vào bong bóng biển Nam, South Sea Bubble, để rồi mất tất cả gia tài đã tích lũy. Trải qua kinh nghiệm đau thương này, Newton cũng đã phải thốt lên câu nói: "Tôi có thể tính được chuyển động của các vì sao trong vũ trụ, nhưng đầu hàng trước sự điên loạn của con người." Có rất nhiều yếu tố không thể chắc chắn trong giới đầu tư, nhưng có vẻ chu kỳ là một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi. Tuy nhiên, chỉ vì ta biết rằng thị trường đã đi lên trong một khoảng thời gian dài, không có nghĩa là nó bắt buộc phải đi xuống vào ngày mai. Không có gì chắc chắn rằng một công ty đã được định giá quá cao sẽ phải trải qua một đợt suy giảm vào tuần sau. Tính chất của chu kỳ là bất biến, nhưng thời điểm đảo chiều cũng như cường độ của mỗi giai đoạn lại phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của thị trường tại thời điểm nó đang xảy ra. Nhà đầu tư có thể chắc chắn rằng thị trường lên quá cao sẽ phải rơi xuống và thị trường đi xuống quá lâu sẽ phải tạo điểm phục hồi. Nhưng thời điểm chính xác mà thị trường đảo ngược quá trình di chuyển luôn là câu hỏi học búa, thậm chí là đối với những nhà đầu tư giỏi nhất. Như nhà đầu tư nổi tiếng Howard Mark đã từng chia sẻ, đúng quá sớm thì cũng không khác biệt gì so với sai cả. Nhà đầu tư có thể đúng về một bong bóng đang phình to, nhưng nếu đặt lệnh khống, short selling quá sớm thì cũng không thể nào mà né tránh khỏi thua lỗ. Chỉ vì bong bóng đang phình to không có nghĩa là nó không có thể tiếp tục phình to trong tương lai, nó chỉ có nghĩa là xác suất bong bóng phát nổ đang tăng cao. Nhưng thời điểm mà thực sự nó phát nổ sẽ luôn là một ẩn số. Bạn có thể nhận biết chính xác về tình hình hiện tại của thị trường, nhưng nếu như thời điểm đưa ra quyết định quá sớm, thì việc đó về cơ bản tương đồng như là một quyết định sai. Nhà đầu tư thông minh là người hiểu rõ tính chất bất biến của chu kỳ trong thị trường, nhưng họ cũng hiểu rằng canh thời điểm thị trường luôn là một canh bạc nguy hiểm và chắc chắn không dành cho những người nhát gan. Thị trường luôn rủi ro khi tất cả mọi người đều đồng thuận rằng rủi ro không hề tồn tại. Và cơ hội tuyệt vời nhất xuất hiện khi mọi người đều từ chối tham gia vào thị trường vì họ tin rằng rủi ro là quá lớn. Chỉ thông minh thôi là chưa đủ, kỹ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân đóng một vai trò quan trọng hơn ở trong đầu tư. Ví dụ của nhà vật lý tài ba Isaac Newton là một minh chứng điển hình. Một cách chủ quan, người viết nghĩ rằng để đầu tư thành công còn khó hơn cả nghiên cứu khoa học. Chu kỳ sẽ luôn là một hằng số bất biến trên thị trường, một quy luật đã được lịch sử chứng minh qua biết bao nhiêu giai đoạn tăng trưởng bùng nổ và sụp đổ kinh hoàng. Đối với những nhà đầu tư thông minh, cơ hội sinh lời tốt nhất luôn xuất hiện khi phần lớn nhà đầu tư quên mất đi quy luật trên. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại về series đầu tư cơ bản phần 6, Tư duy độc lập. Series này được viết và đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Gerardo. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Rất ít người có đủ điều kiện để trở thành một nhà đầu tư vĩ đại. Một số có thể học hỏi bằng cách quan sát và đọc sách từ những nhà đầu tư đã thành công trên thị trường. Một số phải tự mình trải nghiệm trên thị trường và phát triển phương pháp đầu tư cá nhân. Một số khác đơn giản là sinh ra đã không dành cho công việc đầu tư. Trong đầu tư, không có một phương pháp tiếp cận nào có thể chắc chắn luôn hiệu quả trong mọi tình huống. Vì thị trường luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian để thích ứng với những thay đổi mới trong thị trường đầu tư. Thậm chí là nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới Warren Buffett cũng không thể đưa ra được quyết định chính xác 100% trong mọi trường hợp. Một cách khách quan nhất, đầu tư giống với một bộ môn nghệ thuật hơn là khoa học. Sự chính xác tuyệt đối của khoa học không thể áp dụng được trong môi trường đầu tư, và do đó công thức để thành công liên tục trên thị trường luôn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Do thị trường liên tục tiến hóa và thay đổi hành vi theo thời gian, kỹ năng tư duy độc lập là một vai trò quan trọng trong hộp đồ nghề của nhà đầu tư thông minh. Nhà đầu tư sẽ không thể nào đạt được thành công dài hạn trên thị trường nếu như tất cả những gì bạn làm là răm rắp nghe theo lời chỉ bảo của người khác. Người viết chưa từng gặp một nhà đầu tư thành công nào mà chiến lược duy nhất của họ là nghe theo lời phím từ kẻ khác, thành công không bao giờ của đối tác. Tại sao tư duy độc lập lại vô cùng quan trọng cho thành công trong đầu tư?
Bởi vì chỉ có tư duy một cách tách biệt khỏi thị trường mới mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài và bền vững cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đánh bại thị trường bằng cách nhìn thấy những điều mà thị trường bỏ lỡ. Những điều bí mật. Những điều mà chúng ta cho là sự thật hiển nhiên ngày nay từng là những điều mà chưa ai biết tới. Những bí mật mà nhà đầu tư VC nổi tiếng Peter Thiel từng đề cập trong quyển sách Từ 0 đến 1. Tổ tiên chúng ta đã từng sống trong một thời đại mà không có một ai biết một tí gì về một lực luôn tồn tại dưới mặt đất, cho tới khi Isaac Newton đặt tên cho nó là trọng lực. Ngày nay, khái niệm trọng lực xuất hiện trong sách giáo khoa vật lý cấp 2 và tất cả mọi người đều xem nó như một sự thật hiển nhiên của thế giới. Mặc dù học về những kiến thức phổ thông là một điều cần thiết trong quá trình giáo dục, nhưng nó sẽ không phải là những thông tin có thể cho ta lợi thế cạnh tranh vì tất cả mọi người đều biết về nó. Lợi thế cạnh tranh thực sự chỉ có thể đến từ bí mật, những sự thật mà ít người biết hoặc là vẫn chưa được khám phá bởi thế giới. Hình dạng chuỗi xoắn kép của DNA, vận tốc cố định của ánh sáng, thế giới huyền bí của vật lý lượng tử, tất cả đều là những bí mật trong phần lớn thời gian lịch sử tồn tại của loài người. Tổ tiên chúng ta đã sống như thể những sự thật đó chưa bao giờ tồn tại. Những điều mà chúng ta cho là hiển nhiên ngày nay, một xã hội mà bí mật không tồn tại cũng đồng nghĩa là một xã hội đã đạt được thịnh vượng. Một nơi mà mọi điều có thể được biết đều đã được biết hết. Và kết cục chờ đợi cho nền văn minh kia trong tương lai là sự suy tàn không thể tránh khỏi. Chỉ khi nào chúng ta thực sự tin rằng thế giới vẫn còn tồn tại những điều mà chúng ta có thể khám phá và sẵn sàng dốc sức để tìm kiếm điều đó thì sự phát triển mới có thể duy trì được. Niềm tin và những bí mật là điều đã liên tục làm cho thế giới này một thịnh vượng hơn. Một xã hội từ bỏ niềm hy vọng vào những bí mật là một xã hội đã ngừng phát triển. Theo Peter Thiel đã nói, bí mật là những sự thật mà rất ít người đồng ý với bạn, cho tới khi nó trở thành kiến thức phổ thông. Do đó, để tìm kiếm những bí mật thì khả năng tách biệt khỏi tư duy đám đông là yêu cầu tiên quyết. Chưa từng có ai đi theo đám đông mà có khả năng sáng tạo ra những ý tưởng thay đổi thế giới. Những người đã thay đổi thế giới đều là những gã lập dị trong mắt của đám đông. Họ lập dị đơn giản là vì họ nắm giữ trong tay những bí mật, sự thật mà đám đông phủ nhận. Galileo đã bị hành quyết bởi vì ông luôn tin rằng trái đất xoay quanh mặt trời. Một niềm tin phản nghịch trong xã hội do yếu tố tôn giáo thời bấy giờ. Mặc dù thế giới đã trở nên bớt nguy hiểm hơn và quyền tự do ngôn luận đã được tôn trọng hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng công cuộc tìm kiếm bí mật vẫn luôn là một hành trình gian nan đầy thử thách. Từ trước đến nay, khám phá ra những sự thật được ẩn giấu khỏi thế giới chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Trong đầu tư, tất cả những điều mà mọi người đều đồng ý có thể là kiến thức nền tảng quan trọng, nhưng nó chắc chắn không phải là một bí mật. Và vì thế, nó không phải là một dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư. Để đạt được thành công lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư luôn cần những bí mật, sự thật rất ít người đồng ý với bạn. Tuy nhiên, bí mật chỉ đến với những ai có khả năng tư duy độc lập vượt trội so với thị trường. Một số ít cá nhân sẵn sàng cân nhắc mọi khía cạnh của vấn đề mà không để định kiến xã hội tác động lên tư tưởng. Hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của bầy đàn lên khả năng tư duy sáng suốt của mỗi cá nhân. Nhà văn nổi tiếng Mark Twain đã từng viết cảnh báo: nếu như bạn thấy mình đang có cùng quan điểm với đám đông, thì đã đến lúc nên dừng lại và suy ngẫm. Theo một cách đặc biệt nào đó, hành động bầy đàn của đám đông luôn có khả năng ức chế khả năng tư duy độc lập của cá nhân. Những cá thể sống riêng biệt sẽ không bao giờ làm một việc gì đó một mình, nhưng lại sẵn sàng điên loạn cùng với đám đông. Họ sẵn sàng vứt não của mình đi và trở thành một phần của tập thể, đơn giản là vì tất cả mọi người đều đang làm như thế. Sự điên loạn của bầy đàn luôn dễ dàng lan truyền như một con virus gây nguy hiểm. Một cách hiển nhiên, có rất ít nhà đầu tư đủ khả năng để trở nên vĩ đại. Vì một trong những điều kiện tiên quyết của các nhà đầu tư vĩ đại là phải có bản lĩnh đi ngược dòng nước. Xu hướng bầy đàn là một trong những bản năng tâm lý mạnh mẽ nhất của con người. Và do đó, khả năng tách khỏi bầy đàn chưa bao giờ là một điều gì đó dễ dàng. Thậm chí cho dù logic đằng sau hành động đó có vững vàng như thế nào đi chăng nữa. Suy cho cùng, chúng ta vẫn luôn là loài động vật xã hội. Địa ngục là lời gièm pha từ kẻ khác. Lợi thế cạnh tranh trong đầu tư. Khi bạn thực hiện một giao dịch trong thị trường, bạn dựa vào đâu mà nghĩ rằng người đang thực hiện giao dịch với bạn đang đưa ra quyết định kém thông minh hơn? Nếu bạn là người bán thì tại sao người kia lại là người mua? Nếu bạn là người mua thì tại sao đối phương lại sẵn sàng bán? Tại sao bạn lại chắc chắn rằng bạn đang đưa ra một quyết định thông minh hơn người đang thực hiện giao dịch với bạn? Nói một cách khác, lợi thế của bạn đang nằm ở đâu? Điều duy nhất phân tách nhà đầu tư vĩ đại về đám đông, theo Howard Mark nhận định, chính là khả năng đưa ra góc nhìn sâu sắc so với phần còn lại của thế giới. Một góc nhìn sâu sắc không chỉ tách biệt hoàn toàn khỏi nhận định chung của đám đông. Điều quan trọng nhất là nó phải đúng, không chỉ đơn giản là khác biệt, mà nó còn phải chính xác hơn.
Sự thật mà ít người đồng ý với bạn chính là nguyên liệu thiết yếu để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững ở trong đầu tư. Hầu hết những người tham gia đầu tư vào thị trường đều là những người có học thức, có kiến thức kinh tế cơ bản để đưa ra những kết luận khá chính xác về tình hình đang diễn biến trên thị trường. Nhận định chung của đám đông là kim chỉ nam thúc đẩy xu hướng di chuyển của thị trường. Nhà đầu tư thành công là người có khả năng tư duy độc lập, tách biệt hoàn toàn khỏi thị trường, một góc nhìn sâu sắc dựa trên những lý luận phân tích chặt chẽ và vững vàng. Nhưng chỉ khác biệt thôi thì chưa đủ, vì khác biệt chỉ đảm bảo rằng kết quả của nhà đầu tư sẽ nằm ở mức trên trung bình hoặc là dưới trung bình thay vì dao động ở quanh đường trung bình. Chỉ khác biệt thôi thì cực kỳ đơn giản, vừa khác biệt vừa chính xác lại là điều mà mọi nhà đầu tư vĩ đại đều cần phải nhắm đến. Nói một cách đơn giản, đánh bại thị trường yêu cầu nhà đầu tư phải sở hữu một góc nhìn khác biệt nhưng phải chính xác hơn nhận định chung của đám đông ở trên thị trường. Vấn đề hiển nhiên to đùng ở đây là không dễ dàng để đưa ra một nhận định tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông nhưng lại chính xác hơn. Hầu hết những quyết định tách biệt khỏi đám đông từ phía nhà đầu tư thường sẽ dẫn đến thảm họa tài chính. Vì như bài viết đã đề cập ở phần 1, thị trường thường rất hiệu quả trong việc định giá công ty. Lý thuyết thị trường hiệu quả của kinh tế học sẽ gần như là luôn phát huy tác dụng trong phần lớn thời gian của thị trường hoạt động. Tuy nhiên, sẽ có đôi lúc ngắn ngủi thị trường sẽ trở nên điên loạn với mức định giá cực kỳ hoang tưởng. Đây là thời điểm hoàn hảo để nhà đầu tư khôn ngoan tận dụng chiến lược ngược dòng, bán ra khi cả thế giới đang mua vào, hoặc là mua vào khi cả thế giới đang tranh nhau bán tháo. Nếu như nhà đầu tư không thể tham lam mua khi cả thế giới đang sợ hãi bán tháo, ngay từ đầu, vốn dĩ bạn không nên tham gia đầu tư trên thị trường. Đây đơn giản không phải là cuộc chơi dành cho bạn. Tuy nhiên, như người viết đã nhiều lần nhấn mạnh, hiểu được việc phải làm là một chuyện, có khả năng làm được những việc này không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ bởi vì bong bóng đang phình to, không có nghĩa là nó sẽ sớm phát nổ trong tương lai gần. Chỉ bởi vì một công ty đang bị định giá quá thấp, không có nghĩa là nó sẽ phải hồi quy về một giá trị tại ngay vào tuần sau. Thời điểm thị trường đảo chiều, cũng như là cường độ dao động là hoàn toàn bất định. Cảm giác cô đơn kéo dài sẽ làm cho những nhà đầu tư tự tin nhất cũng phải nghi ngờ vào chính bản thân mình. Cho dù sự sắc sảo trong lập luận phân tích có vững vàng đến đâu, cảm giác nghi ngờ của bản thân là điều không thể tránh khỏi. Và khi bạn đứng một mình quá lâu và liên tục nhận tín hiệu tiêu cực từ thị trường, chiêm nghiệm về nỗi cô đơn bất tận trong việc kháng cự cảm xúc của bầy đàn, Peter Thiel đã có những chia sẻ như sau. Theo như định nghĩa, bí mật là những điều chưa được thẩm định từ phía đám đông. Nếu như mục tiêu của cuộc đời bạn là không bao giờ phạm phải sai lầm, bạn không nên tìm kiếm bí mật trong cuộc sống. Viễn cảnh cô đơn nhưng đúng, công hiến cả cuộc đời bạn vào những điều không ai tin đã đủ khó khăn rồi. Viễn cảnh vừa cô đơn vừa sai, đơn giản là không thể chịu đựng nổi về mặt tâm lý. Sai lầm là việc không thể tránh khỏi khi nhà đầu tư tìm kiếm những bí mật trong thị trường. Khoảng cách phân biệt giữa bí mật và ảo tưởng vẫn luôn là rất mong manh, rất dễ dàng để đưa ra những nhận định khác biệt với đám đông và hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Các group ủng hộ thuyết âm mưu thế giới phẳng là một ví dụ tiêu biểu. Nói một cách khác, ai cũng có thể sản sinh ra ảo tưởng, sự phi lý ít người đồng ý với bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là tham gia các group thuyết âm mưu tràn lan trên mạng hoặc lấy những sự thật đã được kiểm chứng và đảo ngược nó lại. Một cách đối lập, không hề đơn giản để đưa ra những nhận định khác biệt so với đám đông nhưng lại cần chính xác hơn. Thực sự rất khó để phân biệt giữa bí mật và ảo tưởng vì bạn không hề có một quy chuẩn nào khách quan để xác định được cả. Bạn chỉ có thể dựa vào các nhận định cá nhân để đi đến những kết luận khả dĩ nhất, nhưng bạn cũng phải hiểu rằng không có gì chắc chắn những suy nghĩ đó sẽ là chân lý của thế giới. Những vùng đất chưa từng được khám phá luôn ẩn chứa nguy hiểm, không dành cho những người nhát gan. Do đó, phạm phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Bạn có thể nghĩ rằng mình đang sở hữu bí mật, nhưng thực chất bạn lại đang ảo tưởng. Đã sai mà lại còn bị đám đông khinh bỉ thì còn gì cay hơn nữa. Như Peter Thiel đã nhấn mạnh, nếu mục tiêu của bạn là không bao giờ mắc sai lầm, bạn không nên tìm kiếm bí mật trong cuộc sống. Và nếu như bạn không sở hữu bí mật, bạn không thể thành công trong đầu tư. Để đánh bại được thị trường, phải chấp nhận tách biệt ra khỏi đám đông là một điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên, điều đó cũng luôn yêu cầu một sự dũng cảm tuyệt đối từ nhà đầu tư. Chúng ta đều hiểu rằng, con đường dẫn đến vinh quang chưa bao giờ là bằng phẳng và dễ dàng. Thiên tài thì hiếm, nhưng can đảm thì hiếm hơn cả thiên tài. Nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes từng nói, trí tuệ đám đông luôn dạy rằng tha thất bại theo chuẩn mực xã hội còn tốt hơn là thành công nhưng không theo quy chuẩn nào cả. Đây là câu nói thể hiện sự sâu sắc của ông về cách xã hội này vận hành. Sai lầm sẽ không phải là vấn đề nếu như tất cả mọi người cùng sai lầm, nhưng thành công bằng cách đi ngược lại với đám đông thì lại là một điều tối kỵ trong xã hội luôn đề cao tính đồng nhất.
bạn sẽ không phải là một thằng ngu nếu như bạn đứng cùng một đám ngu ngốc, nhưng bạn sẽ trông luôn giống một thằng ngu nếu như bạn đứng một mình và không ai quan tâm là bạn đúng hay sai. Thấu hiểu được nỗi cô đơn thường trực cũng như sự khó khăn tột độ khi phải đưa ra những quyết định tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông, Peter Thiel đã trăn trở rằng thiên tài thì hiếm, nhưng can đảm thì hiếm hơn cả thiên tài. Để đầu tư thành công lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư cần cả chỉ số IQ và lòng can đảm. Nhà đầu tư thành công là người sở hữu khả năng phân tích vượt trội so với thị trường và gan đủ to để đưa ra những quyết định khó khăn nhưng mà cần thiết. Vấn đề to đùng ở đây là thông minh và can đảm là bộ kỹ năng huyền thoại rất ít người trên thế giới này may mắn sở hữu. Elon Musk là một ví dụ tiêu biểu. Như người viết đã nhiều lần nhấn mạnh trong các phần trước, đầu tư không phải là công việc dành cho tất cả mọi người. Đa phần nhà đầu tư nên tham gia vào thị trường thông qua hình thức đầu tư thụ động của các quỹ chỉ số index, ETF. Những người mà luôn rao giảng rằng đầu tư không cần tốn nhiều thời gian mà vẫn dư sức x2x3 lần tài khoản thì là họ đang lừa dối mọi người xung quanh, dân lùa gà, hoặc chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình, ảo tưởng nặng, hoặc thậm chí là cả hai. Miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột. Một điều quan trọng nữa mà nhà đầu tư cần phải nhớ kỹ rằng kỹ năng ngược dòng nước chỉ nên sử dụng một cách khôn ngoan thay vì là một công cụ được áp dụng một cách mù quáng. Đừng phản đối đám đông chỉ vì bạn thích điều đó. Đừng mặc định cho rằng tất cả những điều đám đông đồng ý là những thứ vớ vẩn và cần phải phủ nhận. Quyết định tách biệt với đám đông chỉ cho bạn cơ hội để đánh bại thị trường, chứ nó không đảm bảo kết quả của bạn sẽ chắc chắn là như thế. Đưa ra quyết định ngược dòng nước một cách mù quáng chỉ vì nó khác biệt so với thị trường là công thức nhanh nhất dẫn đến thảm họa tài chính. Tách biệt khỏi đám đông không phải là một phong cách sống thời trang. Có rất nhiều phong cách khác dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Đừng đứng một mình chỉ bởi vì điều đó làm bạn cảm thấy tự hào về bản thân. Đừng đưa ra quyết định chỉ vì nó khác biệt với đám đông. Hãy hiểu rõ tại sao đám đông lại sai. Nói một cách tóm gọn, kết quả đầu tư vượt trội yêu cầu hai yếu tố quan trọng. 1. Nhìn thấy những điều mà thị trường bỏ lỡ. 2. Tính chính xác của điều đó được thị trường công nhận trong tương lai. Chỉ có những nhà đầu tư sở hữu khả năng phân tích vượt trội và lòng can đảm phi thường trong việc đưa ra những quyết định chính xác nhưng cực kỳ khó khăn về mặt cảm xúc mới đủ điều kiện để đánh bại thị trường trong thời gian dài. Đứng một mình chưa bao giờ là một công việc dễ chịu. Cảm giác cô đơn kéo dài sẽ làm cho ngay cả những nhà đầu tư giỏi nhất nghi ngờ chính bản thân mình. Nhưng họ cũng hiểu rằng bí mật chỉ có thể được tìm thấy ở những nơi đám đông chưa từng đặt chân tới, một vùng đất chưa từng được khám phá. Niềm tin vào những bí mật chưa được khám phá là khởi nguồn của mọi sự phát triển tự nhiên. Đừng vội lựa chọn cái cánh cửa hẹp mà tất cả mọi người đang tranh nhau để bước qua. Hãy dừng lại và suy ngẫm. Và biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng kế bên cánh cửa hẹp đông đúc đó là một lối vào rộng lớn dẫn đến một con đường tuyệt đẹp chưa ai từng khám phá. Hãy dũng cảm bước qua cánh cổng đó và tìm kiếm những bí mật của riêng bạn. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi được một nửa chặng đường để tìm hiểu về đầu tư cơ bản. Và trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tác giả Gerardo đi tìm hiểu nội dung bài viết Đầu tư cơ bản phần 7, sự bất định. Sự bất định này là gì? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong nội dung của bài viết ngay sau đây nhé. Chủ tịch quỹ đầu tư Dragon Capital, Dominic Craven, một trong những quỹ đầu tư tay to lớn nhất trên thị trường chứng khoán của Việt Nam, đã từng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng mặc dù đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chinh chiến, ông cũng không bao giờ dám chắc rằng ngày mai thị trường tăng hay là giảm. Nếu bạn đọc là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bạn sẽ không ngạc nhiên với nhận định trên. Những nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới như là Warren Buffett, Ray Dalio hay là Charlie Munger đều đã từng nói những câu tương tự như thế. Đối với các nhà đầu tư kỳ cựu, thị trường cũng giống như một thiếu nữ đang căng tràn sự sống, chỉ có những gã điên mới dám khẳng định rằng họ hiểu hoàn toàn tâm tư của một người phụ nữ. Mong muốn biết trước được tương lai từ lâu đã luôn là một trong những khao khát mạnh mẽ nhất của con người. Đó là lý do tại sao ta luôn liên tục tìm kiếm những thông tin về tương lai thông qua việc xem tử vi, bói bài tarot, chiêm tinh học, vân vân. Một cách tự nhiên, chúng ta cảm thấy sợ hãi nếu như ai đó nói rằng quyền kiểm soát tương lai của bản thân chưa bao giờ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Điều này không có gì phải xấu hổ. Quả thật trong cuộc sống không có gì đáng sợ hơn là một tương lai đầy bất định. Tuy nhiên, học cách đương đầu với sự bất định là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết trong đầu tư. Tương lai sẽ luôn là một ẩn số bí hiểm. Nhà đầu tư thông minh là người hiểu rõ cuộc sống sẽ luôn hàm chứa những điều không thể dự đoán trước và hoàn toàn chấp nhận thực tế này ở trên thị trường. Đầu tư không phải là một bộ môn khoa học chính xác. Kinh tế tài chính từ trước đến giờ vẫn luôn là một lĩnh vực chứa nhiều sự mâu thuẫn.
Một số kiến thức có thể vận dụng rất tốt trong thực tế, như các quy luật kinh tế vĩ mô liên quan đến cung và cầu. Một số khác lại chỉ mang hình thức thuần lý thuyết. Khác với những bộ môn khoa học chính thống, không có một quy luật nào trong kinh tế học mà bạn có thể áp dụng trong thực tế với mức độ tự tin tuyệt đối. Hiểu một cách chính xác là kinh tế tài chính không phải là một bộ môn khoa học thuần túy với những mô hình lý thuyết mang độ tin cậy cao. Trong vật lý, ta có thể hiểu rõ một cỗ máy cơ khí sẽ hoạt động như thế nào nếu ta nắm rõ các quy luật vật lý vận hành của cỗ máy đó. Hoặc ta có thể tính được chuyển động của các vì sao trong vũ trụ một cách chính xác khi áp dụng thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, sự chính xác tuyệt đối mà khoa học mang lại không thể đạt được trong lĩnh vực kinh tế tài chính, đặc biệt là trong đầu tư. Đơn giản là vì cảm xúc trên thị trường luôn phá vỡ mọi quy tắc tưởng chừng như là bất biến trong vũ trụ. Trong đầu tư, tất cả những thông tin mà ta có thể có là những xu hướng mang tính hình mẫu được tổng hợp trong quá khứ, thông tin định lượng và cả thông tin định tính. Nhưng quyết định phải đưa ra lại luôn hướng về tương lai. Nhà đầu tư luôn phải đối mặt với một vấn đề trên thị trường: làm thế nào để đưa ra một quyết định tương lai chính xác khi phải dựa vào những thông tin đã có ở trong quá khứ. Mặc dù các xu hướng trong quá khứ đều có thể là những thông tin có giá trị, tuy nhiên những nhà đầu tư kỳ cựu cũng hiểu rõ một nguyên tắc quan trọng là những việc đã xảy ra trong quá khứ không nhất thiết phải tiếp tục xảy ra trong tương lai, cho dù các yếu tố ảnh hưởng đều là như nhau. Những hình mẫu pattern từng rất hữu dụng trong quá khứ có thể bất thình lình phản tác dụng ngay vào thời điểm mà nhà đầu tư tự tin nhất. Như một câu nói nổi tiếng trong kinh tế học, thị trường không bao giờ phân phát bữa trưa miễn phí. Trong đầu tư, không hề có một công thức hay một quy tắc nào mà nhà đầu tư có thể tự tin rằng nó sẽ luôn hiệu quả mãi mãi trong tương lai. Trong một số thời điểm khác nhau trong thị trường, một số nhà đầu tư có thể tìm ra được những tín hiệu, signal hay là những hình mẫu mang tính dự đoán tương lai khá chính xác và sẽ kiếm được một số tiền khá lớn dựa vào những phương pháp này. Qua thời gian, số tiền lời mà họ kiếm được chắc chắn sẽ thu hút sự tò mò của thị trường. Thị trường luôn là một cỗ máy hoạt động hiệu quả, không có một phương pháp kiếm lời vượt trội nào có thể nằm vùng trong một khoảng thời gian lâu dài mà không ai để ý. Và không sớm thì muộn, bất kỳ phương thức sinh lời vượt trội nào cũng sẽ bị giải mã bởi những nhà đầu tư khác trên thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người bắt đầu áp dụng những quy tắc trên với kỳ vọng về mức lợi nhuận vượt trội mà phương pháp này đã từng sản sinh trong quá khứ. Một cách oái oăm nhất, giây phút mà một phương thức đầu tư vượt trội trở nên phổ biến trên thị trường cũng là lúc tính ưu việt của nó sẽ biến mất. Như người viết đã nhấn mạnh ở phần trước, lợi thế cạnh tranh của nhà đầu tư chỉ có thể đến từ bí mật. Sự thật ít người đồng ý với bạn. Nếu như một ngày nào đó, khi bí mật mà bạn sở hữu trở thành kiến thức phổ thông ai cũng biết, thì không có gì ngạc nhiên khi lợi thế mà nó từng mang lại chỉ là một câu chuyện của quá khứ. Hiểu một cách chính xác, thị trường là một môi trường động, chứ không phải là một môi trường tĩnh như trong môi trường vật lý. Môi trường tĩnh và môi trường động khác nhau như thế nào? Để giải thích một cách đơn giản nhất và không sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn, môi trường tĩnh là một môi trường mà các quy tắc quản trị sự tương tác giữa các cá thể, vật thể trong môi trường đó không bao giờ thay đổi theo thời gian, trong khi sự thay đổi và quá trình tiến hóa sẽ xuất hiện trong môi trường động. Sở dĩ môi trường động sở hữu khả năng thay đổi hành vi là vì các thành tố cấu thành nên môi trường này không phải là một vật thể vô tri vô giác mà là những cá thể sở hữu khả năng năng động một cách riêng biệt. Trong một môi trường tĩnh, những quy luật đã từng hiệu quả trong quá khứ chắc chắn sẽ luôn hiệu quả trong tương lai. Trong khi đối với môi trường động, ta không có gì để chắc chắn liệu những quy luật đã từng hữu dụng cho quá khứ có thể tiếp tục hiệu quả trong tương lai hay không. Thị trường luôn thay đổi và tiến hóa theo thời gian. Là vì nhà đầu tư, như một cá thể có ý chí riêng của mình, cũng luôn tiến hóa và thay đổi hành vi để phù hợp với môi trường mà họ đang hoạt động. Khao khát biết trước được tương lai cũng như kiểm soát được hoàn toàn số phận của mình vẫn luôn là một trong những ước muốn sâu thẳm nhất của con người. Đây là lý do mà tại sao những nhà tiên tri hay là những tư tế thờ phụng các vị thần trong cổ đại đều nắm giữ quyền lực tối cao trong xã hội nguyên thủy. Họ có thể phán một cách rất tự nhiên về một việc gì đó sẽ xảy ra với một người nào đó, nhưng lại luôn im lặng một cách khó hiểu khi phải làm điều này với chính bản thân của họ. Cho dù tính chính xác của các lời sấm truyền này chưa bao giờ là đáng tin cậy, tổ tiên của chúng ta vẫn luôn dành cho những nhà tiên tri sự kính trọng tuyệt đối. Đối với chúng ta, sự biết trước về tương lai, cho dù nó có chính xác hay không, vẫn luôn tốt hơn là chẳng biết gì cả. Và những người sở hữu nó đáng có được vị trí đỉnh cao mà họ nắm giữ. Điều này cũng giải thích một phần lý do vì sao dân lùa gà vẫn luôn sống tốt, cho dù có biết bao nhiêu bài viết vạch mặt bản chất khốn nạn của tầng lớp này. Thứ họ hứa hẹn với những nhà đầu tư non nớt chưa bao giờ là lợi nhuận, thứ họ cam kết là khả năng dự đoán tương lai. Mặc dù thoạt đầu hai điều trên tương đồng với nhau, nhưng có một sự khác biệt rất lớn về bản chất. Sự cam kết về tương lai mà sự bất định không tồn tại. Một tương lai mà họ dễ dàng thao túng và điều khiển, dĩ nhiên là những điều nhảm nhí vô căn cứ, là một lời hứa quá tốt để bỏ qua đối với những nhà đầu tư non trẻ thiếu kinh nghiệm. Trải qua bao lần vấp ngã trên thị trường, những nhà đầu tư thông minh luôn hiểu rằng có một việc gì đó quá tốt để có thể là sự thật. Nó thường là như thế,
miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột, dân lùa gà vẫn luôn tận dụng triệt để những khao khát thâm kín của các nhà đầu tư non nớt. Một lời hứa về sự chắc chắn trong tương lai luôn dễ dàng làm chúng ta trở thành những gã khờ trên thị trường. Và do đó, cho dù có biết bao nhiêu người vạch mặt bản chất đốn mạt của tầng lớp này, dân lùa gà biết rằng họ sẽ luôn sống khỏe, miễn là thế hệ nhà đầu tư mới vẫn còn tham gia vào thị trường qua thời gian, họ sẽ không bao giờ thiếu những con mồi mới để làm thịt. Quá khứ và tương lai. Cựu chủ tịch General Electric Ian Wilson từng nói một câu nổi tiếng: không có bất kỳ suy luận công phu có thể thay đổi sự thật rằng tất cả kiến thức mà bạn biết đều đến từ quá khứ, trong khi mọi quyết định lại được đưa ra trong tương lai. Bạn có thể biết chính xác điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa điều tương tự bắt buộc phải xảy ra trong tương lai. Thị trường là một hệ thống phức tạp với khả năng tự điều chỉnh hành vi để phù hợp với môi trường đầu tư xung quanh. Và do đó, nhà đầu tư thông minh cần phải ghi nhớ rằng những gì bạn biết về quá khứ luôn có khả năng không còn chính xác trong tương lai. Bởi vì thị trường hoàn toàn có thể thay đổi luật chơi để thích nghi với điều kiện môi trường mới. Tự thay đổi luật chơi mà không cần ai tác động là một trong những khả năng thú vị nhất của thị trường, là yếu tố tạo nên môi trường động mà nhà đầu tư luôn cần phải cảnh giác nếu như họ muốn tồn tại lâu dài trên thị trường. Khi chiêm nghiệm về sự bất định luôn tồn tại trên thị trường, nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett đã từng đùa rằng những dự báo thị trường nói cho chúng ta biết nhiều hơn về người dự báo hơn là những thông tin tương lai của thị trường. Ý của ông là chúng ta không thể biết trước được điều gì về tương lai, nhưng ta có thể biết được rằng ai đang đóng vai một gã hề khi cố gắng thuyết phục mọi người điều ngược lại. Ngay cả một nhà đầu tư lão làng như Warren Buffett hay là chủ tịch Dragon Capital còn chào thua trong việc dự đoán tương lai, thì tại sao những người khác lại cố gắng làm một điều vô ích đến như thế? Liệu có phải mọi việc trong tương lai đều diễn ra một cách không thể dự đoán? Có một sự phức tạp trong thực tế mà người viết muốn giải thích ở đây. Warren Buffett đã không sai khi nói điều trên, nhưng ông cũng không mô tả bức tranh toàn cảnh một cách đầy đủ. Thực tế thì hầu hết những sự kiện chung về bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế thị trường vẫn diễn ra một cách có thể dự đoán được. Ta có thể dự đoán các chỉ số vĩ mô tăng trưởng GDP hay tỷ lệ lạm phát trong một biên độ dao động nhất định khá chính xác trong điều kiện môi trường bình thường. Người viết nhấn mạnh là biên độ nhé. Những gì ta biết về quá khứ luôn mang theo kỳ vọng về tương lai. Chúng ta luôn kỳ vọng về những gì đang diễn ra trong quá khứ sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Và do đó, hầu hết những kỳ vọng của nhà đầu tư về thị trường đều là những kỳ vọng mà tất cả mọi người đều đồng ý, và phần lớn đều dựa trên phép ngoại suy từ thông tin có trong quá khứ mà thị trường cung cấp. Đây là vấn đề lớn nhất trong đầu tư. Khả năng dự đoán chính xác sẽ không mang lại lợi thế trong đầu tư nếu như những người khác cũng đều đi đến kết quả kết luận tương tự như vậy. Thông tin chính xác sẽ không mang lại giá trị cho nhà đầu tư nếu như toàn bộ thị trường đều đồng ý với điều đó và qua đó phản ánh lại toàn bộ thông tin vào giá cổ phiếu. Ý kiến chính xác nhưng được đồng thuận bởi số đông không phải là dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững cho nhà đầu tư. Như người viết đã nhấn mạnh ở phần trước, chỉ có bí mật, ý kiến chính xác nhưng ít người đồng ý với bạn mới mang lại cho nhà đầu tư khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Do đó, chỉ có những nhà đầu tư sở hữu những dự đoán không được đồng thuận bởi thị trường. Và vì thế, thông tin vẫn chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu mới có khả năng tạo ra mức lợi nhuận phi thường. Tuy nhiên, một cách oái oăm nhất, đa phần những dự đoán đi ngược lại thị trường đều sai. Chỉ có những dự đoán không được thị trường đồng thuận mới mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa là tỷ lệ mắc sai lầm của những dự báo này cũng gia tăng đáng kể. Đa phần những người đang cố gắng đi ngược lại thị trường đều biến thành gã hề trong mắt số đông thay vì trở thành Warren Buffett kế tiếp của thế giới. Nhưng nhà đầu tư mong muốn một tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường, chấp nhận tách rời khỏi số đông là điều kiện bắt buộc. Và dĩ nhiên điều đó cũng đi kèm với tỷ lệ gia tăng trong việc đưa ra những quyết định sai lầm. Đây là nghịch lý hóc búa trong đầu tư. Nếu ai đã từng trải nghiệm thị trường trong thời gian dài chắc chắn sẽ hiểu ý của người viết. Có lẽ chúng ta sẽ có một cảm nhận khá tốt tương lai sẽ diễn ra như thế nào trong điều kiện môi trường bình thường, khi mà những xu hướng trong quá khứ tiếp tục kéo dài đến tương lai. Tuy nhiên, ta không thể nào dự đoán được trước các sự kiện, mà khi đó biết trước được tương lai sẽ tạo nên một sự khác biệt đáng kể. Khi sự kiện tương lai diễn ra một cách hoàn toàn khác biệt so với quá khứ và để lại hậu quả to lớn cho xã hội, giới tài chính thường mô tả chúng là những thiên nga đen. Bản chất căn bản nhất của một thiên nga đen là tính không thể dự đoán. Như tác giả Nassim Taleb đã từng nhiều lần nhấn mạnh trong quyển sách nổi tiếng của mình, một cách thực tế nhất, những sự kiện tạo ra cơ hội sinh lời tốt nhất nếu như dự đoán chính xác luôn là những sự kiện gần như không thể dự đoán, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô ích khi cố gắng làm một việc như thế. Hầu hết những cố gắng trong việc dự đoán thiên nga đen trong quá khứ đều chỉ ra rằng việc đó khó như thế nào, tỷ lệ sai gần như là 100%. Trong phần lớn thời gian, tương lai sẽ là sự tiếp diễn của quá khứ, và vì thế mọi người đều đồng thuận về những kỳ vọng trong tương lai dẫn đến tất cả những thông tin trên đều đã được phản ánh qua giá thị trường. Trong những trường hợp này, thì cho dù dự đoán cá nhân của nhà đầu tư có chính xác thì cũng không tạo ra giá trị vì tất cả mọi người đều có cùng một kết luận như thế. Tuy nhiên,
Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, một số sự kiện diễn ra một cách hoàn toàn khác biệt với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những thiên nga đen bất thình lình từ trên trời rơi xuống. Lúc này, dự đoán trước được những sự kiện này mới mang lại giá trị to lớn cho nhà đầu tư vì những thông tin này chưa được phản ánh trong thị trường. Nhưng một điều đáng tiếc là những sự kiện thiên nga đen luôn đến một cách bất ngờ, không ai có thể biết trước. Lịch sử đã luôn chứng minh những cơ hội đầu tư sinh lời lớn nhất luôn đến từ những sự kiện gần như là không thể dự đoán trước. Khi sự thật thay đổi. Trong một lần thảo luận về các vấn đề kinh tế học, một người đã phản biện tính không đồng nhất về mặt lập luận của nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes. Ông ta đã chỉ trích rằng Keynes đã từng nói một điều gì đó trong kinh tế học, rồi không lâu sau đó quay xe 180 độ khi nói một điều hoàn toàn đối lập với nhận định mà ông đã từng đưa ra trước đó. Đáp lại lời chỉ trích trên, Keynes đã phản biện với một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông: khi sự thật thay đổi, tôi thay đổi ý kiến của mình. Còn anh thì đã làm gì, thưa ngài? Khi thông tin mới xuất hiện và phủ nhận niềm tin vốn có của bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ coi nó như một thông tin nhiễu và nhắm mắt bỏ qua, hay là sẽ bắt đầu tìm hiểu xem liệu điều bạn đang tin có thực sự là chân lý hay không? Khi sự thật trong thế giới của bạn thay đổi, liệu bạn có thay đổi cùng với sự thật? Những nhà đầu tư kiệt xuất trên thế giới giống như là John Maynard Keynes là những người sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi của mình và sẵn sàng thay đổi ý kiến cá nhân nếu như họ có đủ bằng chứng thuyết phục chứng minh điều họ đang tin là sai. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của nhà đầu tư, và theo ý kiến cá nhân của người viết là phẩm chất quyết định thành bại của tất cả nhà đầu tư trên thế giới. Nếu nhà đầu tư không có đủ dũng cảm để tự thừa nhận với bản thân là mình đã sai khi có đủ thông tin cần thiết để đi đến kết luận trên, thị trường chắc chắn sẽ giúp họ làm việc đó. Dĩ nhiên là với một cái giá rất đắt, không như bố mẹ chúng ta, thị trường vẫn luôn luôn rất tàn nhẫn với những người cứng đầu. Để có thể tồn tại lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư luôn phải hiểu rằng tương lai luôn hàm chứa một sự bất định bất biến không thể thay đổi. Có thể họ sẽ có khả năng dự đoán trước được một sự kiện hoặc là một xu hướng tương lai, nhưng nó không thay đổi thực tế rằng những sự kiện không thể dự đoán trước mới là những vấn đề ưu tiên cần phải quan tâm. Những việc dễ dàng dự đoán với xác suất cao chưa bao giờ thực sự mang lại giá trị trong đầu tư. Chúng ta luôn đánh giá thấp tính bất định của tương lai mỗi khi suy nghĩ về các vấn đề quyết định đầu tư. Chúng ta luôn nghĩ rằng tương lai sẽ luôn diễn ra như một sự kéo dài từ quá khứ, một đường thẳng đồ thị kết nối từ quá khứ tới tương lai, và qua đó đánh giá thấp khả năng tương lai sẽ xuất hiện thêm những thiên nga đen có thể làm rung chuyển cả thị trường. Một bộ não open mind luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin và khả năng kháng cự xu hướng tâm lý thiên kiến xác nhận là những kỹ năng cần thiết để đảm bảo rằng những gì nhà đầu tư tin tưởng luôn gần với bí mật hơn là ảo tưởng. Đánh giá quá cao năng lực cá nhân, ảo tưởng nặng và trình độ chuyên môn, cũng như là sự tự tin thái quá đến mức ngạo mạn và kỹ năng đầu tư của bản thân sẽ luôn là những thiên hướng tâm lý mà nhà đầu tư thông minh cần phải tránh xa. Thị trường luôn sẵn sàng trừng phạt những cá nhân không phù hợp với môi trường đầu tư. Không nơi đâu mà những người ảo tưởng nặng về bản thân học được bài học quan trọng về giá trị của sự thật sớm như trên thị trường. Đừng bao giờ quá tự tin vào bản thân. Hãy biết rằng bạn luôn có thể sai. Một lần nữa, mọi thông tin bạn biết đến đều đến từ quá khứ, nhưng mọi quyết định sẽ luôn diễn ra trong tương lai. Không có gì chắc chắn những điều bạn biết trong quá khứ sẽ tiếp tục là chân lý trong tương lai. Và do đó, tương lai không nhất thiết phải là đường thẳng kéo dài đến từ quá khứ. Đầu tư trong một thế giới bất định chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Đầu tư như thể bạn biết chắc chắn việc gì sẽ xảy ra vào ngày mai, là hành động gần nhất với tự sát tài chính. Như Mark Twain đã từng nói, không phải những điều bạn không biết là thứ khiến cho bạn gặp rắc rối, mà là những điều bạn tưởng chừng như là bạn chắc chắn, nhưng thực tế không phải như vậy. Hãy đầu tư như thể bạn không biết chắc về điều gì cả. Điều này sẽ rất khó khăn đối với những người đã có cái tôi lớn, nhưng nó sẽ giúp bạn tồn tại lâu dài trên thị trường. Giữa cái tôi và lợi nhuận thì bạn biết phải chọn cái nào rồi đấy. Ngay từ đầu, bạn tham gia vào thị trường cũng chỉ vì mục đích đó mà thôi, đúng không? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Trong phần 8 của series đầu tư cơ bản, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sức mạnh của lãi kép trong đầu tư nhé. Hãy cùng chúng mình bắt đầu thông qua nội dung bài viết của tác giả Gerardo, bài viết có tiêu đề Đầu tư cơ bản phần 8, làm thế nào để tận dụng sức mạnh của lãi kép. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu thôi. Trong Kinh Tân Ước có một đoạn trích dẫn như sau: ai đã có thì sẽ ngày càng có nhiều hơn và có đến mức dư thừa. Ai không có nhiều thì ngay cả cái đang có rồi cũng sẽ bị tước đi. Điều này thể hiện rằng ngay từ thời đại cổ xưa, tổ tiên của chúng ta đã quan sát được hiệu ứng rõ rệt từ lãi kép. Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein cũng đã từng có phát hiện tương tự khi nói rằng lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới.
có một sự thật ít người biết rằng đa phần các vĩ nhân lỗi lạc trong quá khứ chưa từng nói những câu danh ngôn nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình. Mặc dù đã qua đời rất lâu và không hề có ghi chép lịch sử nào để chứng minh Einstein từng nói câu trên, nhưng do đã sống cuộc đời của một thiên tài và trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các nhà khoa học vật lý trẻ tuổi, Einstein vẫn liên tiếp nhận tiền lãi từ những câu châm ngôn nổi tiếng nhất trên thế giới, mặc dù ông chưa từng nói những điều trên. Ẩn sâu dưới khuôn mẫu chung này là một trong những quy luật quyền năng nhất của vũ trụ, quy luật hàm mũ. Năm 1906, nhà vật lý Alfred Pareto đã đưa ra quy tắc Pareto, quy tắc 80-20, khi trong một nghiên cứu ông phát hiện ra rằng 20% số người sinh sống tại Ý sở hữu 80% bất động sản của toàn bộ quốc gia. Khuôn mẫu kinh điển này, một số ít cá nhân có kết quả vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại, sẽ xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau nếu như bạn đọc chịu khó quan sát. Một số ít quyển sách sẽ có lượng bán vượt trội so với tất cả các quyển còn lại. Một số ít diễn viên hay cầu thủ bóng đá sẽ có mức cát xê ở mức không tưởng so với những đồng nghiệp khác. Blackpink là nhóm nhạc trị giá tỷ đô nổi tiếng trên thị trường thế giới, trong khi cũng có hàng trăm nhóm nhạc Hàn Quốc khác đang phải vật lộn hàng ngày để nhận được sự chú ý của công chúng. Một số công ty có vị trí thống trị gần như là độc quyền trong ngành và do đó có mức lợi nhuận khổng lồ, trong khi các công ty khác trong cùng ngành đang phải vật lộn với nguy cơ phá sản mỗi ngày. Không khó hiểu nếu quy tắc này tạo ra một cảm giác khó chịu khi nó nhắc nhở ta về sự bất bình đẳng vốn có mà xã hội luôn phải đối mặt. Ai đã có thì sẽ ngày càng có nhiều hơn, đến mức dư thừa. Ai đã thiếu thốn thì ngay cả cái họ đang có cũng sẽ bị tước đoạt. Có lẽ Einstein chưa từng nói lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nhưng kỳ quan thứ 8 không hề là một sự phóng đại về sức mạnh của quy luật này. Với quyền năng của lãi kép, Warren Buffett đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Bài viết này được viết với giả định rằng người đọc có sự am hiểu nhất định về lãi kép. Những độc giả nào chưa từng nghe qua về khái niệm lãi kép thì có thể tham khảo tại bài blog ở dưới này. Để giải thích về những định nghĩa cũng như là phương pháp tính lãi kép thì việc này hoàn toàn xứng đáng một bài blog riêng của nó. Và do đó, độc giả nên có một sự hiểu biết nhất định về hiệu ứng lãi kép trước khi tiếp tục bài viết. Đầu tư mạo hiểm 101. Đầu tư mạo hiểm đang là một ngành tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây, khi ngày càng có nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ ra đời với những mục đích tạo ra giá trị to lớn bằng cách thay đổi lối sống cũ của xã hội. Các General Partner của các quỹ đầu tư mạo hiểm, Venture Capital, gọi tắt là VC, là những người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tỷ suất lợi nhuận của quỹ. Thông thường, các GP sẽ đi gọi vốn từ các cá nhân và tổ chức giàu có. Dĩ nhiên là GP cũng phải góp vốn, nhưng mà không nhiều, đổ các nguồn vốn khác nhau vào một quỹ và sau đó bắt đầu hành trình tìm kiếm Google kế tiếp của thế giới. Các nhà đầu tư vào quỹ sẽ được gọi là Limited Partner, hay còn gọi tắt là LP. Họ không có quyền can thiệp vào quá trình quyết định đầu tư của quỹ. Các GP sẽ luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, bất kể đó là công hay là tội. Quỹ VC sinh lời khi các công ty startup trong danh mục đầu tư được mua lại bởi các tập đoàn lớn, hoặc may mắn hơn là được chấp thuận chào bán trên thị trường chứng khoán IPO. Do tính chất của startup, các quỹ VC luôn hiểu rằng thời gian đầu của quỹ sẽ không thể có lợi nhuận, do gần như tất cả các startup, trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, luôn phải đốt tiền trong giai đoạn đầu để tạo ra mô hình kinh doanh tăng trưởng bền vững trong tương lai. Hiểu được việc này, các VC hy vọng rằng giá trị của quỹ, mặc dù sẽ có đôi chút khó khăn trong thời gian đầu, sẽ tăng chóng mặt khi các startup trong danh mục bắt đầu đạt được những điểm bùng phát cần thiết để bắt đầu quá trình tăng trưởng hàm mũ. Đây là những gì mà các VC hy vọng sẽ xảy ra. Thực tế lúc nào cũng khắc nghiệt hơn so với hy vọng. Hầu hết các startup đều thất bại và dĩ nhiên kéo theo các VC đầu tư vào các startup này. Rất nhiều quỹ VC đã được tạo ra và giải thể bởi vì các startup trong danh mục của họ đều thất bại. Bắt dính kỳ lân chưa bao giờ là một công việc dễ dàng. Các VC hiểu rất rõ quy tắc 80-20 cũng như sự phân bổ bất công của hàm mũ. Cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào điều này. Một startup thành công và trở thành kỳ lân đủ để đưa về mức lợi nhuận khổng lồ cho quỹ, mặc dù toàn bộ các startup trong danh mục đều thất bại. Nhưng thậm chí là hiểu rõ về quy tắc này, các VC có lẽ cũng chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của sự khác biệt của các startup. Họ biết rằng sự khác biệt rất quan trọng. Họ hiểu rằng quy luật hàm mũ là xương sống định nghĩa của ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn đánh giá khá thấp sự khắc nghiệt của các startup, vốn là nền tảng đằng sau sự phân bố bất công của quy tắc Pareto. Đây là một trong những đặc tính thú vị của hàm mũ. Cho dù bạn đã biết về sự phân bố bất cân xứng giữa nguyên nhân và kết quả, bạn vẫn rất có khả năng đánh giá thấp sự bất cân xứng này. Các VC hiểu rằng sự khác biệt giữa các startup là quan trọng, nhưng họ vẫn chưa thực sự đánh giá chính xác sự khác biệt này quan trọng đến thế nào trong quá trình quyết định kết quả lợi nhuận cuối cùng của quỹ. Paul Graham, đồng sáng lập vườn ươm nổi tiếng Y Combinator,
là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Silicon Valley, đã viết trong bài blog Black Swan Forming: khi bạn phỏng vấn một công ty khởi nghiệp và nghĩ rằng họ có thể thành công, thật khó để không cấp vốn cho họ. Tuy nhiên, ít nhất về mặt tài chính, chỉ có một loại thành công trong đầu tư mạo hiểm: họ sẽ là một trong những startup thực sự lớn hoặc không. Và nếu không, bạn có tài trợ cho họ hay không thì cũng không quan trọng. Bởi vì ngay cả khi họ thành công thì tác động đó đến lợi nhuận đầu tư của bạn cũng sẽ không thật sự lớn lao. Trong cùng một ngày phỏng vấn, bạn có thể gặp một thanh niên 19 tuổi thông minh, những người thậm chí không chắc chắn rằng họ có muốn làm gì với cuộc đời của mình. Cơ hội thành công của họ có vẻ nhỏ, nhưng một lần nữa, vấn đề không phải là cơ hội thành công, chain of succeeding của họ, mà là nếu họ thành công, họ có thành công một cách vĩ đại hay không, chain of succeeding really big. Xác suất để bất kỳ nhóm nào thành công một cách vĩ đại là quá nhỏ về mặt vi mô, nhưng xác suất mà những founder 19 tuổi đó sẽ cao hơn so với các nhóm khác trông có vẻ an toàn hơn. Chỉ có một loại thành công duy nhất trong đầu tư mạo hiểm, hoặc là startup đứng trên quả tên lửa phi tới mặt trăng, hoặc là không. Nếu như startup đó không thể phi lên mặt trăng, cho dù sản phẩm của họ có thỏa mãn được một nhu cầu nhất định nào đó của thị trường, lợi nhuận mà quỹ VC có được từ những startup này thực sự là không đáng kể, nếu không muốn nói là không tạo ra được sức ảnh hưởng nào cả. Điều này có vẻ hơi khó nghe với các startup không thể hóa thành kỳ lân, nhưng từ trước đến nay, thế giới vẫn luôn chịu sự thống trị tuyệt đối của hả mũ. Sức ảnh hưởng của quy luật này lên xã hội là quá hiển nhiên, đến mức gần như vô hình trong mắt chúng ta. Có lẽ chúng ta thả bịt mắt để bỏ qua điều đó, còn hơn là chấp nhận một sự thật rằng chúng ta luôn cảm thấy khó khăn để thừa nhận: thế giới chưa bao giờ công bằng. Quyền năng của lãi kép chính là nguyên nhân đứng đằng sau, thúc đẩy cho sự phân bố bất đối xứng trong quy tắc Pareto. Trong trường hợp của Einstein là một ví dụ điển hình trong việc phân bố danh tiếng của một nhà khoa học có thể bất công đến như thế nào. Người viết không hề phủ nhận sự thiên tài của Einstein, nhưng liệu bạn đọc đã từng nghe tới những cái tên như là Niels Bohr, Paul Dirac, Richard Feynman, Edwin Schrödinger? Họ cũng là những nhà khoa học lỗi lạc không thua kém gì Einstein, nhưng rất tiếc trong mắt đại chúng, vị trí của thiên tài dành cho một người duy nhất trong lịch sử và thế giới gọi tên Einstein. Những cái tên khác đơn giản là không đủ phổ biến để trở thành mainstream như vị cha đẻ của thuyết tương đối. Ngoại trừ chuyên ngành học vật lý của bạn, bạn sẽ không bao giờ biết đến những nhà khoa học tài năng không thua kém gì Einstein. Với quyền năng của lãi kép, sự phổ biến của Einstein với hình tượng là một nhà thiên tài sẽ ngày càng được củng cố qua thời gian. Và dĩ nhiên, điều này cũng sẽ ngày làm cho chúng ta quên đi mất về sự tồn tại của những thiên tài khác. Con dao quyền năng hai lưỡi. Trong đầu tư, không phải ai cũng thực sự hiểu được sức mạnh của lãi kép, và thậm chí trong một số ít những người hiểu được quyền năng của nó, rất ít người đủ kiên nhẫn hoặc là đủ sức mạnh tinh thần để tận dụng triệt để quy luật này. Người viết chỉ biết duy nhất một người trên thế giới có khả năng làm điều này, người đó không ai khác ngoài huyền thoại Warren Buffett. Quy tắc không bao giờ thanh lý các khoản đầu tư của mình, cho dù đã nắm giữ hơn vài thập kỷ, là bằng chứng hiển nhiên nhất cho thấy rằng ông thực sự tôn trọng giá trị của lãi kép như thế nào. Miễn là công ty vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, hành động chốt bán lãi là một sai lầm. Và một cách thực tế nhất, sai lầm sẽ ngày càng lớn nếu như thời gian nắm giữ cổ phiếu đó trong quá khứ càng lâu. Ngoại lệ cho trường hợp này là bạn đầu tư có mục đích tài chính cụ thể, và khi hoàn thành việc này, bạn quyết định ngừng tham gia và rút vốn khỏi thị trường. Ví dụ như là nhà đầu tư đạt mục tiêu kiếm đủ 100 triệu mua xe thì dừng cuộc chơi. Nếu như nhà đầu tư chưa từng nghe câu chốt cửa miệng nổi tiếng của giới trader, chốt lãi không bao giờ sai, thì bạn may mắn lắm đấy. Bạn sẽ luôn có kết quả đầu tư tốt hơn nếu như chưa từng nghe những điều vớ vẩn như thế. Phiên bản tiếng Anh của câu nói này trên phố Wall là "You never go broke taking a profit" là một trong những câu nói đáng nhớ nhất nhưng cũng vớ vẩn nhất từng xuất hiện trong thánh địa tài chính của thế giới. Ngay cả trong giới trader, những trader nổi tiếng như là Stanley Druckenmiller hay là Paul Tudor Jones cũng luôn cho rằng câu nói này là nguồn gốc căn bản của mọi sự thất bại trên thị trường. Chốt lời nhanh nhưng gồng lỗ cứng chưa bao giờ là công thức thành công bền vững cho giới đầu tư. Nhưng nỗi khổ là trong cơn say điên cuồng mua bán đổi chác cổ phiếu, các nhà đầu cơ non nớt luôn bỏ qua các vấn đề căn bản này, sẵn sàng chốt lãi từ 5 đến 10% nhưng sẵn sàng gồng lỗ từ 10 đến 30% thì người viết cũng chịu, và thậm chí điều này còn chưa tính tới tiền phí giao dịch và thuế ăn mòn và lợi nhuận. Đây là chuỗi bài viết về đầu tư, người viết không phải là dân đầu cơ nên cũng không có đủ cơ sở để đưa ra nhiều nhận định. Nhưng có một nguyên tắc quan trọng có thể áp dụng cho cả đầu tư và đầu cơ, chính là sẵn sàng giết bỏ những khoản đầu tư không hiệu quả càng sớm càng tốt, cũng như nuôi dưỡng những ngôi sao trong danh mục của mình tới mức tối đa. Nhà đầu tư huyền thoại Peter Lynch đã từng nói rằng bán các khoản đầu tư sinh lời và nắm giữ các thương vụ thua lỗ cũng giống như cắt bỏ hoa tươi và tưới nước cỏ dại trong khu vườn của bạn. Nói một cách khác, nếu bạn là fan hâm mộ của Liverpool, bạn nghĩ sao về quyết định bán đi thủ môn Alisson nhưng lại giữ lại Karius?
nhưng đáng tiếc là trên thị trường chứng khoán, đây là quyết định rất phổ biến tới mức câu nói chốt lãi chưa bao giờ sai đã trở thành thánh kinh trong giới trader ngày nay. Dĩ nhiên, bạn đọc có thể nói rằng, ngay từ đầu mục đích giữa đầu tư và đầu cơ vốn dĩ đã rất khác nhau, nên không thể so sánh táo với cam như thế. Người viết đồng ý với quan điểm này, nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng, dù mục đích có khác nhau, chốt lời sớm các siêu sao có tiềm năng phi thẳng tới mặt trăng và chấp nhận gồng lỗ những mã đang lạc trôi trong vùng đất không ai lui luôn là những sai lầm lớn nhất trên thị trường, cho dù bạn có là dân đầu tư hay là trader. Nhà đầu tư thông minh không bao giờ chốt lời sớm vì họ thực sự hiểu về quyền năng tối thượng của lãi kép. Do đó, nắm giữ càng lâu thì tác động của lãi kép và tỷ suất sinh lời của danh mục càng tăng. Và đầu cơ khôn ngoan không chốt lãi sớm vì họ hiểu rằng để tìm được một siêu sao như thế, họ phải trải qua khá nhiều hàng lầm khác. Và điều khôn ngoan nhất là gồng lãi những ngôi sao tới mức tối đa và loại bỏ hàng lầm càng sớm càng tốt. Nếu như lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới, nếu như bạn biết cách tận dụng nó, thì chống lại quyền năng này cũng sẽ là tội thứ 8 nên được thêm vào thất đại tội truyền thống của con người. Đối với người viết, không tội lỗi nào trong đầu tư lớn hơn việc đối đầu trực diện với quyền năng của lãi kép. Mọi tội lỗi đều có thể tha thứ vì những sai lầm đều có thể sửa chữa, nhưng riêng việc đối đầu với lãi kép là vô phương cứu chữa. Không sớm thì muộn, lãi kép cũng sẽ tiễn bạn rời khỏi cuộc chơi. Những người giao dịch với tần số cao không hề biết rằng họ đang đối đầu trực diện với lãi kép thông qua sự cộng dồn hàng năm của phí giao dịch và thuế. Mặc dù các chi phí này ban đầu trông có vẻ nhỏ và không đáng bận tâm lắm, nhưng như cách mà lãi kép đã giúp Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nó cũng dần dần trở thành một khoản phí khổng lồ được tích tụ lãi kép qua thời gian. Đây là hình thức lãi kép đảo ngược, khi lãi kép không hoạt động vì lợi ích của nhà đầu tư mà thực chất đang trở thành mối nguy hiểm lớn nhất ảnh hưởng tiêu cực đến số tiền vốn của bạn. Nếu như bạn có đọc báo trong thời gian gần đây, bạn đọc chắc chắn sẽ để ý rằng Elon Musk đã trở thành người giàu nhất thế giới với số tài sản ròng hơn cả Bill Gates và Warren Buffett gộp lại. Quy luật hàm mũ đã giúp cho Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới và giờ đây nó đã giúp cho Elon Musk chiếm vị trí đầu ở trên bảng xếp hạng. Cách đây chưa tới 3 năm, tài sản ròng của Warren Buffett gấp 5 lần Elon Musk. Nhưng 3 năm ngắn ngủi nhưng đầy hưng phấn được tiếp sức bởi mưa tiền từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Fed, đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Hai cỗ máy siêu tên lửa Tesla và SpaceX thực sự là kỳ quan trong giới đầu tư. Cách mà hà mũ đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của hai công ty này lại một lần nữa khẳng định quyền năng tối thượng của lãi kép. Trong series Bố già nổi tiếng, Don Vito Corleone đã nói một câu bất thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với dòng phim này. Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị mà hắn ta không thể từ chối. Nhưng thế nào là một đề nghị không thể từ chối trong đầu tư? Câu trả lời đơn giản là cơ hội được ngồi lên quả tên lửa với động cơ lãi kép chuẩn bị phi lên mặt trăng. Áp dụng trong thực tế, Charlie Munger, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, là cộng sự lâu năm của Warren Buffett, đã từng chia sẻ rằng quy tắc đầu tiên của lãi kép là không bao giờ làm gián đoạn nó một cách không cần thiết. Nói một cách khác, trừ khi bạn không còn lựa chọn nào khác, đừng bao giờ nghĩ đến việc bán đi một khoản đầu tư đang tăng trưởng và sinh lời hàng năm thông qua lãi kép. Do tính chất của hàm mũ, thời gian chờ đợi lãi kép phát huy kỳ quan của nó sẽ thử thách độ kiên nhẫn của nhà đầu tư tới cực hạn. 10 năm đầu tư lãi kép cộng gộp không bằng 1 năm thứ 20. Điều này có nghĩa là nếu bạn nắm giữ một khoản đầu tư đủ lâu, mức độ sai lầm sẽ ngày càng lớn nếu như bạn quyết định thanh lý khoản đầu tư này thay vì tiếp tục nắm giữ. Quy tắc tốt hơn mỗi ngày 1% mà các vận động viên nổi tiếng trên thế giới đặt ra cho bản thân thực chất là một ứng dụng của quy tắc hàm mũ. Sự kiên trì là chìa khóa quan trọng nhất. Để lãi kép phát huy sức mạnh của nó, bạn không cần phải trở nên quá khác biệt so với ngày hôm trước, bạn chỉ cần trở thành phiên bản tốt hơn khi so sánh với phiên bản trong quá khứ. Mặc dù sự khác biệt có nhỏ bé đến đâu, nhưng khi được tích tụ cộng dồn lãi kép qua thời gian thì chắc chắn sẽ trở thành một khác biệt phi thường. Có một sự thật quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là sự phi thường mà ta luôn cho rằng ngoài tầm với của bản thân, extraordinary, là sự cộng gộp của rất nhiều điều bình thường, ordinary. Câu hỏi triệu đô ở đây là làm thế nào để tận dụng quyền năng của lãi kép trong đầu tư? 1. Quy tắc thứ nhất, mở rộng khoảng thời gian nắm giữ càng lâu càng tốt. Sau khi xác định được rằng một công ty sẽ có khoảng thời gian tăng trưởng mạnh mẽ sau khoảng từ 5 đến 10 năm trong tương lai, điều tối quan trọng nhất là bạn phải sẵn sàng nắm giữ đúng khoảng thời gian đó để lãi kép phát huy tối đa sức mạnh của nó. Đừng bao giờ làm gián đoạn lãi kép trừ khi bạn không có lựa chọn nào khác. Quy tắc thứ hai, đừng bao giờ đối đầu trực diện với lãi kép. Đừng để chi phí và thuế ăn mòn số tiền của bạn một cách phi lý, tiền trả lãi margin và các khoản phí lặt vặt khác tới mức tối đa. Thời gian ngắn thì bạn sẽ không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng làm điều này liên tục trong hàng năm sẽ ăn một khoảng không nhỏ vào tổng số vốn của bạn.
Đây là một trong những sai lầm nghiêm trọng mà người viết thấy rất nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mắc phải. Họ không bao giờ xem xét đến sự tác động của các khoản phí đến kết quả lợi nhuận cuối cùng của mình. Quy tắc thứ 3. Như Warren Buffett đã từng chia sẻ, thời gian là bạn tốt của công ty xuất sắc, nhưng là kẻ thù của công ty tệ hại. Quyền năng của lãi kép sẽ không hoạt động vì lợi ích của nhà đầu tư nếu như tất cả những gì bạn nắm trong tay là những công ty tệ hại. Do đó, những nhà đầu tư cần phải quyết liệt loại bỏ những công ty không sở hữu nền tảng đủ tốt hoặc là không sở hữu lợi thế kinh doanh đặc biệt là động lực thúc đẩy cho khả năng tăng trưởng bền vững trong tương lai. Nếu danh mục của bạn chỉ toàn cổ phiếu lái penny hoặc là các cổ phiếu sặc mùi đầu cơ, thì đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Một quy tắc đơn giản là bạn có thể tìm hiểu về danh mục đầu tư của các quỹ lớn như là Dragon Capital hay là Vina Capital để xem họ đang đầu tư vào những công ty nào. Tất cả những công ty họ nắm giữ đều thỏa mãn những tiêu chí khắt khe của việc nắm giữ trong thời gian dài. Và do đó, nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ những danh mục của những quỹ lớn là một sự lựa chọn không tệ chút nào. Sức mạnh của lãi kép trong đầu tư cũng như là trong cuộc sống là không thể bàn cãi. Những ai hiểu quy luật này sẽ gặt hái những quả ngọt từ nó, nhưng ai không hiểu sẽ phải trả tiền lãi một cách đắt đỏ. Trong giới quân sự có một câu nói nổi tiếng: đừng bao giờ đánh một trận chiến không thể thắng. Một trận không thể thắng trong đầu tư là khi nhà đầu tư quyết định đối đầu trực diện với sức mạnh của lãi kép. Lãi kép có thể là một người bạn hoàn hảo, nhưng sẽ luôn là một kẻ thù đáng sợ với sức mạnh đầy hủy diệt. Để tồn tại lâu dài trên thị trường, nhà đầu tư thông minh đơn giản là những người không bao giờ muốn lãi kép trở thành kẻ thù của mình. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay để tiếp tục series đầu tư cơ bản, chúng mình sẽ quay trở lại với phần 9 của series đầu tư cơ bản, đầu tư giống với poker như thế nào. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tại sao đầu tư lại giống với poker nhé. Ok, hãy bắt đầu ngay thế nào. Đầu tư là một hoạt động luôn đi kèm với rủi ro như hình với bóng. Mỗi khi ta phải suy nghĩ về một khoản đầu tư cố định, không sớm thì muộn ta cũng phải tự hỏi bản thân rủi ro đi kèm với khoản đầu tư này là gì. Đây là một môi trường mà sự chắc chắn về tưởng lai hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng tiếc rằng, đây lại là sản phẩm đang được rao bán nhiều nhất cho tầng lớp những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đang bắt đầu tìm hiểu về thị trường. Không khó để ta bắt gặp các khóa học đầu tư chứng khoán nhan nhản trên mạng hứa hẹn sẽ trao cho nhà đầu tư công thức đánh bại thị trường. Các công cụ kỹ thuật luôn luôn đảm bảo sinh lời hoặc đơn giản là những lời phím hàng vớ vẩn của các trưởng phòng môi giới. Trong đầu tư cũng như trong cuộc sống, không có gì nhà đầu tư có thể làm có thể mang lại cảm giác chắc chắn rằng kết quả cuối cùng sẽ như những gì bạn mong muốn. Sự bất định trong tương lai sẽ luôn là một hàm số không bao giờ thay đổi, và nhà đầu tư không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải học cách chấp nhận sự thật này. Do đó, khi đã thấm nhuần được nguyên tắc này, nhà đầu tư thông minh cũng sẽ biết thêm được tín hiệu cảnh báo lừa đảo đáng tin cậy nhất trong đầu tư chính là điều ngược lại của sự thật trên, lời cam kết bảo đảm lợi nhuận trong tương lai. Mỗi khi nghe thấy 4 chữ cam kết lợi nhuận từ một người nào đó đang thao thao bất tuyệt về một dự án đầu tư thì tốt hơn là bạn nên nắm chặt ví của mình. Do tương lai luôn gắn liền với sự bất định, học cách đương đầu với sự bất định trong đầu tư là học cách tư duy theo xác suất một cách khách quan nhất. Nói một cách khác, những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới về cơ bản là những người tư duy như những người chơi poker chuyên nghiệp. Tiếp nhận thông tin mới như thế nào cho hợp lý? Thomas Bayes là một mục sư người Anh sống vào đầu thế kỷ 18. Với những người đã học chuyên sâu về xác suất thống kê hoặc là học máy Machine Learning, Bayes không phải là một cái tên xa lạ, ông là cha đẻ của định lý Bayes nổi tiếng ngày nay. Trong quyển sách Signal and Noises nổi tiếng của Nate Silver, tác giả đã đưa ra một ví dụ hoàn hảo để mô tả về cách tư duy theo phong cách Bayesian. Hãy giả định rằng có một người đàn ông vừa được ban cho sự sống trong một thế giới mà anh ta không hề có một tí kiến thức nào về nó. Lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy mặt trời mọc, anh ta đã gào rú hoảng loạn và tìm chỗ trốn khỏi ánh nắng của nó. Anh không biết rằng hiện tượng mặt trời mọc này là bình thường hay chỉ là một sự điên loạn trong thế giới. Tuy nhiên, ngày qua ngày, anh ta nhìn thấy mặt trời mọc thì anh ta lại càng chắc chắn đây là hiện tượng bất biến chứ không hề ngẫu nhiên. Ngày đầu tiên khi anh nhìn thấy mặt trời mọc, anh không hề chắc chắn rằng liệu ngày mai mặt trời sẽ lại tiếp tục được nhìn thấy. Tuy nhiên, con số xác suất này sẽ càng tăng dần nhưng sẽ không bao giờ đạt đến mức 100% với số ngày trong tương lai tiếp tục nhìn thấy mặt trời mọc. Định lý của Bayes rất đơn giản. Khi ta đưa ra dự đoán về xác suất của một việc có thể xảy ra trong tương lai, nó là cả một quá trình không có hồi kết mà con số xác suất sẽ liên tục được cập nhật với mỗi lần dữ kiện mới được xuất hiện, buộc ta phải thay đổi dự đoán của mình. Ta không bao giờ bắt đầu con số này với 0% hoặc 100%,
vì tư duy Bayesian sẽ không cho bạn có thể vô ngực phát biểu một cách chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra hoặc là không bao giờ có thể xảy ra. Tư duy theo kiểu Bayesian là một hệ thống liên tục tiến hóa, với mỗi dữ liệu mới được cập nhật sẽ đưa dự đoán xác suất của ta ngày càng gần hơn với chân lý. Định lý Bayes là một lời khẳng định rằng tất cả những gì ta biết về tương lai là một sự phỏng đoán dựa trên xác suất, và con số này sẽ không bao giờ là cố định mà luôn luôn thay đổi theo thời gian khi thông tin mới xuất hiện buộc ta phải cập nhật phỏng đoán của mình. Nói theo một cách châm biếm mà ta vẫn thường hay nghe, có một điều chắc chắn về tương lai là không có gì chắc chắn cả. Tư duy Bayesian buộc ta phải thừa nhận rằng hiểu biết về thế giới của ta rất nông cạn và ta liên tục phải cập nhật thông tin với những hy vọng con số mà ta đưa ra ngày càng tiến gần đến sự chính xác, nhưng nó không bao giờ là 100%. Để làm được điều này, trước tiên ta phải thừa nhận với bản thân rằng ta không thực sự chắc chắn về bất kỳ điều gì trong tương lai. Để ngày càng tiến gần hơn đến chân lý, tư duy open mind là cực kỳ cần thiết, và thiên kiến xác nhận là một kẻ thù nguy hiểm cần phải được loại bỏ. Một cách vô hình hay hữu ý, các tay chơi bài poker chuyên nghiệp cũng như các nhà đầu tư luôn vận dụng những gì tinh túy nhất của tư duy Bayesian cho công việc của mình. Họ luôn luôn suy nghĩ về những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai như những con số mang tính xác suất, liên tục cập nhật con số này với những dữ liệu mới theo thời gian thực, và sẵn sàng cược thật lớn khi xác suất đang cực kỳ có lợi cho bản thân. Giống như chơi bài poker, nhà đầu tư thông minh luôn sẵn sàng cược lớn khi tỷ lệ chiến thắng đang rất cao, mặc dù con số này chưa bao giờ đạt được mức 100%. Đầu tư giống với poker như thế nào? Tay chơi poker huyền thoại Doyle Bronson, người được mệnh danh là bố già của thế giới poker, đã từng nói một câu mà đã thay đổi toàn bộ quan điểm của người viết trong những ngày đầu tham gia với bộ môn này. Poker không đơn giản chỉ là trò chơi của chiến thắng hay thua cuộc. Về cơ bản, poker là nghệ thuật đưa ra quyết định chính xác trong mọi hoàn cảnh bất định. Bạn phải biết khi nào nên đặt thêm tiền, khi nào nên bỏ bài và khi nào nên all in. Như mọi tay chơi non nớt khi mới chập chững tìm hiểu về poker, người viết chỉ nghĩ về poker hoàn toàn thông qua lăng kính của thắng tiền hay thua tiền mà không tìm hiểu thêm các khía cạnh khác của trò chơi. Hầu hết những người mới chơi poker nghĩ rằng poker chẳng qua là trò cờ bạc và mục đích cuối cùng của trò chơi này là cố gắng thắng càng nhiều tiền càng tốt. Thực tế thì mục tiêu trên không hẳn là sai, nhưng nếu cứ tập trung vào thắng thua thuần túy thì kỹ năng của người chơi không bao giờ có thể phát triển lên một tầm cao mới. Poker là một bộ môn mà kỹ năng lẫn may mắn đều đóng một vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng của người chơi, và kỹ năng của người chơi luôn tỷ lệ thuận với độ hiệu quả của quá trình đưa ra quyết định cuối cùng trong toàn bộ ván bài. Những tay chơi bài poker ở trình độ cao nhất luôn là những người có khả năng đưa ra quyết định chính xác nhất trong những tình huống cực kỳ bất định. Như thế nào là quyết định chính xác nhất trong những tình huống bất định? Câu trả lời đơn giản là những quyết định dựa hoàn toàn trên xác suất những việc có thể xảy ra trong tương lai. Trong poker, một ván bài có thể diễn ra theo rất nhiều cách khác nhau với những tỷ lệ xác suất khác nhau tương ứng. Và do đó, kỹ năng của người chơi được thể hiện khi họ có khả năng đánh hơi một cách chính xác nhất liệu xác suất đang có lợi cho mình hay không. Hiểu một cách đơn giản, mỗi khi người chơi đặt tiền chip lên bàn, thì bản chất thực sự của việc đặt cược đó chính là quyết định về một viễn cảnh tương lai có thể diễn ra trong ván bài. Độ tự tin của người chơi càng cao về viễn cảnh tương lai có lợi cho bản thân, thì tiền cược cũng càng cao một cách tương ứng. Hiểu một cách khác, số lượng tiền cược thể hiện mức độ tự tin của người chơi về kết quả có thể diễn ra trong ván bài. Người viết không tính trường hợp lừa phỉnh lắm nhé, đó là một phạm trù hoàn toàn khác của poker. Người chơi càng tự tin vào khả năng chiến thắng của mình trong tương lai, họ càng sẵn sàng cược lớn. Và do đó, người chơi nào đó có khả năng ước lượng xác suất chiến thắng của mình một cách chính xác nhất, quá trình đưa ra quyết định cuối cùng lại càng được tối ưu. Tuy nhiên, những tay chơi bài poker chuyên nghiệp cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng 80% tỷ lệ chiến thắng cũng có nghĩa là 20% tỷ lệ thua cuộc. Cứ trung bình 5 ván bài tương tự thì sẽ có 4 lần chiến thắng và 1 lần thua cuộc. Và nếu 20% kia xảy ra dẫn đến việc mất đi số tiền chip đã cược, họ không thật sự bận tâm về điều đó. Về cơ bản, họ hiểu rằng bản thân đã đưa ra quyết định chính xác, nhưng thật may mắn đã mỉm cười với đối phương. Những tay chơi bài poker chuyên nghiệp hoàn toàn chấp nhận tính bất định của cuộc chơi. Họ hiểu rằng cho dù họ có thể đưa ra mọi quyết định chính xác trong một ván bài, thì vẫn có khả năng là họ có thể thua tiền do ảnh hưởng của yếu tố may mắn. Nhưng họ cũng biết rằng trong dài hạn, những người có khả năng đưa ra quyết định chính xác nhất dựa trên xác suất sẽ luôn là những người chiến thắng cuối cùng trong trò chơi mang tên là poker. Quá trình đầu tư cũng tương tự như quá trình đưa ra quyết định trong poker. Sự bất định luôn luôn là một phần của cuộc chơi. Một quyết định đầu tư thông minh vẫn có khả năng thua lỗ, và một quyết định đầu tư ngu ngốc vẫn có khả năng sinh lời, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhưng nhà đầu tư thông minh chưa bao giờ là những tay chơi trong ngắn hạn. Điều mà họ thực sự ngắm đến là kết quả cuối cùng trong tương lai. Chỉ khi nào thị trường đi qua giai đoạn hưng phấn và bắt đầu bước vào thời kỳ trầm lặng, thì ta mới thật sự biết rằng ai mới là cáo giả đích thật trên thị trường.
khi nào nên cược nhỏ, cược lớn hoặc là bỏ bài. Nếu bạn có 90% chiến thắng trong một ván bài poker, điều hiển nhiên nhất là bạn muốn nhiều tiền cược trên bàn chơi càng tốt. Nhưng nếu bạn là đối phương, người chỉ có 10% chiến thắng và cũng hiểu về luật chơi poker như bạn, tại sao họ lại phải chấp nhận đặt thêm tiền chỉ với 10% tỷ lệ chiến thắng? Hay để người viết lấy một ví dụ khác dễ hiểu hơn, nếu bạn là một người hâm mộ bóng đá Anh, bạn biết rằng Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất tại mùa giải lần này và đối thủ của họ ngày mai là Norwich City. Bất kỳ ai cũng biết rằng Liverpool có tỷ lệ chiến thắng cao và ai cũng muốn cược vào khả năng Liverpool chiến thắng vào ngày mai. Nhưng nếu thế thì ai sẽ là người ở đầu bên kia của ván cược? Ai sẽ là thằng ngu đặt cược vào khả năng Norwich City chiến thắng? Câu trả lời hiển nhiên là điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tỷ lệ tiền cược. Nếu như cược vào Liverpool là 3-2, trong khi cược vào Norwich City là 1-100, thì lúc này người chơi không thực sự có một lựa chọn hấp dẫn rõ ràng. Liverpool có khả năng thắng cao hơn, nhưng đặt 3 chỉ ăn có 2, trong khi Norwich City dĩ nhiên là tỷ lệ thua rất cao, nhưng đặt 1 lại ăn tới 100. Lúc này thì người chơi mới thực sự thấm nhuần rằng chẳng có bữa cơm nào miễn phí trên thị trường cá cược cả. Cá cược bóng đá thì tỷ lệ tiền cược rất rõ ràng trong mỗi trận banh, nhưng thông tin này hoàn toàn bị ẩn đi trong poker và đầu tư. Người chơi poker và nhà đầu tư phải tự mình ước lượng tỷ lệ này cho bản thân và đưa ra quyết định hợp lý cuối cùng. Trong poker, nếu như bạn chỉ có 10% chiến thắng, lý do duy nhất mà bạn sẵn sàng đặt thêm tiền vào ván bài là khi số tiền bạn thắng khi 10% đó xảy ra phải lớn hơn tỷ lệ 1-10. Điều này có nghĩa là nếu như bạn phải đặt thêm 100 đô vào ván bài với tỷ lệ thắng chỉ có 10%, bạn chỉ làm điều này khi số tiền thắng cuộc lớn hơn 1.000 đô. Cứ trung bình 10 ván bài tương tự, bạn sẽ thắng 1 lần và thua 9 lần. Do đó bạn muốn chắc chắn rằng số tiền thắng được nếu xác suất là 10% xảy ra phải lớn hơn tổng số tiền thua 9 ván còn lại. Đây là một khái niệm cơ bản trong poker. Nhưng để vận dụng vào thực tế trong đầu tư thì có những khó khăn cụ thể sau đây. 1. Bạn không thể biết chính xác tỷ lệ thắng trong mỗi thương vụ đầu tư. Thứ hai là bạn cũng không thể biết chính xác số tiền lời bạn có thể kiếm được nếu thương vụ đầu tư này diễn ra thành công. Trong poker có một số thủ thuật toán học cơ bản để các tay chơi bài poker tính nhẩm gần đúng xác suất chiến thắng của họ là bao nhiêu trong từng ván bài, nhưng đây là một điều xa xỉ trong giới đầu tư. Rất khó để các nhà đầu tư có thể đưa ra một con số cụ thể cho khả năng thành công cũng như tỷ suất sinh lời cho mỗi thương vụ đầu tư tiềm năng. Điều khả dĩ nhất mà họ có thể làm là đưa ra một khoảng ước lượng, và nhà đầu tư càng kinh nghiệm càng có khả năng đưa ra khoảng ước lượng gần với thực tế nhất. Và giống với như những tay chơi bài poker chuyên nghiệp, những nhà đầu tư lão luyện luôn luôn sẵn sàng cược lớn khi xác suất chiến thắng cũng như tỷ suất lợi nhuận tiềm năng đang cực kỳ có lợi cho bản thân. Về cơ bản, hành động xuống tiền đầu tư trên thị trường cũng như hành động đặt tiền chip lên bàn chơi poker, đó đều là biểu hiện của lòng tin về khả năng chiến thắng trong tương lai của người chơi. Sự tự tin càng lớn thì tiền cược càng lớn và ngược lại. Trong poker, ván bài mà bạn đang chơi cũng tương tự như khoản đầu tư mà bạn đang cân nhắc để xuống tiền trên thị trường. Câu hỏi mà người chơi khôn ngoan luôn phải trả lời là: đây có phải là một thương vụ hấp dẫn với tỷ lệ chiến thắng cũng như tỷ lệ tiền cược đang cực kỳ có lợi cho bản thân? Đầu tiên, nếu trả lời một cách khẳng định tuyệt đối, bạn cược lớn. Thứ hai, nếu câu trả lời có lẽ là có thể, bạn cược nhỏ. Thứ ba, nếu câu trả lời là không, bạn đơn giản là bỏ bài. Trong cuộc sống, không có điều gì là chắc chắn cả. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là mọi thứ đều 50-50 như nhiều người vẫn lầm tưởng. Trong thực tế thì sẽ luôn có những xác suất xảy ra cao hơn so với những việc khác. Nhưng hãy luôn nhớ rằng xác suất xảy ra thấp không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Những việc dù xác suất có nhỏ đến đâu, nhưng chỉ cần tập mẫu thử đủ lớn thì không việc gì là không thể xảy ra. Để đầu tư thành công, tư duy đặt cược là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong đầu tư. Đơn giản là vì mô hình Bayesian là một trong những công cụ tốt nhất nhà đầu tư có thể sử dụng để đương đầu với những sự bất định của tương lai. Hãy học cách chấp nhận tính chất bất định của tương lai, cũng như bản chất xác suất không thể chối bỏ của cuộc chơi đầu tư. Và nhà đầu tư sẽ bắt đầu có một mô hình tư duy hợp lý hơn khi suy nghĩ về triển vọng của các khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spire Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là phần 10 của series đầu tư cơ bản. Nội dung của bài viết ngày hôm nay là nói về việc khi nào lên tấn công, còn khi nào lên phòng thủ. Series này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Gerard Đỗ. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Trong bóng đá, sự luân chuyển giữa thế tấn công và thế phòng thủ tùy vào tình hình đang diễn ra trên sân đấu là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của những đội bóng hàng đầu thế giới. Một đội bóng đẳng cấp châu lục là một đội bóng biết khi nào nên tấn công dữ dội như sấm sét để tìm kiếm bàn thắng và khi nào nên phòng thủ chắc như tường thạch để bảo vệ thành quả.
Một đội bóng nếu chỉ giỏi duy nhất một trong hai kỹ năng kể trên sẽ không bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp hàng đầu thế giới. Để trở thành tân vương của Champions League, một đội bóng phải là bậc thầy của cả nghệ thuật tấn công lẫn phòng thủ. Trong đầu tư, bạn chính là vị thuyền trưởng chèo lái đội bóng của chính mình. Một nhà đầu tư tài ba là một người biết khi nào nên đưa ra danh mục vào vị thế tấn công và khi nào nên chuyển sang trạng thái phòng thủ. Tấn công sai thời điểm sẽ dẫn đến những khoảng lỗ kinh hoàng trong nháy mắt. Phòng thủ sai thời điểm sẽ dẫn đến bỏ qua những cơ hội sinh lời tuyệt vời trên thị trường. Nếu như mà chỉ giỏi tấn công ấy, bạn có thể sẽ có những mức lợi nhuận đáng tự hào trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà chắc chắn sẽ thua lỗ hết số tiền đó trong thời gian dài. Nếu chỉ giỏi phòng thủ, tỷ suất sinh lời của bạn chắc chắn có thể có khả năng đánh bại mức sinh lời chung của thị trường VN Index. Do đó, nhà đầu tư thông minh là người có cảm nhận tốt nhất về tình hình đang diễn biến trên thị trường và có những điều chỉnh hợp lý về thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Một cách khác để suy ngẫm về tấn công và phòng thủ trong đầu tư là cân nhắc về hai rủi ro luôn song hành cùng nhau trên thị trường: rủi ro của việc mất vốn và rủi ro của việc bỏ qua cơ hội sinh lời. Khi một đội bóng đang trong tư thế tấn công, họ phải chấp nhận việc dâng cao đội hình và để một khoảng trống lớn ở phía sau. Đây là một rủi ro nếu như đối phương có thể triển khai thế phản công chớp nhoáng. Tương tự như thế, việc gia tăng vị thế tấn công trong danh mục sẽ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ cao hơn tương ứng. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi thị trường trải qua những khoảng thời gian bất định và đa số nhà đầu tư bắt đầu có những phản ứng mua bán đầy cảm xúc mang tính bay đan. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào phòng thủ, bảo toàn tỷ số thì việc ghi bàn sẽ rất khó khăn. Và vì thế các tiền đạo phải tận dụng rất tốt các cơ hội hiếm hoi mà họ có được. Một cách tương tự, nếu như danh mục đầu tư quá chú trọng đến việc phòng thủ thì chắc chắn nhà đầu tư đã bỏ qua rất nhiều cơ hội sinh lời tuyệt vời xuất hiện trong quá khứ và do đó có khả năng đánh bại hiệu suất chung của thị trường trong dài hạn. Chu kỳ thị trường ảnh hưởng thế nào đến vị thế danh mục? Thị trường sẽ luôn hoạt động theo ý chí riêng của nó. Sự dao động của giá cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào biến số nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà đầu tư. Hầu hết các nhà đầu tư đều có những kỳ vọng riêng về triển vọng tương lai của thị trường dựa trên những luận điểm kinh tế hợp lý. Người viết đã nói, một cách khác để suy nghĩ về tấn công và phòng thủ là cân nhắc giữa hai rủi ro của việc bị mất vốn và rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Trong một thị trường giá lên, hầu như lúc nào rủi ro của việc bị mất vốn cũng luôn luôn thấp hơn rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Và điều ngược lại cũng đúng cho thị trường giá xuống. Nói một cách khác ấy, là vị trí của chu kỳ trên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến tính cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư ưu tiên việc tấn công trên thị trường, điều đó có nghĩa là mục tiêu của bạn chính là tối đa hóa lợi nhuận. Ngược lại, một nhà đầu tư muốn đảm bảo thành quả hoặc là giảm thiểu thua lỗ sẽ chuyển sang vị thế phòng thủ. Một số hành động phổ biến liên quan đến vị thế tấn công và phòng thủ bao gồm: nếu mà tấn công thì gia tăng số tiền mua tài sản rủi ro hoặc là đầu cơ, gia tăng tỷ lệ đòn bẩy nợ margin, đầu tư vào một số cổ phiếu high risk high return thay vì đa dạng hóa, mua đuổi cổ phiếu đã tăng quá cao so với kỳ vọng bán giá cao hơn trong tương lai, phòng thủ, gia tăng tỷ lệ tiền mặt, chú trọng nắm giữ cổ phiếu an toàn trong khủng hoảng, giảm tỷ lệ margin, đa dạng hóa danh mục một cách an toàn. Những độc giả đã từng trải nghiệm trên thị trường chắc chắn sẽ nhận thấy rằng những hành vi được liệt kê ở trên luôn gắn chặt với thị trường giá lên, bull market, hoặc là thị trường giá xuống, bear market. Trong giai đoạn hưng phấn, chấp nhận thêm rủi ro để gia tăng lợi nhuận là một việc làm cực kỳ phổ biến. Trong giai đoạn hoảng loạn, hầu hết nhà đầu tư đều gia tăng tỷ lệ tích trữ tiền mặt và từ chối tham gia vào thị trường. Một cách thực tế nhất, nhà đầu tư không thể đồng thời triệt tiêu cả hai rủi ro của việc thua lỗ và bỏ qua cơ hội do cả hai luôn song hành cùng với nhau như hình với bóng trên thị trường đầu tư. Nếu như mà nhà đầu tư quyết định ưu tiên vị thế tấn công, họ cũng đã đồng thời chấp nhận rằng rủi ro mất vốn cũng tăng theo một tỷ lệ tương ứng. Nếu như mà các nhà đầu tư ưu tiên vị thế phòng thủ, họ cũng ngầm hiểu rằng họ phải bỏ qua nhiều cơ hội sinh lời với mục đích bảo toàn tất cả những gì mà mình đang sở hữu. Do không thể đồng thời loại bỏ cả hai rủi ro trên tại bất kỳ một thời điểm nào đó trên thị trường, điều quan trọng nhất mà nhà đầu tư thông minh có thể làm là quyết định thứ tự ưu tiên của tấn công và phòng thủ tùy vào tình hình đang diễn biến trên thị trường. Trong đầu tư, dự đoán thị trường là một việc cực kỳ gian khó, nếu như không muốn nói là bất khả thi. Nhưng điều phân biệt giữa các nhà đầu tư lão luyện với những tay đầu tư nghiệp dư là nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đưa ra những ước lượng xác suất chính xác hơn về triển vọng đầu tư của thị trường trong tương lai khi so sánh với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Và nếu như mà họ ước đoán được rằng khả năng rất cao thị trường đang đi vào trend tăng điểm dài hạn, họ sẵn sàng luân chuyển danh mục đầu tư sang thế tấn công để tối đa hóa lợi nhuận. Lúc này rủi ro của việc bị mất vốn không quan trọng bằng rủi ro của việc bỏ lỡ những cơ hội sinh lời tuyệt vời đang được thị trường chiếu đãi. Điều ngược lại cũng đúng với thị trường giá xuống. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải hiểu rằng thị trường là một nơi mà sự bất định luôn ngự trị
và do đó luôn có rủi ro rằng quyết định ưu tiên tấn công hay phòng thủ sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi thị trường diễn biến không đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư. Quyết định tăng tỷ lệ đòn bẩy margin cũng như tỷ trọng vào các cổ phiếu mang tính đầu cơ high risk, high return ngay đúng vào thời điểm thị trường chuẩn bị cắm đầu lao dốc sẽ luôn sản sinh ra một thế hệ nhà đầu tư mới bị chôn vùi. Trong trường hợp tệ nhất là cháy tài khoản cho margin call. Tương tự như thế, một danh mục quá chú trọng vào phòng thủ vào thời điểm thị trường đang chuẩn bị tăng giá điên cuồng sẽ chứng kiến một tỷ suất lợi nhuận cực kỳ khiêm tốn khi so sánh với những nhà đầu tư khác. Và dĩ nhiên là cả sự ghen tị khốn khổ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng từng trải qua. Quyết định thời điểm chính xác để tấn công hay phòng thủ sẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của nhà đầu tư cần phải thuần thục. Kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường sẽ cho nhà đầu tư biết những tín hiệu đáng tin cậy trong việc xác định giai đoạn chu kỳ trên thị trường. Như câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Mặc dù câu nói này đã quá phổ biến đến mức gần như là trở thành một meme trong cộng đồng đầu tư, nhưng mà người viết phải thành thật công nhận rằng giai đoạn mà cả thị trường đang điên cuồng mua đuổi cổ phiếu một cách liều lĩnh, đặc biệt là các cổ phiếu lái sặc mùi đầu cơ, đó cũng chính là chỉ báo đáng tin cậy cho một đợt lao dốc không phanh sắp sửa diễn ra trên toàn thị trường. Và đây chính là thời điểm hợp lý nhất để nhà đầu tư thông minh ưu tiên vị thế phòng thủ trong danh mục để bảo toàn thành quả đầu tư của mình. Đầu tư tập trung hay là đa dạng hóa danh mục? Trong đầu tư, một trong những lời khuyên phổ biến nhất là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Logic của việc làm này rất đơn giản, không bao giờ đặt hết trứng vào một rổ. Nếu mà cả rổ trứng lỡ rớt xuống đất thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Và trong một khoảng thời gian trong quá khứ, người viết cũng rất đồng tình với quan điểm này. Cho tới khi người viết phát hiện ra rằng có một quan điểm hoàn toàn đối lập, được những nhà đầu tư hoặc là doanh nhân nổi tiếng nhất trên thế giới hoàn toàn ủng hộ. Elon Musk đã từng nói, đặt hết trứng vào một rổ không sao cả, miễn là bạn kiểm soát được hoàn toàn số phận của cái rổ đó. Đây chính là quan điểm hoàn toàn đối lập về khái niệm đa dạng hóa, và chính Warren Buffett cũng đã từng ủng hộ phong cách đầu tư này. Ông ví dụ rằng, giả sử trong một danh mục đầu tư được xếp hạng từ cao xuống thấp, hoàn toàn trên tỷ suất sinh lời, đa dạng hóa về cơ bản là lấy tiền bỏ thêm vào những khoản đầu tư đang xếp hạng 4 hay là 5 thay vì bỏ thêm vào khoản đầu tư đang nằm ở vị trí đầu bảng. Hiểu một cách khác ấy, là khi áp dụng đa dạng hóa, nhà đầu tư phải phân bố dòng tiền vào những doanh nghiệp hạng trung tầm thường thay vì dồn hết tiền vào những ngôi sao đang tăng trưởng ấn tượng trong danh mục. Đây là một khái niệm đối lập hoàn toàn với đa dạng hóa và có nền tảng logic hợp lý của riêng nó. Khi đã ngồi chiêm nghiệm rất lâu về hai trường phái đối lập đa dạng hóa đầu tư và đầu tư tập trung, người viết đã hiểu rằng lợi ích nhà đầu tư có thể kiếm được từ đa dạng hóa chính là sự an toàn về mặt tâm trí lẫn hiệu suất đầu tư, trong khi lợi ích nhà đầu tư nhận được từ đầu tư tập trung là hiệu suất vượt trội trong trường hợp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác. Về cơ bản, đa dạng hóa ưu tiên phòng thủ, trong khi đầu tư tập trung ưu tiên tấn công. Trong thực tế, nếu như bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với tất cả những khoản đầu tư trong tương lai, điều khôn ngoan nhất bạn có thể làm là tập trung đầu tư tất cả số tiền bạn có được vào khoản đầu tư sẽ sinh ra nhiều lời nhất và bỏ qua tất cả các khoản đầu tư còn lại. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là không cần thiết khi nhà đầu tư có thể chắc chắn về những gì diễn ra trong tương lai. Elon Musk là người ủng hộ quan điểm đầu tư tập trung, nhưng ông cũng không quên gắn thêm kèm với điều kiện, miễn là bạn kiểm soát được hoàn toàn số phận của cái rổ. Điều đó làm cho người viết tự hỏi, bao nhiêu người trong số chúng ta có thể tự tin rằng chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được vận mệnh của cái rổ đó? Bao nhiêu người trong số chúng ta ở đẳng cấp của Elon Musk hay là Warren Buffett? Những người có khả năng đặt cược vào tương lai hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Nếu nhà đầu tư là một người sở hữu kỹ năng đầu tư ở đẳng cấp như là Warren Buffett, một người có khả năng chắc chắn rất cao về triển vọng tương lai của các khoản đầu tư, không có lý do gì để họ tự không dồn gần như hết toàn bộ số vốn của mình vào khoản đầu tư sinh lời nhất thay vì dàn trải đều ra những khoản đầu tư chỉ đạt được mục đích chung chung là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đối với những trường hợp hiếm hoi này, tập trung tấn công là phương pháp đầu tư sáng suốt nhất. Bài học ở đây không phải kỹ năng phòng thủ vượt trội hơn tấn công hay là tấn công chỉ dành cho những nhà đầu tư tài giỏi, mà là làm thế nào để đạt được trạng thái cân bằng tối ưu nhất giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Một danh mục tối ưu là khi thị trường đi lên, tỷ suất lợi nhuận của bạn tăng cùng thị trường cũng có phần nhỉnh hơn. Nhưng khi thị trường có lao dốc cũng không làm bạn bận tâm, vì bạn biết danh mục của mình sẽ rớt giá thấp hơn tốc độ lao dốc của thị trường. Dĩ nhiên khả năng đạt được điều này chính là thứ phân biệt giữa người giỏi với phần còn lại của giới đầu tư. Luân chuyển thế cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nhà đầu tư nổi tiếng Howard Mark sau một thời gian dài chinh chiến trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã đi đến kết luận rằng: tôi ngày càng tin rằng công việc quan trọng nhất của một nhà quản lý quỹ không phải là quyết định bao nhiêu số tiền phân bổ vào cổ phiếu hay trái phiếu, thị trường nội địa hay thị trường nước ngoài, cổ phiếu vốn hóa lớn hay là vốn hóa bé,
thị trường càng phát triển hay thị trường mới, đầu tư tăng trưởng hay là giá trị, cũng như đưa ra quyết định về các chiến lược đầu tư khác nhau. Công việc quan trọng nhất của một nhà quản lý quỹ là quyết định mức độ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong danh mục đầu tư. Những thứ khác sẽ không có ích gì nếu như bạn đưa ra quyết định ngu ngốc về thế cân bằng trong tấn công và phòng thủ. Nếu như thế cân bằng trong tấn công và phòng thủ là tối ưu, những chuyện tốt đẹp sớm muộn gì cũng đến. Bạn có thể đưa ra rất nhiều quyết định khôn ngoan trong đầu tư, nhưng chỉ cần một sai lầm ngu ngốc trong việc quyết định sẽ tấn công ngay vào thời điểm thị trường chuẩn bị trải qua cơn điều chỉnh mạnh mẽ, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa trong nháy mắt. Và những quyết định khôn ngoan kia của bạn sẽ không thể cứu nổi bạn một danh mục đầu tư với vị thế tấn công đang hứng chịu cơn thịnh nộ của thị trường. Điều ngược lại cũng đúng, đầu tư quá an toàn trong giai đoạn thị trường đang uptrend dài hạn sẽ cho bạn một tỷ suất lợi nhuận cực kỳ khiêm tốn so với thị trường. Bạn có thể tự hào rằng mình đang đầu tư một cách an toàn, nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng kết quả đầu tư của bạn có thể tốt hơn rất nhiều thay vì chỉ nhận một tỷ suất lợi nhuận tệ hại như thế. Một cách thực tế, nhà đầu tư thông minh luôn phải điều chỉnh tỷ lệ cân bằng một cách liên tục để phù hợp với tình hình đang diễn ra trên thị trường. Hành vi của các nhà đầu tư khác cũng như môi trường đầu tư đang thuộc giai đoạn nào của chu kỳ trên thị trường sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra mức độ điều chỉnh hợp lý. Khi thị trường ngày càng hưng phấn, ngày càng nhiều nhà đầu tư chấp nhận thêm nhiều rủi ro để gia tăng lợi nhuận, cũng như giá cổ phiếu đã tăng quá cao so với giá trị nội tại, rủi ro không còn được quan tâm đúng mực vì tất cả những gì nhà đầu tư quan tâm lúc này là lợi nhuận. Những điều này báo hiệu rằng thị trường đang ngày càng trở nên nguy hiểm, tỷ lệ bong bóng phát nổ đang ngày càng cao qua thời gian, và lúc này nhà đầu tư thông minh cần phải ưu tiên vị thế phòng thủ. Rủi ro của việc thua lỗ đang ngày càng lớn át rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Vì thế việc bảo toàn thành quả đầu tư cần phải được ưu tiên lên hàng đầu, và do đó luân chuyển danh mục với tỷ trọng tập trung vào những cổ phiếu an toàn có khả năng chống đỡ tốt khi thị trường điều chỉnh là việc làm hoàn toàn cần thiết. Khi thị trường đang được giao dịch một cách hợp lý với những phiên giao dịch đặt nặng tính an toàn đến từ các đại đa số các nhà đầu tư, giá cổ phiếu đang được định giá ở mức chiết khấu so với giá trị nội tại, cũng như sự vắng mặt của những pha tăng giá bằng lần phi lý của các cổ phiếu đầu cơ penny báo hiệu một thị trường đang ít rủi ro. Thị trường càng ít rủi ro thì nhà đầu tư càng nên tăng cường vị thế tấn công trong danh mục. Lúc này, rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội đã hoàn toàn lấn át rủi ro của việc bị mất vốn. Vì thế, quyết định tối đa hóa lợi nhuận cũng cần phải được ưu tiên với tỷ trọng danh mục đầu tư tập trung và những cổ phiếu có nhiều rủi ro nhưng luôn dẫn dắt tốt trong giai đoạn thị trường đi lên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhà đầu tư được phép lơ là việc phòng thủ trong danh mục của mình. Hãy luôn nhớ rằng, nếu không có quá trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt, việc thị trường đá bay bạn khỏi cuộc chơi là một kết quả tất yếu. Nhưng ưu tiên vị thế tấn công khi điều kiện thị trường cho phép là một quyết định chuẩn xác, nhưng hãy làm điều này một cách khôn ngoan. Kỹ năng hiệu chỉnh mức độ cân bằng giữa tấn công và phòng thủ sẽ luôn đòi hỏi nhà đầu tư phải có một góc nhìn tỉnh táo và sáng suốt về tình hình thị trường đang diễn biến trong thời gian thực. Một góc nhìn tỉnh táo là một góc nhìn hoàn toàn khác biệt khỏi cảm xúc của đám đông đang tràn lan trên thị trường và có khả năng tự đưa ra những nhận định một cách độc lập và khách quan về rủi ro và lợi nhuận cũng như những khoản đầu tư khác. Bạn không bao giờ có thể đầu tư thành công trong dài hạn nếu như tất cả những gì bạn làm là nghe những lời thì thầm từ đám đông thị trường. Để kết thúc bài viết, những người mượn lời từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và biến đổi nó một chút để phù hợp với tiêu đề của phần này. Hãy tấn công dứt khoát khi cả thị trường đang lo sợ phòng thủ, và hãy phòng thủ chắc chắn khi cả thị trường đang điên cuồng tấn công. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ quay trở lại với các bạn trong series bài viết đầu tư cơ bản. Hôm nay sẽ là phần 11, xác định kỹ năng đầu tư như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài viết ngày hôm nay nhé. Thông thường, khi cân nhắc về kỹ năng của một nhà đầu tư, thông tin đầu tư chúng ta tìm kiếm là tỷ suất lợi nhuận gần đây nhất của người đó như thế nào. Như một bản năng tâm lý gần như vô hình, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng kết quả cuối cùng của một quyết định chính là thước đo xác định cho chất lượng của quyết định đó. Nếu như kết quả khả quan, quyết định đưa ra được cho là chính xác. Nếu như kết quả không như mong đợi, chúng ta cho rằng người đó đã mắc sai lầm trong việc đưa ra quyết định. Đây là một thói quen phổ biến và gần như nếu không suy ngẫm một cách sâu sắc về hành vi này, ta sẽ không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào trong việc gắn liền chất lượng kết quả của một quyết định với chính chất lượng của quyết định đó. Suy cho cùng thì vẫn rất khó để tranh cãi với một người đang đưa ra những quyết định ngu ngốc, nhưng kết quả lại dường như đang thể hiện điều ngược lại. Tuy nhiên, đối với những cá nhân mà công việc của họ gắn liền với một môi trường mà bất định luôn đóng một vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của họ, họ luôn hiểu một nguyên tắc cực kỳ quan trọng rằng kết quả cuối cùng của một quyết định không hề tiết lộ bất cứ điều gì về chất lượng của quyết định đó. Những nhà đầu tư thông minh là những người đủ sâu sắc để hiểu rằng chất lượng của kết quả và chất lượng của quyết định không hề tương đồng với nhau.
Trong thực tế, những quyết định chính xác lại có kết quả tệ hại, cũng như những quyết định ngu xuẩn lại thường đưa ra những kết quả tuyệt vời luôn hiện hữu khắp nơi. Điều quan trọng là ta phải có đủ khả năng để phân biệt giữa kỹ năng và may mắn. Nếu như mọi việc không hề đơn giản như cách ta vẫn thường nghĩ trong môi trường đầu tư, làm thế nào để ta xác định một cách chính xác ai là người thực sự sở hữu kỹ năng đầu tư? Kỹ năng và may mắn. Trong đầu tư, không có bất cứ việc gì nhà đầu tư có thể làm, cho dù bạn có thật sự tài giỏi đến đâu, có thể mang lại cảm giác chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như những gì bạn dự tính. Sự bất định cũng như tính ngẫu nhiên của các sự kiện trong tương lai luôn là một hằng số không bao giờ thay đổi trong môi trường đầu tư. Điều này đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng cho nhà đầu tư, đó là nếu như ảnh hưởng của sự bất định trong tương lai không thể tránh khỏi, vậy thì làm thế nào để ta biết rằng kết quả khả quan mà ta có được thực sự đến từ kỹ năng đầu tư, chứ không phải là do may mắn? Theo lý thuyết, kỹ năng đầu tư có thể dễ dàng phân biệt hơn rất nhiều nếu như ta có một tập mẫu thử đủ lớn cho từng trường hợp đầu tư riêng biệt. Giả sử, ta đang có một nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào công ty X. Hãy giả định rằng anh ta có thể nhân bản trường hợp này lên 100 lần và sau đó theo dõi kết quả tương lai của tập mẫu này sau khi nhà đầu tư đã quyết định rót tiền vào công ty X. Giả sử kết quả quan sát được chia thành hai tình huống sau đây. Tình huống A ấy, 90 lần kết quả khả quan, 10 lần kết quả tiêu cực. Sau khi phân tích tập mẫu thử của kết quả tiêu cực, ta nhận thấy rằng những yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của nhà đầu tư đã diễn ra ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp X một cách tiêu cực. Tình huống B, 80 lần kết quả tiêu cực, 20 lần kết quả khả quan. Sau khi phân tích tập mẫu thử của kết quả khả quan, ta nhận thấy rằng những sự kiện tương lai nhà đầu tư vốn dĩ không hề nghĩ tới khi cân nhắc đầu tư đã diễn ra và điều này đã thay đổi triển vọng tương lai của doanh nghiệp X theo hướng hoàn toàn có lợi. Trong tình huống trên, nó khá rõ ràng kỹ năng đầu tư chỉ xuất hiện trong tình huống A. Nhưng hãy giả sử nhà đầu tư trên nhận được kết quả tiêu cực trong tình huống A, xác suất là 10%, hoặc là nhận được kết quả khả quan trong tình huống B, xác suất là 20%. Thật khó để mà nhà đầu tư trên không cảm thấy ngu ngốc trong tình huống A, cũng như cảm thấy thông minh tuyệt đỉnh trong tình huống B. Như một thói quen quá đỗi quen thuộc, ta luôn tương đồng hóa chất lượng của kết quả và chất lượng của quyết định mà không bao giờ suy xét sâu về cái quá trình đưa ra quyết định đó. Thế giới này ngập tràn những người sử dụng kết quả cuối cùng của một quyết định để làm thước đo duy nhất cho chất lượng của quyết định đó. Đây là một trong những cái bẫy phổ biến nhất khi ta phải đánh giá chất lượng của một quyết định, đặc biệt là trong môi trường đầu tư, khi yếu tố bất định luôn là một hằng số không đổi ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận. Thật sự rất khó để phân biệt đâu là kỹ năng, đâu là may mắn, khi cả kỹ năng và may mắn đều đóng một vai trò nhất định ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của mọi quyết định đầu tư. Kỹ năng đầu tư đến từ đâu? Kỹ năng đầu tư hay thường được giới tài chính gọi là alpha, thông thường cái gì đó ngầu ngầu, bất kể lĩnh vực gì đó, là mặc định được gắn cái mác alpha. Hiểu một cách đơn giản là kỹ năng đánh bại thị trường trong dài hạn của nhà đầu tư. Hiệu suất của thị trường được chọn làm tiêu chuẩn để so sánh là vì nhà đầu tư có thể dễ dàng mô phỏng lại hiệu suất thị trường một cách gần như tuyệt đối bằng hình thức đầu tư thụ động vào các quỹ chỉ số index fund hoặc là ETF. Nếu như bạn không cần phải làm gì nhiều để có thể có được hiệu suất chung của thị trường, đánh bại thị trường là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chứng minh công sức bạn bỏ ra trong suốt quá trình đầu tư chủ động là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những nhà đầu tư sở hữu alpha luôn rất hiếm trên thị trường, đặc biệt là sau khi hiệu suất lợi nhuận đã được trừ đi thuế và phí giao dịch. Trong giới kinh tế học, alpha được cho là không thể tồn tại do giả định thị trường hiệu quả là nền tảng của mọi lý thuyết đầu tư. Do thị trường được giả định là mức giá luôn thể hiện đúng giá trị thật của doanh nghiệp, lợi nhuận hay thua lỗ của nhà đầu tư hoàn toàn đến từ những chuyển động ngẫu nhiên của thị trường. Do đó để có mức hiệu suất tốt hơn thị trường trong một thời gian dài là không thể. Thuyết này đồng ý rằng sẽ luôn có một người có thể sở hữu mức hiệu suất tốt hơn trong thị trường ngắn hạn, nhưng nó luôn khẳng định rằng đó chỉ hoàn toàn là do may mắn, và điều này không thể tiếp tục liên tục trong dài hạn. Kết luận hiển nhiên từ giả thuyết này là bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia trên thị trường, cho dù người đó có là tiến sĩ kinh tế hay một con khỉ đột nào đó, đều không thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu tư cuối cùng và chỉ có thể phó mặc hoàn toàn vào sự thương xót của thị trường. Kỹ năng đầu tư đơn giản là không thể tồn tại trong một thị trường hiệu quả. Nếu bạn đọc là một người đã theo dõi series đầu tư từ đầu, chắc là bạn cũng sẽ hiểu rằng người viết luôn có một suy nghĩ khá phức tạp về lý thuyết của thị trường hiệu quả. Lý thuyết này không thể phủ nhận một cách hoàn toàn, nhưng cũng không nên được đồng tình một cách mù quáng. Quả thật là rất khó để đánh bại thị trường.
Lý do mà các quỹ chỉ số Index Fund ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường thế giới là vì ngày càng có nhiều nhà đầu tư hiểu rằng đánh bại thị trường không phải là một việc đơn giản như họ vẫn lầm tưởng. Nhưng điều đó không có nghĩa là alpha không tồn tại trong thế giới đầu tư. Những người sở hữu alpha thực sự hiếm trong môi trường đầu tư. Vì thế ta luôn phải cảnh giác với những người cứ làm ra vẻ họ đang sở hữu alpha. Một quan điểm mà người viết cảm thấy rất hữu ích là chúng ta nên mặc định rằng tất cả những người mà ta biết đang đầu tư vào thị trường chứng khoán đều không có khả năng đánh bại thị trường cho tới khi có bằng chứng thuyết phục chứng minh điều ngược lại. Bằng chứng thuyết phục ở đây là người đó phải sở hữu một thành tích liên tục vượt trội so với thị trường trong một khoảng thời gian đủ dài, thường là ít nhất là phải trên 5 năm để dữ liệu đó trở nên đáng tin cậy. Hiệu suất đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn là điều cực kỳ phổ biến trong một môi trường đầu tư. Vì thế, chúng ta cần phải học cách phân biệt giữa những nhà đầu tư alpha thực thụ với những người đơn giản là đang cưỡi sóng mà không mặc quần. Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc xác định alpha là yếu tố bất định. May mắn luôn tồn tại trên thị trường. Một cách thực tế nhất, mọi kết quả đầu tư đều sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố, kỹ năng và may mắn. Và mỗi khoản đầu tư khác nhau thì sẽ có mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa hai yếu tố trên. Khi đã hiểu rằng mọi kết quả đầu tư đều có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp từ yếu tố may mắn, ta có thể thấy rằng việc sử dụng kết quả đầu tư như là thước đo duy nhất cho chất lượng của quyết định đầu tư có thể trở nên nguy hiểm đến như thế nào. Ta có thể học những bài học sai lầm và nguy hiểm trong đầu tư nếu ta chỉ chú ý đến những khoản đầu tư sinh lời và bỏ qua những khoản đầu tư thua lỗ. Tạo ra giá trị. Một cách đơn giản, giá trị của một nhà đầu tư chủ động nằm ở việc tạo ra alpha, khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Nhưng đánh bại thị trường thực sự có ý nghĩa ra sao? Hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ về đánh bại thị trường thông qua việc có tỷ suất lợi nhuận hơn tỷ suất chung của thị trường. Họ quên rằng alpha cũng tồn tại trong việc ngược lại. Mức độ sụt giảm danh mục thấp hơn so với mức độ rớt giá chung của thị trường. Một cách khác để suy nghĩ về alpha là câu hỏi cơ bản mà nhà đầu tư nào cũng nên tự hỏi bản thân. Lợi thế cạnh tranh của bạn nằm ở đâu? Nếu bạn cũng sở hữu những thứ mà đám đông đang cùng sở hữu, tại sao bạn nghĩ rằng mình xứng đáng có hiệu suất alpha? Tác giả Nassim Taleb trong quyển sách Skin in the Game có một mô hình mà người viết cho là tốt nhất để suy ngẫm về lợi thế cạnh tranh trong tất cả những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Ông vốn là dân trade các quyền chọn mua bán trên thị trường và đã dùng kiến thức về thị trường này để phổ quát hóa về lợi thế cơ bản của quyền lựa chọn từ các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Trong thế giới tài chính, khi bạn cho rằng cổ phiếu của một công ty X có khả năng tăng cao trong tương lai nhưng mà bạn không sẵn sàng chấp nhận rủi ro để mua một số lượng cổ phiếu nhất định, bạn có thể mua quyền chọn mua của công ty đó như một lời cam kết giữa người mua và người bán sẽ thực hiện giao dịch mua cổ phiếu của công ty X tại mức giá A trong một khoảng thời gian được cố định trước. Khi bạn là người mua quyền chọn, cái bạn có chính là sự lựa chọn trong việc bạn có muốn thực hiện quyền mua của mình hay không. Nếu như tương lai diễn ra như bạn dự tính, bạn sẽ thực hiện quyền mua của mình. Dĩ nhiên là bạn có thể bỏ qua nếu như diễn biến tương lai không có lợi. Bạn là người có quyền đưa ra sự lựa chọn. Người bán quyền lựa chọn cho bạn là người có nghĩa vụ phải thực hiện cam kết nếu như bạn thực hiện quyết định quyền của mình. Dĩ nhiên là trong môi trường đầu tư, ai cũng thấy có quyền lựa chọn như thế là một lợi thế to lớn, nên phải có một mức phí đi kèm người mua quyền chọn phải bỏ ra trên thị trường để bù lại những rủi ro cho người ở bên kia của đầu giao dịch. Về cơ bản, ý tưởng của Nassim Taleb xoay quanh khái niệm bất cân xứng. Người mua quyền chọn có quyền thực hiện sự lựa chọn nếu như tương lai có lợi, trong khi người bán có nghĩa vụ thực hiện cam kết như trên. Một bên sở hữu sự lựa chọn, một bên có nghĩa vụ phải thực hiện cam kết. Sự bất cân xứng thuần túy mà bạn có thể thấy do quyền chọn trên thị trường tài chính thể hiện mức độ bất cân xứng trong lợi ích cơ bản một cách hiển nhiên, do đó nó cũng được định giá khá hiệu quả. Đơn giản là vì ai cũng nhận thấy rằng sở hữu lựa chọn luôn là một lợi ích to lớn. Tuy nhiên, ngoài lĩnh vực tài chính, sự lựa chọn không được định giá một cách rõ ràng, do đó ta có thể quan sát được những ảnh hưởng quan trọng từ sự bất cân xứng có được khi sở hữu sự lựa chọn trong cuộc sống. Lấy ví dụ ngoài đời sống, một cách hiểu khác về tiền chính là sự lựa chọn thuần khiết nhất. Nếu như mục đích sống của bạn chỉ là kiếm càng nhiều tiền càng tốt, thì người viết thực sự cảm thấy đó là một mục đích vớ vẩn nhất mà bất kỳ ai sống trên đời này có thể có. Tiền chỉ là sự có ích cho bạn nếu như bạn biết rõ tiền sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu gì trong cuộc sống. Tiền là sự hiện thân của một sự lựa chọn tinh tế nhất. Những người càng sở hữu nhiều tiền là những người càng có nhiều sự lựa chọn mà họ có thể theo đuổi cho cuộc sống. Tiền có ích cho cuộc sống của bạn nếu như bạn biết rõ rằng mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Nếu như tiền chỉ đơn giản là mục đích cuối cùng cho cuộc đời bạn sẽ có một cuộc sống bất hạnh.
Bất hạnh và cô đơn tột cùng là thứ mà bạn sẽ có được khi tiền là kim chỉ nam thúc đẩy toàn bộ cuộc đời của bạn. Đừng nghĩ về tiền như thể nó là mục đích cuối cùng của mọi công việc mà bạn làm. Hãy nghĩ về nó như một công cụ để giúp bạn đạt được những mục tiêu quan trọng khác cho cuộc sống. Kỹ năng đầu tư hiểu theo nghĩa rộng nhất là khả năng tạo ra sự bất cân xứng về hiệu suất đầu tư trên thị trường. Do kỹ năng đầu tư phải được tính theo mốc thời gian dài hạn, một năm đầu tư với tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường là một việc hoàn toàn bình thường. Một nhà đầu tư alpha thực thụ là khi họ sở hữu sự bất cân xứng trong một khoảng thời gian đủ lâu để trở thành dữ liệu đáng tin cậy. Trong hành trình đầu tư gian nan của mình, nhà đầu tư nên học cách để nhận biết sự bất cân xứng trên thị trường. Và ở đó bạn tìm thấy những cá thể hiếm hoi của thế giới, nhà đầu tư alpha. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn trong phần 12 của series đầu tư cơ bản. Bài viết hôm nay có tựa đề là bề nổi và phần chìm. Series bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Gerardo. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với phần 12 của series ngay bây giờ nhé. Môi trường đầu tư theo một cách khác biệt luôn rất giống với đại dương. Bạn càng lặn sâu thì bạn sẽ càng thấy đại dương rộng lớn. Và ở tận cùng đáy của đại dương luôn là những sinh vật cực kỳ đáng sợ và quái lạ. Đại đa số những nhà đầu tư chỉ nhìn thấy bề nổi của môi trường đầu tư, những điều đơn giản và hiển nhiên với lập luận nghe có vẻ như là rất vững chắc. Thật không may là rất ít nhà đầu tư chịu bỏ thời gian và công sức để lặn sâu xuống tận cùng đáy đại dương. Từ trước đến nay, những lập luận đơn giản và hiển nhiên luôn có một sức hút khó cưỡng, ít nhất là đối với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Công thức để kiếm tiền nhanh trên thị trường với những lập luận dễ hiểu và rõ ràng luôn có một sức hấp dẫn khó cưỡng. Những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới luôn là những người có khả năng kháng cự những suy nghĩ rất hiển nhiên và đơn giản xuất hiện nhan nhản trên thị trường. Họ hiểu rằng những gì quá hiển nhiên và đơn giản thường là sai. Đơn giản vì đầu tư là một công việc cực kỳ khó khăn để kiếm tiền một cách dễ dàng. Bề mặt của biển luôn trông rất dễ chịu và đẹp đẽ. Nó khiến chúng ta quên mất rằng đó chỉ là bề nổi của cả một thế giới rộng lớn nằm sâu dưới đáy đại dương. Mọi thứ luôn trông rất rõ ràng ở trên bề mặt và do đó nó luôn tạo ra một cảm giác chắc chắn đầy giả tạo. Nhưng nếu mà bạn đang lặn sâu ở trong lòng đại dương thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chỉ có những nhà đầu tư có khả năng thoát khỏi được cái góc nhìn bề nổi và quyết định lặn sâu vào lòng của đại dương mới thực sự hiểu được rằng đại dương rộng lớn và nguy hiểm đến như thế nào. Như một quy luật của tự nhiên, phần chìm của tảng băng luôn có kích thước lớn hơn phần nổi rất nhiều. Tương tự như thế, những điểm mù mà chúng ta không thể nhìn thấy một cách rõ ràng luôn có những giá trị lớn hơn rất nhiều những kết luận quá hiển nhiên đến từ đám đông. Những điều mọi người đều biết. Hầu hết, những ý tưởng quá đơn giản và hiển nhiên đều là những cái bẫy nguy hiểm nhất trên thị trường. Những điều tưởng chừng như quá rõ ràng và không thể bàn cãi trong mắt với đám đông gần như là toàn sai. Một ví dụ cơ bản là suy nghĩ cổ phiếu của một công ty tốt chắc chắn sẽ luôn là một khoản đầu tư tốt. Điều này quá đơn giản và hiển nhiên đến mức nó đã bẫy chết rất nhiều nhà đầu tư non nớt ở trên thị trường. Một công ty tốt chỉ là một khoản đầu tư tốt khi người ta nhận ra tiềm năng thực sự của nó. Và qua đó, giá trị tiềm năng trên vẫn được giữ và phản ánh hết vào giá cổ phiếu. Thời điểm mà một khoản đầu tư trở nên quá tốt để đám đông có thể từ chối tham gia cũng chính là khoảnh khắc mà nhà đầu tư thông minh nên từ chối tham gia vào cuộc chơi này. Hoặc nếu họ đã mua từ trước thì nên chốt lời ngay lập tức. Một doanh nghiệp tốt có khả năng tạo ra dòng tiền kinh khủng không nhất thiết sẽ luôn là một khoản đầu tư tốt. Tất cả đều phụ thuộc vào câu hỏi tiềm năng tăng trưởng của công ty đã được phản ánh hết vào giá hay chưa. Lấy một ví dụ thực tế nhé. Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp sinh lời nhất sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2020 và 2021. Các số liệu lợi nhuận hàng quý phá kỷ lục liên tiếp đã làm cho Hòa Phát trở thành cổ phiếu quốc dân của mọi nhà. Và thế là Hòa Phát trở thành cổ phiếu quá tốt để có thể bỏ qua đối với đại đa số nhà đầu tư. Năm 2021, Hòa Phát vẫn là một doanh nghiệp tốt với khả năng tạo ra dòng tiền kinh doanh khủng khiếp. Nhưng sẽ là một khoản đầu tư với hiệu suất yếu kém nếu như bạn quyết định rót tiền khi mà giá cổ phiếu đang bật quá cao trong quá khứ. Một doanh nghiệp tốt không nhất thiết phải là một khoản đầu tư tốt. Tất cả đều phụ thuộc vào giá mà bạn đã bỏ ra để mua doanh nghiệp đó. Thời điểm tốt nhất để mua Hòa Phát là vào đầu năm 2020, khi mà lúc đó vẫn chưa nhiều người biết đến tiềm năng lợi nhuận thực sự của Hòa Phát khi vừa hoàn thành xong nhà máy Dung Quất. Hòa Phát đã liên tục tăng trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021. Và đám đông cứ nghĩ là Hòa Phát sẽ tăng mãi không có hồi kết. Các nhà đầu tư lớn, những người đã mua Hòa Phát từ những ngày đầu trong chu kỳ lên giá, họ đang chốt lời và gửi hàng lại cho những nhà đầu tư quyết định đầu tư vào Hòa Phát quá trễ với suy nghĩ đơn giản và hiển nhiên rằng
cổ phiếu doanh nghiệp tốt thì chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư tốt. Một suy nghĩ đơn giản và hiển nhiên khác là nếu như giá mua đóng một vai trò quan trọng đến triển vọng lợi nhuận trong đầu tư, cách tốt nhất là cứ tìm mua các cổ phiếu có giá trị đang được giao bán với cái giá rẻ mạt trên thị trường. Về cơ bản, đây là trường phái đầu tư giá trị được áp dụng một cách mù quáng trên thị trường. Nhà đầu tư tìm các cổ phiếu với mức định giá cực kỳ thấp so với tiêu chuẩn chung của ngành và kỳ vọng rằng các khoản đầu tư này sẽ là một món lời hấp dẫn. Họ không hiểu tại sao các cổ phiếu này lại tiếp tục rớt giá thảm hại trong tương lai. Không còn cách nào khác, họ đành phải mua tiếp trung bình giá nhưng mà cổ phiếu vẫn tiếp tục rớt giá. Lỗ lại chồng thêm lỗ, mặc dù các cổ phiếu được mua đã rất rẻ khi so sánh với các khoản đầu tư tương tự khác trên thị trường. Câu trả lời cho trường hợp này là nhà đầu tư đã rơi vào cái bẫy giá trị, value trap. Những cổ phiếu giá rẻ có lý do chính đáng của nó. Một doanh nghiệp tốt chưa chắc sẽ là một khoản đầu tư tốt nếu như bạn mua với một cái giá quá cao. Và một khoản đầu tư rẻ mạt chưa chắc đã là một khoản đầu tư tốt vì có thể bạn đang mua một doanh nghiệp tệ hại mà chẳng ai muốn đầu tư trong tương lai. Một doanh nghiệp chỉ gia tăng giá trị nội tại khi doanh nghiệp đó có khả năng tăng trưởng dòng tiền kinh doanh trong tương lai. Điều mà nhà đầu tư thông minh phải tìm kiếm là một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt nhưng bị thị trường bỏ qua. Không phải là một doanh nghiệp cả thị trường đều công nhận là xuất sắc, cũng như một doanh nghiệp tệ hại giá rẻ mạt mà cả thị trường đều từ chối đầu tư. Có một quy luật chung là những bong bóng nổi tiếng trên thế giới, bao gồm cả bong bóng công nghệ năm 2001 và bong bóng bất động sản năm 2008, đều xuất phát từ những thực tế có tính chuẩn xác của riêng nó. Bong bóng không thể hình thành nếu như nguồn gốc ban đầu của nó không có một giá trị thực tại cụ thể nào đó. Tiềm năng thay đổi thế giới của Internet là có và giá bất động sản đang tăng rất nhiều trong quá khứ và thường là một khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên, khi một thực tế bị thổi phồng quá mức và được tin tưởng một cách mù quáng, thực tế đó sẽ bị bóp méo và trở thành một bong bóng. Điều này có nghĩa là những điều đã từng đúng trong quá khứ không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục đúng trong tương lai. Những công ty đã từng là những khoản đầu tư tốt không thể tiếp tục duy trì việc này. Nếu như tất cả mọi người đều tin tưởng mù quáng vào tiềm năng bất tận của doanh nghiệp đó, dẫn đến những kỳ vọng phi thực tế. Khi công ty không thể đáp ứng được kỳ vọng được thổi phồng quá mức bởi thị trường, sụt giảm giá trị doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Do đó, nhà đầu tư thông minh luôn phải cẩn trọng với những ý tưởng quá rõ ràng và phổ biến trên thị trường, vì hầu hết chúng toàn sai. Những điều tưởng chừng như là đơn giản và hiển nhiên trên thị trường thật không thực sự đơn giản và hiển nhiên đến thế nếu như ta thực sự suy ngẫm về chúng đủ lâu. Cuộc chơi poker với những tay chơi giỏi nhất. Nhà sáng lập quỹ hedge fund nổi tiếng Bridgewater Associates Ray Dalio đã từng so sánh đầu tư chứng khoán rất giống với chơi bài poker. Ông nhấn mạnh bản chất tương đồng tổng bằng không giữa thị trường tài chính và poker. Điều này có nghĩa là một khi người chơi poker ngồi vào bàn chơi, họ thắng cuộc bằng cách ăn tiền từ một người khác đang ngồi trên bàn. Số tiền họ thắng được chính là số tiền thua cuộc của kẻ khác. Và do đó, tổng số tiền thắng cuộc và tổng số tiền thua cuộc trên bàn chơi cộng lại phải bằng không. Nếu như bạn quyết định ngồi vào bàn chơi poker, cách duy nhất bạn thắng được tiền là đánh bại những người chơi khác ngồi trên bàn. Thông thường thì chỉ có một số ít những tay chơi poker chuyên nghiệp mới có khả năng liên tục thắng tiền trong dài hạn. Đa phần những tay chơi nghiệp dư sẽ thua toàn bộ số tiền mà họ có được nếu như họ liên tục ngồi vào những bàn chơi cùng với những tay chơi chuyên nghiệp. Trong một số ít người chơi có thể thắng cuộc nhờ may mắn, nhưng sự khác biệt về kỹ năng sẽ thể hiện rõ nét ở trong dài hạn. Nếu liên tục tham gia chơi cùng với những người có kỹ năng tốt hơn, thua cuộc trên bàn chơi poker là điều không phải bàn cãi. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình, Ray Dalio đã ví thị trường chứng khoán như là một bàn chơi poker lớn nhất trên thế giới với những tay chơi cự phách nhất mà bạn có thể chơi cùng. Phương pháp đầu tư quả thật là có nhiều điểm tương đồng với kỹ năng poker. Nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ thì cả thị trường không hề là một bàn chơi poker rộng lớn như là Ray Dalio đã hình dung. Sự so sánh của Ray Dalio sẽ chỉ chính xác nếu như ta nhìn tổng thể thị trường như là một môi trường tĩnh không có sự phát triển. Nếu như thị trường không bao giờ phát triển hoặc là thay đổi, tính chất tổng bằng không sẽ luôn hiện hữu trong khoảng thời gian chúng ta tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán. Cách duy nhất để chiến thắng là đánh bại một người khác và lấy đi số tiền của họ. Nhưng thị trường thực chất là một môi trường động, nó phát triển và tiến hóa qua thời gian. Vốn hóa của một công ty sẽ tăng trưởng qua thời gian nếu như công ty đó có khả năng tiếp tục mở rộng hoạt động doanh nghiệp. Và nếu như thị trường là tập hợp của hàng loạt công ty, ta có thể hiểu rằng tổng quy mô vốn hóa của thị trường sẽ được quyết định bởi sự thành công hoặc thất bại của những công ty cấu thành nên thị trường đó. Nếu như ta xem sự phát triển của thị trường là một thước phim động, bộ phim đó sẽ là tập hợp của những khung hình tĩnh được kết nối với nhau.
Và do đó tính chất tổng bằng không mà Ray Dalio nhắc đến sẽ chỉ chính xác khi ta nhìn thị trường thông qua lăng kính của từng khung hình. Hoặc ta có thể nói đơn giản là theo góc nhìn của trader. Một khung hình cụ thể trong thước phim của thị trường mà số tiền chơi trên bảng poker là một hằng số không đổi. Tuy nhiên, với một góc nhìn dài hạn khi mà tổng số tiền trên bàn chơi sẽ tăng dần qua thời gian khi nền kinh tế phát triển và mở rộng. Đánh bại người khác không còn là cách duy nhất để bạn thắng cuộc nữa, bạn cũng có thể thắng bằng cách trở thành cổ đông của những công ty chất lượng có khả năng tăng trưởng tốt qua thời gian. Toàn bộ thị trường không nhất thiết phải giống như là một bàn chơi poker với số lượng tiền cược nhất định. Và qua đó, bản chất tổng bằng không mà Ray Dalio đã nhấn mạnh không nhất thiết phải áp dụng cho các nhà đầu tư với góc nhìn dài hạn. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản đằng sau sự so sánh trên vẫn luôn là một chân lý mà các nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới đồng tình. Thị trường sẽ luôn là một môi trường khắc nghiệt với vô số hiểm nguy hiện hữu khắp mọi nơi. Về cơ bản, thị trường được sinh ra lấy tiền từ những người thiếu hiểu biết nhưng đủ ngạo mạn để tin rằng bản thân mình có thể dễ dàng thắng tiền từ người chơi khác. Có một sự thật đơn giản mà tất cả những người chuẩn bị tham gia vào đầu tư cần phải ghi nhớ, chính là một khi bạn quyết định tham gia vào thị trường, bạn sẽ phải thi đấu với những bộ óc giỏi nhất trong trò chơi đầu tư mà bạn có thể tìm thấy. Sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa những con người tài ba nhất trong môi trường đầu tư chính là lý do mà tại sao kỹ năng đầu tư, khả năng đánh bại thị trường liên tục trong dài hạn lại khó sở hữu đến như thế. Nhà đầu tư phải liên tục cập nhật kiến thức của mình cũng như là sẵn sàng thay đổi phong cách đầu tư để phù hợp với môi trường đầu tư hiện tại nếu như mà không muốn bị đào thải khỏi cuộc chơi. Hơn thế nữa, nếu trò chơi này khó đến như thế, không có lý do gì để nhà đầu tư hy vọng rằng những lập luận quá đơn giản và hiển nhiên lại là món vũ khí bí mật mang lại lợi thế cạnh tranh đặc biệt, hoặc tin tưởng rằng những công thức thành công đơn giản có thể phát huy tác dụng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, đây lại là ảo tưởng rất phổ biến trên thị trường. Hầu hết các nhà đầu tư đều có những suy nghĩ quá rõ ràng và hiển nhiên về môi trường đầu tư, và nghĩ rằng đây sẽ là những nhân tố quan trọng giúp họ tạo ra khả năng sinh lời vượt trội trong tương lai. Họ không hề biết rằng đây chỉ là bề nổi về thị trường. Những điều quá rõ ràng có thể dễ dàng được nhận biết bởi tất cả những người tham gia đầu tư chứng khoán. Và như một quy luật của sự tự nhiên, điều gì quá hiển nhiên và rõ ràng trên thị trường thường là những ảo tưởng và đám đông đang thịnh hành. Nhưng mà ai lại không biết điều đó? Một trong những kỹ năng tốt nhất để nhà đầu tư rời khỏi góc nhìn bề nổi là học cách đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương. Đây là một trong những bài học đầu tiên và quan trọng nhất trong trường phái game theory. Trong đầu tư, một cách áp dụng quan trọng cho kỹ thuật trên là những câu hỏi mang tính thẩm định mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tự vấn bản thân trước khi đưa ra quyết định cho chính mình. Tại sao người khác lại sẵn sàng bán hoặc là mua công ty này, trong khi tôi cũng sẵn sàng mua bán? Có phải tại vì margin call đang diễn ra hay là thị trường đang hoảng sợ một cách vô lý? Điều thứ hai là sự thật quan trọng nào tôi biết mà người khác không biết? Tôi có thực sự chắc chắn về kết luận này hay đây chỉ là ảo tưởng của bản thân? 3. Điều gì làm tôi tự tin rằng tôi đang đưa ra quyết định tốt hơn người bên kia của đầu giao dịch? Nhà đầu tư nổi tiếng Howard Marks đã từng chia sẻ rằng một trong những điều làm ông tự hào nhất khi hướng dẫn con trai của mình, Andrew, để chuẩn bị cho thế giới đầu tư khắc nghiệt là thói quen tự đặt câu hỏi, ai lại không biết điều đó? Mỗi khi bản thân đi đến một kết luận cụ thể nào đó về thị trường, khi đặt bản thân vào vị thế của người khác, nhà đầu tư sẽ dần thoát khỏi góc nhìn bề nổi và bị bóp méo bởi cái tôi của bản thân, và sẽ bắt đầu có một tầm nhìn bao quát và rộng lớn hơn. Bằng cách tự đặt bản thân mình vào vị thế của đối phương, nhà đầu tư có thể bắt đầu nhận ra rằng những nhận định đặc biệt của bản thân tưởng chừng như mình bạn mới có khả năng tự nghĩ ra không thật sự độc nhất đến thế. Những nhà đầu tư thông minh không chỉ dễ dàng nhận biết được một góc nhìn bề nổi của thị trường, mà còn có khả năng nhận biết một cách sâu sắc tảng băng chìm đang được che giấu đằng sau mọi hiện tượng đang diễn ra trên thị trường. Để làm được điều này, bản năng nghi ngờ tính xác thực của mọi luận điểm đơn giản và hiển nhiên về thị trường cần phải được tôi luyện một cách thuần thục. Đầu tư là một công việc cực kỳ khó khăn để kiếm tiền một cách dễ dàng, và trading để kiếm sống thậm chí còn khó hơn gấp bội. Khoảnh khắc mà nhà đầu tư quá tự tin vào những hiểu biết của bản thân cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Vô số nhà đầu tư đã mất trắng tất cả khi lầm tưởng rằng mình đã tìm ra được công thức đánh bại thị trường một cách thẳng thắn nhất. Khi nhà đầu tư nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng đã tìm ra được chìa khóa giải mã thị trường thì cũng là lúc thị trường thay đổi ổ khóa. Câu trả lời quá đơn giản và dễ dàng sẽ không bao giờ tồn tại trên thị trường, và do đó những điều quá rõ ràng và hiển nhiên chỉ xuất hiện ở trên bề nổi của một tảng băng chìm rộng lớn. Để tư duy về thị trường hiệu quả hơn, nhà đầu tư cần phải học cách bỏ qua góc nhìn bề nổi dễ dàng xuất hiện trên thị trường, lặn sâu xuống tận cùng đáy đại dương để tìm kiếm những bí mật đang bị chôn vùi trong một tảng băng chìm rộng lớn.
Trong môi trường đầu tư, những con đường mà ai cũng có thể đi luôn là những con đường chứa đựng nhiều rủi ro và nguy hiểm nhất. It's too good to be true, có những điều quá tốt để có thể trở thành sự thật. Hiểu một cách đúng đắn nhất về thị trường, mồ hôi và nước mắt là những thứ mà nhà đầu tư phải sẵn sàng đánh đổi để đạt được thành công dài hạn ở trên thị trường. Và có một điều chắc chắn là điều này sẽ không bao giờ có thể diễn ra trên những con đường quá bằng phẳng và dễ dàng. Nếu như mà vô tình các bạn chưa biết, thì đây sẽ là phần cuối cùng của series đầu tư cơ bản. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi series này từ phần đầu đến phần cuối. Mình mong là với những chia sẻ của tác giả Gerardo, thì các bạn sẽ có cho mình những kiến thức cơ bản nhất về việc đầu tư. Và nếu như cảm thấy chúng mình hay ho, thì đừng ngại ngần gì mà không like, share video này. À đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh nhá. Ok, mình là Pink Dot. See ya.